Chương 2715, phế hắn đi. Bàn tay của Không Trạch Nhất Lang chi vẻn vẹn trong vài giây đồng hồ đã to như một chậu rửa mặt nhỏ. Mà bàn tay còn phát ra cả khí màu xanh nữa. Diệp Phàm cũng đang giả vờ như cố dùng lực, nhưng thật ra là muốn xem người này xuất ra chiêu gì kỳ quặc. Bởi vì hắn ta nghĩ đến ước định sau này của nhà họ Phí và nhà họ Hoành Đoạn. Có lẽ đến lúc đó nhà Không Trạch cũng nên phải mời người nhà họ Hoành Đoạn. Tìm hiểu trước về tuyệt chiêu của nhà Không Trạch cũng có lợi cho những quyết định sau này. Sau khi hoàn thành động tác, Nhất Lang đạp một cái mạnh, người đã đứng vững vàng ở giữa. Sau đó giống như con thoi, đâm thẳng vào dưới bụng Diệp Phàm. Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi phát hiện ra trước bàn tay đang chắp trước ngực của anh ta có một cái đao vô hình, đao này là do dung hợp nội lực mà thành, còn có màu tím nhạt. Cách đó 5 mét Diệp Phàm có cảm thấy đao khí này sát khí đằng đằng. Gì chứ, còn cả đao phá, có lẽ đó là bí thuật tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lòng Diệp Phàm lập tức suy nghĩ, trong nháy mắt đã hình thành thủy công của bức vương, làm thành một quả cầu nước khổng lồ. Diệp Phàm đẩy mạnh về đằng trước, quả cầu nước đó đã động vào đao khí. Bùm! Hình như là ai đó đã ném lựu đạn trong sàn đấu. Bùm một tiếng, cả người Không Trạch Nhất Lang bay ra như đạn bắn. Diệp Phàm tức giận rồi vì đao phá đúng là quá lợi hại. Khi nãy Diệp Phàm dùng 6 phần lực nhưng đao khí đó xuyên qua được cả lớp bảo vệ quả cầu khiến cho tóc hắn dựng thẳng đứng như bốc lửa. Diệp Phàm nhún người một cái như bóng tiến tới trước mặt Nhất Lang, xé một cái khiến cho Nhất Lang từ vòng bảo vệ phải quay lại, vung mạnh lên sàn. Khoan đã! Không Trạch Bản Tú hét to nhưng đã quá muộn, Diệp Phàm đã đạp một nhát lên trên ngực của Nhất Lang. Sau một tiếng vang nhỏ, toàn bộ phần ngực của Nhất Lang dường như quắt đi. Ngay cả mấy chiếc xương sườn cũng lòi ra khỏi da. Đương nhiên đó là Diệp Phàm ra tay quyết liệt khiến Nhất Lang kia phải tàn phế. Đúng lúc này, một bóng đen và một bóng từ hai bên đến. Và cũng có tiếng kêu lên, tiểu tù trưởng, cẩn thận đằng sau. Bốp một tiếng chói tai sau, Diệp Phàm trượt qua một bên, quay đầu lại nhìn, đột nhiên hét lên như tim gan bị xé cào. Tiểu Lang, Lang Phá Thiên, Quỳ Bố, Sa Thiên. Bởi vì hai người này đã bị Không Trạch Bản Tú bay xuống đá thẳng vào đám người xem. Máu tươi còn phun ra, tình hình không mấy lạc quan. Diệp Phàm ôm lấy Sa Thiên trước mặt mà được gọi là Quy Bố. Tiểu tù trướng, tôi không chịu được rồi, cha Sa Thiên nghẹo đầu, phun máu tươi rồi ngất đi. Mau cứu người. Diệp Phàm hét to, và Đường Thành, Kiều Nhuế Vô Khinh đều lao tới. Bác sĩ và y tá cũng mau chóng vào việc, để người nằm ra và kiểm tra trước. Tiểu tử, muốn phế người nhà Không Trạch ta, phải đền mạng. Tóc của lão Không Trạch Bản Tú trên đài dựng đứng như con mèo, hướng thẳng đao. Về phía Diệp Phàm mà nói. Khoan đã, người nào không phận sự không được lên sàn đấu mà làm thương người khác. Lúc này bốn vệ sĩ áo đen chạy ra trước mặt Diệp Phàm, những người này là an ninh bảo vệ của quyền hội Tommy. Đây chính là điều minh chứng sự công bằng của quyền hội. Đương nhiên nếu như không thể duy trì trật tự. Làm loạn cả nên thì cuộc so tài như thế này cũng không thể diễn. Không Trạch Bản Tú, ông đã phạm quy rồi, lập tức rời khỏi sàn đấu ngay. Ngô Đại Thuận quát to. Phạm quy, trước mặt Bản Tú này chẳng có gì là phạm quy cả, cút hết cho tao. Không Trạch Bản Tú cũng tức rồi, hôm nay không những mất mặt mà thấy cháu của mình đã bị dân bản xứ làm cho tàn phế, đúng là không thể chịu nổi. Bốp, bốp, bốp những âm thanh chói tai vang lên. Bốn vệ sĩ áo đen đã bị ông ta quạt cho một cái ngã rúi rụi vào đám người không bò dậy nổi. Không Trạch Bản Tú, ông đúng là đồ khốn nạn. Đây là đấu trường, là thi đấu công bằng. Đồ khốn kiếp nhà ông mà làm thương thuộc hạ của tôi thì tháp bố tư này không tha cho ngươi đâu. Diệp Phàm tức đỏ cả mắt, thực ra là đang muốn dụ dỗ ông ta mà thôi. Trong thời điểm này chẳng có tên ngốc nào lại chọn quyết đấu với ông ta, bởi vì ông ta là cao thủ siêu cấp rồi. Diệp Phàm làm như vậy không phải để thu hút cao thủ quyền hội đến. Bởi vì quyền hội Tommy bắt buộc sẽ phải giải quyết. Nếu không thì những cuộc thi đấu thế này sẽ không xảy ra. Và cũng có thể sẽ khiến sau này quyền hội Tommy không còn uy tín nữa. Mà Sa Nhất Đao lại mất tích trong này, có thể trong này có cao thủ bán thần tiên. Nếu để họ đụng đầu với Không Trạch Bản Tú chút cũng hay. Trẻ người non dạ mà to gan, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là Không Trạch. Bản Tú, ông ta lại dựng lên thanh đạo hướng về phía Diệp Phàm mà hét. Diệp Phàm cũng giang hai chân ra, đạp một cái cũng làm ra tư thế như nhảy lên trên.
họ sẽ ra tay trong quyền hội. Quả nhiên Diệp Phàm vừa mới bắn lên khoảng 1 mét thì đã có người lên tiếng, dừng hết lại cho ta. Theo tiếng nói đấy, một người che mặt, mặc áo đen bước ra trước mặt mọi người. Bang một tiếng, người này đối diện với Không Trạch Bản Tú, hai bên đều chăm chú nhìn. Không Trạch Bản Tú sợ hãi nhìn người áo đen hừ nói. Ông là ai, các hạ không có chuyện gì thì đừng xen vào chuyện của người khác. Lời này đáng nhẽ là tôi nói với các hạ, quyền hội lần này là do quyền hội Tommy tổ chức, ông không phải người tham gia thì không có tư cách lên sàn đấu. Là một đại sư về đao lưu không ngờ lại đánh lén sau lưng khiến họ bị thương. Chắc chắn điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Nhưng, tất cả những hậu quả này ông không trả không được. Tôi mặc kệ ông có thâm hậu thế nào thì cũng phải tuân thủ theo quy định của quyền hội. Người áo đen nói, hai bên còn có 1, 8 người áo đen. Mà tất cả đều cầm súng ngắn chĩa vào Không Trạch Bản Tú. Còn Không Trạch Bản Tú đột nhiên trừng mắt, tức giận nhìn đám người áo đen gầm rú lên. Các người dùng vũ khí. Rồi không do dự cho một chưởng với người mặc áo đen kia. Lại ba một tiếng, hai người bị chấn động lùi lại 2 bước mới dừng lại. Không Trạch Bản Tú, nếu như ông còn làm tới, tôi sẽ ra lệnh cho giết chết ông. Không tin ông cứ thử làm xem. Huống chi, giờ lão già ông đã vô liêm sĩ tới cực điểm rồi, lại còn nói xấu ta ư. Người áo đen chi vào Không Trạch Bản Tú hừ nói. Tôi không vu cáo ai, không phải là anh dùng vũ khí đánh lén sao? Không Trạch Bản Tú quay người lại, nhìn mọi người, quả nhiên phát hiện ra manh. Mối. Hình như đằng sau lưng ông ta đã bị cắt nứt ra một đoạn áo dài. Mà còn sâu tận vào da, thịt, có vẻ như ông ta bị thương, bởi vì chỗ áo rách đó có vết. Máu tươi còn đỏ. Tôi không hề dùng tới vũ khí, mà thuộc hạ của tôi có súng trong tay, cũng không nhất thiết dùng vũ khí. Người da đen nói, đột nhiên quay lại nhìn mọi người nói. Là ai làm, xin đứng ra. Nhưng không ai hé răng. Không Trạch Bản Tú, tao phải đánh chết con rùa già này. Diệp Phàm gầm rú xông lên, thực ra vết thương đằng sau lưng ông ta là vết tích mà Diệp Phàm gây ra. Bởi vì khi nãy tình lực của ông ta đều dồn về người mặc áo đen kia, khi giao đấu với. Người đó Diệp Phàm đã nhân cơ hội là sử dụng lạc bảo kim tiền. Giờ lạc bảo kim tiền vào trong tay Diệp Phàm xứng đáng được gọi là quỷ thần khó lường. Mắt thường vốn không nhìn thấy kim tiền được, mà Không Trạch Bản Tú lại đang giao đấu với người áo đen nên Diệp Phàm mới ra tay được. Nhưng, Không Trạch Bản Tú vẫn là Không Trạch Bản Tú. Người ta là cao thủ bán thần tiên, Diệp Phàm muốn dùng lạc bảo kim tiền để chặt đứt xương sống của lão gia nhưng vẫn không thành công. Tuy người ta đang thi đấu nhưng phản xạ cũng không thua kém gì Diệp Phàm. Một khi cảm nhận được cái gì là lập tức vận nội công để ngăn chặn. Vì vậy mà chi là vết thương ngoài da mà thôi. Dù thế, thì vẫn khiến cho vị đại sư đao lưu của Nhật Bản mất mặt rồi. Dừng tay, Tháp Bố Tư, anh hãy về điều trị cho thuộc hạ của anh. Yên tâm, tất cả những tổn thất của anh quyền hội sẽ đòi lại cho anh. Người áo đen nói với Diệp Phàm. Lúc này Đường Thành chạy mau tới, nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Tình hình căng rồi. Khi nãy qua bước đầu kiểm tra, các chuyên gia kết luận quy bố của chúng ta có thể trở thành người thực vật, anh ấy bị thương quá nặng. Có thể cứu sống được hay không cũng khó, mà Tiểu Lang cũng bị gãy 3 cái xương sườn, nội tạng cũng bị thương nặng. Nếu có chữa trị được khỏi thì cũng sẽ mất hết võ công. Không Trạch Bản Tú, nhà các người phải trả giá lớn. Tháp Bố Tư này tuyên bố tại đây, trong vòng 5 năm sẽ san bằng nhà các ngươi. Diệp Phàm khàn khàn gào lớn. Lần này không phải là giả vờ mà là thật. Cậu khuyên anh ta đi, việc này tôi sẽ xử lý. Người áo đen nói với Đường Thành. Đường Thành gật đầu cùng Kiều Nhuế Vô Khinh khuyên Diệp Phàm. Hắn còn đánh Đường Thành vài cái ra vẻ điên tiết xong rồi mới chịu về. Bởi vì Đường Thành nói bên tai Diệp Phàm 4 từ nhiệm vụ làm trọng nên Diệp Phàm đã tỉnh lại. Mấy người vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật. Nửa tiếng sau mới thấy Hồ Tuấn Thuyên vội vàng đến. Không thể ngờ được tên này lại là kẻ không có nhân phẩm như vậy, lại còn ra tay với hậu bối, không hề có chút phong phạm của một đại sư. Bố nhổ vào. Hồ Tuấn Thuyên tức giận nói. Loại người này chỉ là ngụy quân tử thôi, trên đời này đâu có đại sư chân chính, tất cả chi là những kẻ nịnh bợ thôi. Kiều Nhuế Vô Khinh lạnh lùng nói. Sau đó thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trước súng ống và người áo đen đó, tên Bản Tú kia văng ra vài câu rồi ngoan. Ngoãn rời khỏi sàn đấu. Có lẽ lão ta cũng không khác gì anh,
cháu của lão cũng đang trong phòng phẫu thuật. Tháp bố tư, anh ra tay cũng có chút tàn nhẫn, đương nhiên, theo quy định của sàn đấu thì không phạm quy. Nhưng quan trọng là lão không trạch bản tú kia chắc chắn sẽ nhằm vào anh. Theo như chẩn đoán của bác sĩ thì xương phần ngực của không trạch nhất lang không những bị gãy hết mà nội tạng còn bị thương nghiêm trọng, tụ huyết lớn trong lồng ngực, nếu làm không cẩn thận sẽ có thể mất mạng. Chương 2716, âm mưu của Hải Lang. Lạc quan nhất là hy vọng cuộc phẫu thuật thành công, thì sau này không trạch nhất lang cũng chỉ là một người tàn phế trên giường. Hồ Tuấn Thuyên trầm âm, nói. Thế này thì đúng là phiền to rồi, không trạch bản tú là một đại sư hạng nhất về. Nghe nói được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đầu ở Nhật Bản. Thế lực nhà họ rất hùng hậu, giờ anh lại làm cho cháu lão ta tàn phế. Thù này đúng thật là lớn, từ nay về sau lúc nào cũng phải đề phòng chẳng may lão ta đánh lén anh. Hiện hai thuộc hạ của anh đều đã bị trọng thương, tôi nghĩ hãy để họ trở về trước. Còn anh hãy điều mấy cao thủ trong bộ lạc tới, bằng không, thì anh cũng phải cẩn thận. Kiều Nhuế Vô Khinh đương nhiên là rất lo lắng, gần đây cùng ăn nằm với Diệp Phàm nên cũng có chút tình cảm. Thế nào tù trưởng, giờ anh có thể suy nghĩ lại xem có cần tập đoàn Trang Chu chúng tôi cho người ra bảo vệ anh không? Yên tâm, có những thuộc hạ của tôi cộng thêm cả những con rắn độc này thì không trạch bản tú cũng không dễ dàng mà ra tay đâu. Ít nhất, khi lão ta muốn làm chuyện bất lợi cho anh thì chúng ta cũng sẽ biết tình hình. Trước, Hồ Tuấn Thuyên đúng là một người xấu, đúng là ngựa quen đường cũ. Mà mặt cũng không đỏ, tìm cũng chẳng phải thoát lên. Lúc này mà anh còn nói ra những lời này sao, Hồ Tuấn Thuyên, tôi đang nghi ngờ không biết anh có phải người máu lạnh không đấy. Kiều Nhuế Vô Khinh tức giận mắng chửi hắn. Chúng ta có gì, chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết. Chỉ có thể nói là bạn hợp tác làm ăn, chúng tôi cũng cấp. Phục vụ, còn tháp bố tư anh phải bỏ ra chút giá đó là điều bình thường. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt điềm tình nói. Không cần, mệnh tháp gia này lớn vậy, không dễ mà để hy sinh ở nơi đây. Nhưng anh phải suy nghĩ lại xem những con rắn của anh thì có ích gì. Khiến cho ta không vui vẻ. Nhất thời mà ta có nhã hứng thì cũng không thể trách được. Diệp Phàm lạnh lùng nói, từ nhã hứng này chính là có thể khống chế những con rắn bằng cây sáo kia. Ngoan cố không thay đổi, tôi thấy anh còn coi trọng cái đồ rác rưởi kia hơn là mạng sống của anh. Nếu không được thì cũng không còn gì để nói nữa. Đến lúc gặp không trạch bản tú thật thì bản công tử này chỉ làm người mù. Còn nói về nhã hứng của anh thì cũng đừng quá mức. Bằng không, đối thủ của anh không chỉ có một mình không trạch bản tú đâu. Hồ Tuấn Thuyên cũng lạnh lùng phản bác lại. Cứ chờ xem là được. Diệp Phàm lạnh lùng nói, nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái rồi hỏi. Hai thuộc hạ của ta lẽ nào lại để bị người ta đánh thành người thực vật được sao, khi nãy người áo đen có nói gì đến việc xử lý không trạch bản tú không? Anh cho rằng anh là ai, người ta là quân át chủ bài của quyền hội Tommy, người ta có thể đứng ra để không trạch bản tú không giết chết anh là được lắm rồi. Hồ Tuấn Thuyên tức giận nói, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Đương nhiên, ông ta cũng đã nói rồi, nguyện làm người hòa giải, đợi khi quyền hội kết thúc hai bên chúng ta sẽ ngồi lại bàn tính chuyện bồi thường. Nói chuyện, đợi đến khi kết thúc thì có lẽ việc cần báo thù cũng đã kết thúc rồi. Lúc đó có thể quyền hội Tommy đã thu được cả chậu đầy rồi chạy hết rồi. Bọn họ còn quan tâm đến chuyện sau mới là lạ, câu nói đó chi là nói cho dễ nghe mà thôi. Kiều Nhuế Vô Khinh châm chọc nói. Đó không phải đúng sự thật, nếu như các anh là người tổ chức thì các anh có đồng ý lo lắng chuyện này không? Huống chi họ lại còn cứng nhắc với đại sư không trạch của Nhật Bản như vậy. Mà cũng có chút băn khoăn về quyền hội Tommy. Tôi thấy anh nên nghĩ cách làm sao để mà kết thúc bảo toàn tính mạng cho mình thì hơn. Hồ Tuấn Thuyên trên mặt thể hiện chút đều giả nói. Diệp Phàm thức muốn xông lên cho một cái bạt tai. Không cần anh phải bận tâm, cái mạng nhỏ này của tôi. Tôi cũng không để cho ông ta lấy đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, xua tay, nói. Người áo đen đó rất lợi hại, anh đã điều tra lai lịch của ông ta chưa? Nghe nói quyền hội Tommy có cao thủ Dã Đương, nhưng người này chưa từng lộ diện. Tôi đang nghĩ có phải người áo đen đó là Dã Đương không? Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Dã Đương, lai lịch người này ra sao? Diệp Phàm nhanh hỏi, trực giác mách bảo hắn ta người này có chút liên quan đến Xa Nhất Đao. Không rõ lắm, cho dù là tôi có nội gián cao cấp nhất thì cũng không điều tra ra được người này. Kiều Nhuế Vô Khinh lắc đầu. Đương nhiên là không điều tra ra được rồi. Người này là người thần bí nhất của quyền hội Tommy.
Hồ Tuấn Thuyên nói. Sau 4 tiếng đồng hồ, người đã được đưa ra. Tình hình không lạc quan lắm. Sa Thiên vẫn còn choáng, hôn mê chưa tinh, có thể đúng như lời chuyên gia phán đoán trước, anh ta có thể sẽ trở thành một người thực vật. Còn Lang Phá Thiên cũng bị trọng thương, tạm thời chưa có biện pháp khắc phục. Diệp Phàm vận nội công rồi dùng kim châm để châm cứu. Cảm thấy công lực của Lang Phá Thiên như bị phế thật. Trong lòng không khỏi buồn phiền. Không có cách nào, Diệp Phàm đành phải sắp xếp để cho hai người này về. Đến lúc đó bên tổ A sẽ cho người đến đón. Xa Nhất Đao chưa thấy bóng dáng đâu mà đã phải hy sinh hai vị tướng rồi, Diệp Phàm không có cách nào khác, đành phải gọi điện cho Lạc Phi ở quần đảo Chris đến. Nhưng hình như bên này cũng đang có chút dục dịch, Diệp Phàm suy nghĩ lại rồi cuối cùng cũng bỏ dự định đó. Cuối cùng cũng yêu cầu thủ trướng cung cho cao thủ trong tổ đến để trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc du thuyền này hàng ngày đều có những chiếc thuyền nhỏ đưa đón khách đến về. Như vậy khoảng không bản tú cũng không thể âm mưu đánh lén hai người bị trọng thương này. Những người bên cạnh Diệp Phàm giờ chỉ còn lại có ba người là Đường Thành, Đằng Các và Đỗ Thiên Thảo là đáng tin, nhưng võ công của ba người này lại quá yếu, chi là trợ thủ thôi thì cũng còn được. Không Trạch tiên sinh, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng cậu chủ vẫn chi là người tàn phế trên giường không thể tự xoay sở được. Cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, một chuyên gia đã bỏ mũ phẫu thuật xuống, vẻ mặt xin lỗi nhìn Không Trạch bản tú nói. Một chút hy vọng khôi phục cũng không có sao. Sắc mặt Không Trạch bản tú lạnh lùng nói. Theo như kỹ thuật y học hiện tại thì đúng là như thế. Chuyên gia nói. Khốn khiếp. Không Trạch bản tú đấm một cái, chiếc giường bằng hợp kim bên cạnh biến thành một đống đồng nát. Đám chuyên gia vừa thấy, liền khẩn trương chào rồi vội vàng mà đi. Tiểu nhi, ta không để con lên Mã Lệ Châu nạp thì từ nay về sau sẽ không còn có Không Trạch bản tú nữa. Không Trạch bản tú lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Âm thanh kia không lạnh nhưng phát run, ngay cả những chuyên gia đi xa rồi nghe. Cũng phải run sợ, nên vội vàng bước nhanh hơn. Đúng là một con hắc mã. Trong phòng khách của hội chướng quyền hội Tommy Brand, người cha mặt mặc đồ đen hừ nói. Điều này khác xa so với chúng ta đã dự tính. Không ngờ chúng ta lại có thể thấy được con ngựa tốt như vậy, người này đúng thật là rất lợi hại, không ngờ lại phế được Không Trạch Nhất Lang. Nhưng cũng cần phải chú ý không được để Không Trạch bản tú cho người ám sát. Brand nói, tôi đã phái người theo dõi Không Trạch bản tú rồi, tuyệt đối không để ông ta làm hỏng đại sự của chúng ta được. Nhưng, nếu ông ta thật sự tức giận thì tôi thấy chúng. Ta cũng không nhất thiết phải ra tay. Người che mặt nói, không được. Ít nhất cũng phải để ý trước khi người ta bị đánh. Hắn ta chính là cây kiếm tiền của chúng ta. Mà tôi còn muốn dùng anh ta để dụ tử vong chi thần đến. Các chuyên gia đã phán đoán, anh ta cũng còn trẻ, có thể là chưa quá 40. Loại người như thế một khi gặp tháp bố tư chắc chắn sẽ muốn tranh đấu một phen. Tôi đang nghĩ, tử vong chi thần có phải đang ấn trong quyền thủ của chúng ta không? Cho nên từ bây giờ trở đi, mỗi một trận đấu đều phải chú ý. Ai ai cũng phải cẩn thận, chú ý. Brand nói rồi nhìn người che mặt, đột nhiên cười nói. Lão già cục trướng kia chắc đang khóc đây. Khóc, không phải chứ. Người mặc áo đen nói. Tôi hiểu rõ con người này, vừa nãy đặt hơn 1 triệu đô, nhưng đáng tiếc đã đặt nhầm. Không Trạch bản tú đã thua rồi. Ha ha, Brand cười lên vài tiếng. Nghe nói Phil cũng đã đặt 3 triệu, có thể giờ cũng đang bực tức đây. Người áo đen cười nói. Đáng đời, hải lang của chúng ta mới may làm sao, đúng là nhận thức đúng. Tình, báo thì có sao chứ, có thể sau này sẽ có ông ta khóc rồi. Brand hung hăng nói, đầu hướng về phía sofa nằm thoải mái. Đáng tiếc chính là đến giờ mà chúng ta vẫn không có một chút manh mối nào về tử vong chi thần, tuy mọi người đều đã đoán là hắn ta chắc chắn trà trộn trong đám quyền vương. Nhưng ai ai cũng đều đáng nghi, thật khó để mà phát hiện ra. Người mặc áo đen nói. Đúng vậy, Decker đã thúc giục nhiều lần, đã giao cho chúng ta mệnh lệnh, lần này nhất định phải khiến tử vong thần chết ở trên Mã Lệ Châu nạp này. Nếu như có thể biết rằng hắn ta đang trên thuyền thì ông ta sẽ cho xuất đao, cậu có biết thế là thế nào không? Brand nghiêm túc nói, chẳng lẽ lại giết hắn ta sao? Người mặc áo đen nói, không biết thân phận hắn ta thì sao mà giết được, Decker đã nói rồi, để cho cả con tàu này chôn vùi dưới biển thì hắn ta chắc chắn không có đường mà thoát. Brand nói ra câu này, chính người mặc áo đen kia cũng phải kinh ngạc, hừ, Decker đúng là biết cách hạ thủ.
vì một tên tử vong chi thần mà hy sinh toàn bộ người trên thuyền để làm vật chôn theo. Tôi nghĩ Decker sẽ bảo cậu sắp xếp cho tàu đến vùng tam giác Bermuda tiến hành trận đấu rồi hủy luôn con thuyền này. Cậu rất thông minh, như gì cũng biết vậy. Đúng thế, một khi con tàu bị hủy diệt, chúng ta cũng có cái cớ nói. Nơi này trước giờ vẫn rất thần bí, thường xuyên có máy bay, tàu bị mất tích. Giờ thêm một mã lệ châu nạp cũng có sao. Brent nói không chút tình người. Tôi nghĩ Decker có thể diệt chúng ra không? Người áo đen nói. Làm sao có thể thế, yên tâm, ông ấy diệt ai chứ không thể diệt chúng ta. Thân phận cậu còn quan trọng hơn cả tên tử vong thần chết kia. Nhưng người của cục tình báo hay lầu năm góc thì cũng khó mà nói. Brent nói. Không chừng còn cộng thêm cả cao thủ của tổ A, võ sĩ tổ thần đạo, và cả người mũ xanh của tổ Hồng Quân. Nhưng chúng ta nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được, có thể dưới con tàu này lại có cả tàu ngầm của Hoa Kỳ nữa. Người áo đen nói. Chương 2717, có một con hồ ly đến. Đó là đương nhiên, các tổ chức hành động đặc biệt của các quốc gia đều đã ngửi thấy. Căn cứ theo thông tin mà đồng chí cấp dưới báo cáo, cách đây vài trăm hải lý có rất nhiều tàu ngầm không rõ lai lịch đang phục kích ở đó. Nhưng tàu ngầm của chúng ta là tàu hiện đại nhất trên thế giới này, cũng là ẩn chứa nhiều bí mật nhất. Đến lúc đó chúng ta không loạn không chừng ở dưới đã hỗn loạn hết rồi. Brent tự tin cười nói. Không hẳn thế, chỉ sợ đến lúc đó họ lại hủy con tàu này. Chúng ta còn chưa kịp rời khỏi thì cũng thành vật hy sinh rồi. Người áo đen nói. Chủ yếu là xem nét mặt Brent có thay đổi không, trầm ngâm một lúc rồi nói. Cái này cũng có khả năng, chúng ta có thể làm được thì nước khác cũng có thể làm được. Đến lúc đó chỉ cần một quả ngư lôi là có thể khiến tất cả chúng ta làm mồi cho. Cá mập rồi, xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận, không để người ta cướp đi mạng sống ở nơi đây. Hừ, tôi không sợ, muốn giết tôi đâu có được mấy người. Người áo đen khinh thường nói. Đúng vậy. Với thân thủ của cậu thì có thể chạy khỏi vài trăm dặm nhưng tôi thì không thể, tôi đến thương lượng với Decker xem sao. Brent cũng có vẻ mặt ngưng trọng bước đi. Tên kia vẫn là không nói được lời nào, đúng là một hảo hán cứng đầu. Người mặc áo đen nói. Để chân võng lạc kiểm tra là được rồi, hiện giờ không phải trong tổ đã có thiết. Bị và thuốc tiên tiến sao? Có thể hủy diệt trí nhớ của hắn ta. Sau đó đào tạo hắn ta thành cao thủ tấn công bằng thuốc là được rồi. Brent hừ nói. Như vậy thì năng lực tấn công của hắn ta sẽ giảm đi rồi, khi quyết đấu, đầu óc cao thủ là điều rất quan trọng. Không có đầu óc suy nghĩ thì cho dù có là cao thủ thập nhị đẳng cũng sẽ yếu đi nhiều. Còn anh ta hoàn toàn là một tay đấm thôi, là một cái máy giết người. Người áo đen có chút nuối tiếc. Chúng ta dùng thuốc để đào tạo hắn tới cảnh giới của cậu, cho dù là không chú ý nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ cách mà khống chế hắn. Và hắn sẽ trở thành vũ khí giết người hàng loạt, cao thủ như hắn trong tổ chúng ta. Cũng không nhiều, cho dù là phương pháp nghiên cứu thuốc của chúng ta có tính đột phá. Nhưng dù sao vẫn cần phải có thời gian. Hơn nữa, trong quá trình đào tạo thì những di chứng để lại cũng sẽ rất lớn, tỷ lệ thành công cũng không phải quá cao. Mà nền móng để chọn lựa người là điều quan trọng nhất. Brent nói, lát nữa tôi đi hỏi. Nếu như trận đấu kết thúc nến như anh ta còn không nói lời nào thì chúng ta sẽ khiến hắn về tổ. Người da đen lạnh lùng nói. Nhưng, trận đấu sau này phải có chút kịch tính. Không Trạch Nhất Lang ngã xuống Diệp Phàm đương nhiên lọt vào top 4 trong cuộc thi đấu, những người trong tổ vừa mói đồng ý cho anh ra tự do hoạt động. Mà tổ phía đông như nhau, cuối cùng đường của Phiêu không người ứng chiến cũng đứng lên vị trí của tổ đông. Buổi tối ngày hôm sau, Hồ Tuấn Thuyên lại đến. Và cũng cùng một người diện mạo giống hắn ta đến, là một lão già có mặc áo choàng phong cách rất kỳ lạ. Ở nơi này tháng 7 tương đối nóng nhưng gió trên thuyền này còn được. Nhưng vẫn là nóng, vậy mà người này lại mặc một chiếc áo choàng kỳ lạ. Hơn nữa, cái áo đó không biết bên trong có cái gì, người này có thể là dòng dõi trưởng lão của nhà họ Hồ rồi. Tháp tiên sinh, đây là chú của tôi Hồ Bá Hậu. Hồ Tuấn Thuyên giới thiệu nói. Ừ. Diệp Phàm ra vẻ nhiệt tình gật đầu, nhìn Hồ Tuấn Thuyên rồi hỏi. Nghĩ rồi sao? Việc này là do chú của tôi sẽ nói cụ thể với anh. Hồ Tuấn Thuyên nói. Diệp Phàm xoay người nhìn Hồ Bá Hậu, ông ta gật đầu nói. Tháp tiên sinh, tôi là người phụ trách việc đào tạo những con rắn kia. Nghe tháp tiên sinh có cây sáo, có thể cho tôi xem chút được không? Tôi rất hiếu kỳ. Diệp Phàm cũng không để ý gì, mang cây sáo đó ra.
nhưng mắt ưng đã phát hiện ra ánh mắt của Hồ Bá Hậu có chút kỳ lạ. Xem ra cây sáo này đúng là một thứ tốt, ngay cả mắt Hồ Bá Hậu cũng phải lóe lên. Tuy nói rằng có thể che giấu được, nhưng Diệp Phàm lại có đôi mắt ưng. Hồ Bá Hậu vừa nhìn rồi lại giơ tay ra gõ gõ vài cái. Giám định xong rồi chứ, chắc chắn là hàng thật, không phải là hàng nhái chứ. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Hồ Bá Hậu, đang đợi lão ta đưa ra giá. Đúng là hàng thật rồi, mà tôi đoán chắc chắn cây sáo này chỉ còn lại vẻn vẹn hai chiếc trong ngũ độc giáo. Trước giờ đều là giáo chủ cũ truyền lại cho giáo chủ mới, mà thái thượng trướng lại truyền lại cho đại trướng lão. Nó được truyền từ đời này sang đời khác, không thể loạn lên được. Bởi vì cái này rất quan trọng đối với ngũ độc giáo. Nếu có được nó thì có thể khống chế được những con rắn hung ác của đại bộ phận ngũ độc giáo. Nhưng tôi đúng là không hiểu. Cây sáo lợi hại như vậy làm sao có thể lưu lạc trong tay của tháp tiên sinh? Lẽ nào tiên sinh chính là giáo chủ hiện nay cung thu hoặc là truyền nhân của thái thượng trướng lão ư? Những điều mà Hồ Bá Hậu biết đúng là nhiều. Ồ, ngay đến cung thu mà ông cũng biết sao, xem ra Hồ tiên sinh đã tìm hiểu về ngũ độc giáo rồi. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tổ tiên nhà họ Hồ chúng tôi từng làm trong ngũ độc giáo, nhưng đó đã là chuyện hơn 100 năm nay rồi. Hiện giờ ngũ độc giáo ra sao chúng tôi cũng không biết rõ. Bọn họ và chúng tôi không có gì liên quan đến nhau. Hồ Bá Hậu xem ra đã có chuẩn bị, và cũng là nói tình hình thực tế. Kỹ thuật mà các anh thuần dường được những con rắn độc này chắc cũng là từ ngũ độc giáo đúng không? Diệp Phàm hỏi. Phải nói là thoát thai từ họ chứ không phải là từ họ. Hồ Bá Hậu có vẻ tự đắc, nói. Có khác gì nhau đâu. Diệp Phàm cho là không đúng. Đương nhiên là có khác nhau rồi, nhà họ Hồ chúng tôi chi mượn một số phương pháp của ngũ độc giáo. Nhưng qua hơn 100 năm cải tiến, nhà chúng tôi đã hình thành được một phương pháp thuần dường hoàn thiện của riêng nhà chúng tôi. Có thể nói là xuất thân từ ngũ độc giáo nhưng đã thoát ra khỏi cái khung đó, và có nhiều điểm khác nhau. Hơn nữa, nhà họ Hồ chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương diện này, kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp hiện đại mới có thể thuần dường được những con rắn độc thật sự. So sánh với ngũ độc giáo, những con rắn mà chúng tôi thuần dường ra có tính ấn nấp và tấn công hơn. Mà, chúng tôi cũng đã kết hợp một vài kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại của Hoa Kỳ. Ví dụ, những con chuồn chuồn kia chính là sự kết hợp giữa máy bay không người lái mà ra. Còn con tắc kè hoa kia cũng là hóa trang của những lính trinh sát mà thành. Hồ Bá Hậu có chút khoác lác. Trước cả sáo thần cũng chỉ là một thứ còn con sao, đúng là không tao nhã tí nào. Diệp Phàm nói ra một câu mà Hồ Bá Hậu cũng nghẹn ngào. Đôi môi lão này giật giật, có chút xấu hổ, nói. Việc này, tuy là nói thoát khỏi bộ khung, nhưng những thứ căn bản vẫn nguyên vậy, không có gì thay đổi. Ví dụ như phương pháp khống chế những con côn trùng này. Bởi vì cây sáo của anh quá là lợi hại, nói thật, hiện chúng tôi chưa tìm ra được phương pháp chế tạo. Nhưng, không phải là Hồ Bá Hậu tôi tự khoe khoang. Ngoài hai cây sáo trong ngũ độc giáo ra, không có cái nào có thể điều khiển được cao thủ mà chúng tôi đào tạo ra. Mà, tôi thấy tháp tiên sinh mới chỉ biết một chút về cách sử dụng cây sáo này, chứ không thể điều khiển được những cao thủ côn tràng theo ý mình được. Chuyện này tôi cũng có chút nghi hoặc, anh đã có được cây sáo, vậy sao lại không có được pháp môn khống chế chính tông từ cung thu hoặc thái thượng trướng lão? Ha ha, đây là bí mật của tôi. Diệp Phàm thản nhiên trả lời. Đương nhiên là không ngu ngốc đến nỗi nói ra rằng chính là lấy trộm từ tông vô thu của tam độc giáo. Bí mật này anh không nói thì chúng tôi cũng không tiện hỏi thêm, nhưng, hôm nay chúng tôi đến chủ yếu là muốn làm một giao dịch với anh. Hồ Bá Hậu biết rằng người ta không nói, anh hỏi nữa cũng chi chọc tức người ta mà. Thôi, việc này tôi đã từng nói với Tổng Giám Đốc Hồ rồi, tiền tháp ra tôi không thèm. Còn gái đẹp thậm chí là xe đẹp BMW cũng không có sức hấp dẫn với tôi. Diệp Phàm nói trước, ý của anh là chỉ có một điều kiện duy nhất để chúng tôi có được cây sáo là truyền lại cho anh phương pháp thuần dường những côn trùng độc này sao? Hồ Bá Hậu nói ra lời này vô cùng điềm tình, khiến Diệp Phàm cũng phải lẩm bẩm trong lòng, không biết rốt cuộc là trong hồ lô của lão này có thuốc gì. Đương nhiên, tôi đã nói rồi, những thứ mà các anh có, cơ bản là tôi cũng có. Trên đời này ngoài cái mạng ra còn có cái gì không dùng tiền mà có được? Diệp Phàm hừ nói. Tôi thấy giờ tháp tiên sinh nên cần cao thủ gấp, mà đã hai ngày qua rồi. Tôi vẫn chưa thấy bộ lạc của tháp tiên sinh cử cao thủ đến đảm nhiệm công tác bảo vệ. Như vậy có thể thể hiện điều gì?
Hồ Bá Hậu đã định liệu trước, cứ như kiểu nắm chắc Diệp Phàm rồi. Thể hiện điều gì, ha ha, tôi cũng không rõ lắm, xin Hồ Tiên Sinh nói ra cho. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Hồ Bá Hậu. Cảm thấy lão già này rất là hồ ly, lão ta có thể nghiền ngẫm tâm tư, mà có lẽ nhà họ Hồ cũng đang trừng trừng nhằm vào hắn ta. Còn phải nói sao, bộ lạc của anh cũng chẳng còn cao thủ nào khác. Hồ Tuấn Thuyên đứng bên cười đều nói. Việc này cũng không hẳn thế, có những cao thủ bị trọng thương các anh không thấy đúng không? Diệp Phàm vẫn giữ được phong thái điềm tình, Hồ Tuấn Thuyên tức muốn đánh cho. Hắn ta một trận, nhưng anh ta không dám. Đừng có giả bộ lạc các anh không còn người. Hồ Bá Hậu đột nhiên cười một tiếng, nhìn Diệp Phàm, nói. Giờ có phải anh đang cần gấp một mạng lưới cao thủ? Mà hai thuộc hạ của anh, một thành người thực vật, một thành người phế. Loại cao thủ này khó mà tìm. Ồ, các anh có cao thủ sao? Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên, quay lại nói. Nhưng cao thủ của các anh là của các anh. Cho dù là anh có bảo họ đến bảo vệ tôi thì tôi cũng vẫn không yên tâm. Dùng không thuận tay, mà vị giám đốc Hồ này rất giảo hoạt. Căn bản là không có một tiên hợp tác, các anh cung cấp cao thủ cho tôi còn phải lo xem có phải các anh âm mưu tôi không. Vậy chẳng phải là càng mất mát lớn không? Cũng không thể nói như vậy, Hồ Tuấn Thuyên tôi có tí thông minh, nhưng không hề có ý ám hại anh. Hồ Tuấn Thuyên nói, tôi là người dễ bị người khác hãm hại sao? Diệp Phàm có chút tức giận nói, Đường Thành đứng bên cạnh mà suýt thì cười òa lên. Chương 2718, Mạc Phi bị chơi xỏ. Tháp tiên sinh, lần này chúng ta muốn tiết lộ cho anh một thông tin về cao thủ. Người này là một đối tượng đáng gờm, nếu như có được trong tay thì sẽ có ích lớn. Hồ Bá Hậu nói, anh ta không phải người của chúng tôi. Ủa, thế là cao thủ nào, lai lịch ra sao, lợi hại mức độ nào? Diệp Phàm nổi hứng rồi. Gần đây chúng tôi mới ngẫu nhiên có được thông tin này, trong cuộc thi tranh bá lần trước của quyền hội Tommy có một lão người gầy, nhưng rất cứng rắn. Ngay cả quyền vương 9 sao đứng trước mặt cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng về sau lại xuất hiện một cao thủ che mặt. Từ đó về sau con người này đã mất tích, không có tung tích gì. Nghe nói người này đến từ bộ lạc không thành của các anh. Tôi đang nghĩ, ông ấy lẽ nào là người thân hay sư phụ của Tháp Tiên Sinh? Hồ Bá Hậu nói ra Diệp Phàm liền động lòng. Nhưng tố chất của Diệp Phàm tất nhiên vượt qua được những điều đó. Kiềm chế sửng sốt ngồi trên sofa nhìn Hồ Bá Hậu, hỏi. Dù là một nhân tài nhưng mất tích rồi thì còn nói làm gì? Thân hình xa nhất đao không nhỏ bé, tại sao lại có thể biến thành ông lão gầy gò được? Đó có phải là kết quả của việc dùng xúc cốt công không? Công phu này luyện tập từ nhỏ, luyện đến mức mà xương cốt toàn thân có thể tháo dở ra được. Đến lúc đó, dùng nội công ngay tức khắc có thể khiến thân thể mình thu nhỏ lại. Đến gần một nửa trước kia. Cái này hầu hết những đại sư trộm mộ ở Hoa Hạ đều có thể làm. Bởi vì trộm động mà đào quá to thì lãng phí sức, lại dễ bị sập. Cho nên đào nhỏ để tiết kiệm sức, mà có thể khiến thân hình nhỏ thì càng tốt. Xa nhất đào xuất thân là người Ấn Độ, cái mà anh ta học chính là yoga. Luyện được yoga cũng có thể làm như vậy. Mất tích thì mất tích nhưng chúng tôi lại có được một chút thông tin về người. Này! Hồ Bá Hậu nói đến đây cố ý dừng lại, đương nhiên là muốn câu Diệp Phàm rồi. Hồ Tiên Sinh muốn dùng cái này để làm giao dịch với tôi sao? Diệp Phàm hừ nói. Đương nhiên, tôi cho rằng nếu giao dịch này được tiến hành thì anh sẽ lợi nhiều. Một là người đó đích thị là một cao thủ, hai là người này là người của bộ lạc anh. Sự trùng hợp này vốn là như vậy. Tôi đang nghĩ, Tháp Tiên Sinh xuất núi có phải là vì người này hay không? Nếu đúng là vì người này mà đến thì giao dịch này của chúng ta giúp anh kiếm lời rồi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho anh, dựa vào đó mà truy tìm ra anh ta. Một khi có tình hình mới chúng tôi lập tức báo cho anh. Đương nhiên, có thể thấy anh ta không thì cũng còn tùy vào bản lĩnh của Tháp Tiên Sinh đây. Đây không phải phạm vi hợp tác của chúng ta. Hồ Bá Hậu đúng là âm mưu, đã nắm được thóp người ta. Ha ha, Hồ Tiên Sinh, anh cung cấp thông tin cho tôi đối lại tôi sẽ giao cây sáo cho anh. Khoản giao dịch này xem ra không cân xứng thì phải. Diệp Phàm cũng không phải là cây đèn cạn dầu. Tháp Tiên Sinh, vị cao thủ đó đến từ bộ lạc của anh. Lẽ nào anh thấy chết mà không cứu, huống chi đó còn là một cao thủ. Tôi nghe nói người trong bộ lạc rất coi trọng đoàn kết. Tấm lòng của họ còn bền chặt hơn cả công ty của chúng tôi.
Hồ Bá Hậu cũng âm mưu cười nói. Anh nghĩ rằng anh nắm thóp tôi rồi phải không? Diệp Phàm hừ lạnh trong lòng nói, sắc mặt không thay đổi, nói. Người trong bộ lạc chúng tôi đều rất đồng lòng. Nhưng chúng tôi cũng hiểu cái gì là lượng sức mà làm. Huống chi, anh nói vị cao thủ đó đến từ bộ lạc không thành. Chẳng qua là đến giờ tôi cũng chưa thấy trưởng lão trong bộ lạc chúng tôi nói rằng chúng tôi có vị cao thủ như vậy. Các anh có bằng chứng gì nói người ta là người của bộ lạc không thành? Đương nhiên là phải có chứng cứ rồi, chính là cái này. Hồ Bá Hậu chuẩn bị đầy đủ, lấy ra thứ mà quyền hội Tommy làm. Diệp Phàm không thèm nhìn đã khua tay cười nói. Đây là thứ không đáng tín, giờ toàn là hàng giả. Muốn giả mạo bộ lạc không thành của chúng tôi họ đều có thể làm được. Mặc kệ anh ta là người trong bộ lạc hay không, nhưng lẽ nào Tháp Tiên Sinh không muốn thu nạp một cao thủ như vậy? Chỉ sợ năng lực của anh ta còn hơn nhiều hai cao thủ bị trọng thương của anh kia. Gặp phải tình huống này, một khi anh cứu mạng anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ không quên ơn anh. Hồ Bá Hậu cười nói. Tôi cứ thấy có cảm giác kỳ lạ, lẽ nào tập đoàn Trang Chu các anh lại không muốn có một cao thủ như vậy? Mà các anh có thông tin bí mật, cũng có những cao thủ đặc biệt, các anh ra tay có phải dễ dàng hơn không? Diệp Phàm nói lại. Chúng tôi cũng muốn có được người này. Nhưng một là do người này đến từ bộ lạc không thành, hai là chúng tôi cũng hiểu. Không có năng lực thì cũng không thể có được người này. Huống chi, tập đoàn chúng tôi ở Hoa Kỳ, nếu để quyền hội Tommy biết đến thì cũng phiền phức. Mà anh thì không thế. Bộ lạc không thành của các anh ở xa Hoa Kỳ, quyền hội Tommy muốn báo thù thì cũng phải suy xét xem có nên hay không. Nếu nói đến các anh thì phiền rồi, dù sao người ngựa bên các anh nhiều mà còn có cao thủ như anh. Trong tay anh còn có cây sáo than, đối với chúng tôi mà nói rất khó khống chế lại. Chúng tôi thu nhận người này chẳng phải là kiếm thù hận với anh sao? Cho nên, chúng tôi vẫn thấy cuộc giao dịch này rất có lợi. Lập luận phân tích của Hồ Bá Hậu cũng rất sắc sảo. Hiện tại thân thế của người này chưa rõ ràng, mà quyền hội Tommy cũng không phải là đèn cạn dầu. Hôm nay có thể có người che mặt, công lực còn cao hơn cả tôi thì tôi nghĩ để thu nhận cao thủ kia cũng rất khó. Hay là chúng ta hợp tác với nhau thế nào? Diệp Phàm nói. Hợp tác thế nào? Hồ Bá Hậu liếc nhìn Hồ Tuấn Thuyên. Chẳng những các anh cung cấp thông tin mà còn cần những cao thủ mà các anh thuần dường ra để tiếp trợ tôi cứu người. Một khi đã có người này trong tay, các anh phải trao lại cho tôi phương pháp thuần dường đó, xem như là phụ lục hợp đồng. Từ đó về sau, một trong hai bảo vật của ngũ độc giáo này sẽ thuộc về tay các anh. Giao dịch này đúng là có lời đối với các anh đúng không? Có thể các anh cũng hiểu được phương pháp sử dụng chính tông của cây sáo này. Có được nó về sau các anh có gặp phải người trong ngũ độc giáo cũng không phải sợ nữa. Bằng không, một khi ngũ độc giáo trở mặt thì cây sáo chính là khắc tinh của các anh. Tin rằng một khi cây sáo còn lại phát triển ra thì những cao thủ đặc biệt này cũng không chịu nổi một chưởng trước mặt lão tổ tông. Để không trở thành vô ích chi bằng kết hợp với tôi. Huống chi, buôn bán của các anh chắc chắn có liên quan đến ngũ độc giáo. Hôm nay không gặp được cũng không thể cam đoan rằng ngày mai không gặp. Có một điều cam đoan với các anh đó là có lợi đó. Diệp Phàm nói. Nhung vừa dứt lời thì Hồ Bá Hậu lập tức lạnh lùng cười nói. Tôi thật nghi ngờ, Tháp Tiên Sinh không phải là người làm ăn mà lại tính toán lợi ích hơn cả chúng tôi. Ồ, Hồ Tiên Sinh có ý gì vậy? Diệp Phàm giả bộ mơ hồ hỏi. Ngay từ đầu khi anh nói giao dịch với tôi anh không muốn tiền, gái đẹp, hay biệt thự. Điều duy nhất là muốn có được phương pháp thuần dường rắn độc của chúng tôi. Hiện giờ ngoài việc yêu cầu cung cấp thông tin về cao thủ mà lại còn muốn chúng tôi đưa các cao thủ đặc biệt của chúng tôi ra trợ giúp cho anh. Trên đời này mọi thứ tốt Tháp Tiên Sinh đều chiếm hết rồi. Chúng tôi chỉ có thể nhận được một cây sáo. Tháp Tiên Sinh, anh nghĩ tập đoàn chúng tôi đều là lũ ngốc phải không? Hồ Bá Hậu có chút tức giận, cảm thấy tên tháp gia này lòng tham vô đáy. Đây chi là một cuộc giao dịch mà, hai bên cùng đàm phán thì là giao dịch, nếu không được thì tản. Diệp Phàm hừ nói, nhìn mấy người nhà họ Hồ, nói. Giao dịch này không giống như các anh nghĩ các anh không có lời. Cây sáo này tuy chi là một cây sáo, nhưng rất quan trọng. Có thể nói rằng có liên quan mật thiết đến suy hưng của công ty các anh. Nếu như nó bị rơi vào tay của đối thủ với các anh, tập đoàn các anh không tồn tại nữa thì còn tranh cãi gì nữa đây? Làm gì nghiêm trọng như anh nói? Hồ Tuấn Thuyên chen mồm vào nói. Vậy thì còn gì đáng bàn ở đây nữa?
Diệp Phàm uống ngụm trà, bộ dạng không mấy kiên nhẫn nữa. Hồ Bá Hậu nhìn cháu một cái. Hồ Tuấn Thuyên lập tức nói. Vậy thế này, hai bên nhường nhau một bước. Nhường thế nào? Diệp Phàm ngáp một cái nói. Chúng tôi cung cấp thông tin cho anh cộng thêm cả tương trợ giúp anh, nhưng phải nói chính xác, việc cứu người là việc anh cầm đầu. Chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi, anh không thể yêu cầu chúng tôi làm chủ lực. Bởi vì những cao thủ đặc biệt của chúng tôi không dễ dàng mà đào tạo được. Những cao thủ này đều có thể đối phó với các quyền vương, nhưng nếu gặp phải người áo đen che mặt của quyền hội Tommy thì chúng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cho dù là có thể đánh lén, nhưng chắc chắn tổn thương là rất nghiêm trọng. Mà anh yêu cầu chúng tôi cung cấp cho anh phương pháp thuần dưỡng ra những côn trùng này, chúng tôi không thể làm được. Bởi vì đó là gốc rễ để thành lập nên công ty chúng tôi. Chúng tôi có hồ đồ đến mấy cũng không thể mang cả tính mạng của mình ra giao cho người nước ngoài, có phải không? Đổi lại là anh thì anh có làm như vậy không? Vì thế, nhất định phải bỏ điều kiện này. Đi! Hồ Tuấn Thuyên nói. Hoàn thành giao dịch. Diệp Phàm đập tay xuống ghế sofa, nói. Nhưng lại khiến cho Hồ Tuấn Thuyên và Hồ Bá Hậu đều kinh ngạc, không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như vậy. Hai người đều mơ hồ, như có cảm giác bị rơi vào bẫy vậy. Nhưng, đương nhiên họ không biết nhiệm vụ chủ yếu của Diệp Phàm là cứu Sa Nhất Đao. Quyết định như vậy đi, chúng ta ký trước đã. Hồ Bá Hậu nhân cơ hội mà làm luôn. Diệp Phàm cũng không đùa giỡn gì với họ, thế là cũng ký. Mỗi bên giữ một bản, dù gì thì bản thân hiện tại cũng là giả, ngay cả ngoại hình cũng đã thay đổi nhiều. Mà, Diệp Phàm đã học được xúc cốt công của Sa Nhất Đao, nên hiện giờ thân hình cũng đã thay đổi nhiều. Cho dù giờ có Kiều Viên Viên đứng trước mặt thì cũng khó mà nhận ra được. Còn về thân phận bộ lạc không thành, có thể là sau nhiệm vụ này cũng sẽ hủy bỏ. Chúng ta hiện đang cùng trên một thuyền, tôi hy vọng chúng ta có thể chân thành, đoàn kết với nhau. Đừng có kiểu trần trừ, như thái độ trước của giám đốc Hồ là được. Diệp Phàm hung hăng nói. Được, người làm ăn buôn bán như chúng tôi luôn coi trọng chữ tín. Hồ Bá Hậu thận trọng gật đầu. Người kia bị quyền hội Tommy làm mất tích, hiện anh ta đang ở đâu? Tin chắc rằng các anh cũng có một chút thông tín về người này chứ? Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh nói. Chương 2719, lão già vô liêm sĩ. Thực ra chúng tôi đã sớm để ý đến người này rồi. Khi bắt đầu bởi vì người này biểu hiện rất giỏi, chúng tôi muốn thu nạp để đào tạo. Nhưng sau này phát hiện ra người này quá lợi hại, lại là quyền vương 11 sao anh ta đều thắng được. Cao thủ như thế này muốn thu nạp cũng rất khó, có thể người này sớm đã có người đứng đằng sau rồi. Cho dù là không có hiệp định mà chúng ta ký thì cũng phải bỏ ra rất nhiều. Chỉ có điều chúng tôi vẫn không mất kiên nhẫn, vẫn là âm thầm chú ý đến anh ta. Sau đó người này mất tích một cách thần bí, nhưng chúng tôi cũng đã biết được dấu vết liên quan đến anh ta. Tháp tiên sinh cũng biết là chúng tôi thuần dưỡng ra những con rắn này. Trong đó có những con có năng lực đặc biệt, về phương diện trinh sát thì loài người không thể hơn được chúng. Ví dụ như chó là loại thính hơn cả người, đúng không? Lần này đến Mã Lệ Châu nạp thì phát hiện ra người này được giấu trên thuyền. Chỉ có điều là ở vị trí nào hiện giờ vẫn là đang trinh sát. Mà theo như chúng tôi đoán thì quyền hội Tommy cũng muốn nhúng tay vào người này. Vì thế mà giấu đi, cũng đang làm công tác thuyết phục. Hồ Bá Hậu nói, thuyền này lớn như vậy, phải có một phạm vi nhỏ thì chúng ta mới có cơ hội ra tay chứ. Mà quyền hội Tommy còn có cao thủ, chúng ta phải có được thông tin nhanh chóng thì mới có thể cứu được người ra ngoài. Bằng không không xác định được phạm vi người này. Khi chúng ta hành động, có thể không đầy 10 phút đã bị người áo đen che mặt kia lùng ra rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng đã có cách để kéo chân người áo đen kia, nhưng không thể cầm chân quá lâu. Diệp Phàm nói, tôi sẽ giục chúng nhanh chóng. Hồ Bá Hậu nói, như vậy đi, tôi thấy cây sáo này có tác dụng với các anh. Có hiệu quả trong việc thuần dưỡng những côn trùng này, cho nên để đẩy nhanh tiến độ, tôi sẽ cho các anh mượn vài hôm. Một khi cứu được người ra thì cây sáo này hoàn toàn thuộc về các anh. Diệp Phàm đưa cây sáo ra, đương nhiên là khiến cho Hồ Bá Hậu và Hồ Tuấn Thuyên ngây người nhìn Diệp Phàm, không dám đưa tay ra mà nhận. Việc này, Tháp tiên sinh không sợ chúng tôi cầm cây sáo mà không thực hiện cam kết sao? Hồ Bá Hậu hỏi, tôi dám đưa nó cho các anh, đương nhiên là tôi không sợ các anh nuốt mất nó rồi. Các anh nghĩ đi, tôi trẻ như vậy mà đã có thân thủ thế rồi. Là người nào mà có thể đào tạo ra cao thủ hạ được cả Không Trạch Nhất Lang?
Không Trạch bản tú có là gì, chỉ cần các anh làm đúng cam kết thì cứ yên tâm mà cầm cây sáo này. Nếu các anh mà nuốt cây sáo này thì nói thế này đi, cho dù là các anh ám giết tôi. Sư bá của tôi hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt cả tập đoàn Trang Chu. Huống chi, các anh cũng đã muốn ám hạ rồi, và cũng suy nghĩ là có làm được hay không phải không? Diệp Phàm thản nhiên nói, thể hiện một tư thế thần bí khó lường. Tự nhiên hắn ta lại khoe khoang. Đương nhiên, tin rằng nhà họ Hồ cũng không dễ dàng mà ra tay. Chúng ta là đối tác của nhau, hơn nữa tập đoàn chúng tôi có hàng trăm năm lịch sử ở Hoa Kỳ. Tôi tin rằng cuộc hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ. Mà sau khi hợp tác với Tháp Tiên Sinh không lâu đã kiếm được gần 200 triệu. Nói về cao thủ kiếm tiền, chúng tôi hầu hạ còn không xong nữa là ám hại. Tháp Tiên Sinh quá lo lắng rồi, đa nghi quá rồi. Hồ Bá Hậu chân thành cười nói, quay người nhận lấy chiếc sáo từ Diệp Phàm, nói, cây sáo này tạm thời chúng tôi nhận, nói thực, có được nó như hổ thêm cánh. Khả năng trinh sát của những cao thủ này sẽ càng lớn mạnh. Ngày mai chính thức bắt đầu cuộc thi phân thành hai nhóm để tìm ra người đạt giải nhất. 8 giờ tối ngày hôm trước, Diệp Phàm vừa đi ra từ chỗ có đèn mờ ảo để vào phòng tập. Phát hiện ra phòng tập buổi tối trống không chẳng có một ai. Trên thuyền có mấy phòng tập luyện, mỗi phòng đều rất rộng. Thông thường lúc nào cũng có 5, 6 quyền vương trong phòng tập. Đương nhiên nếu như anh có tiền anh có thể bao cả phòng tập này cũng được. Nhưng tối nay Diệp Phàm không bao cả phòng tập. Vừa vào đã phát hiện ra thật kỳ lạ. Mấy nhân viên kiểm tra các thiết bị luyện tập xong cũng đã đi ra ngoài. Diệp Phàm bước vào trong phòng tập đi vài vòng trước những thiết bị đó, sờ sờ thử xem, đoán chừng có cảm giác không thuận tay. Cuối cùng, hắn ta hà hơi một cái đứng trước bao cát lớn bắt đầu luyện tập. Mà Đường Thành cũng cùng với Diệp Phàm ra kiểm tra những thiết bị luyện tập đó, cuối cùng thấy Diệp Phàm bắt đầu luyện tập liền đề phòng đứng cách không xa mà quan sát. Dù sao cũng đã gây thù oán với Không Trạch bản tú rồi, bất cứ lúc nào cũng phải phòng bị để tránh bị ám hại. Còn bên này cũng đã ký hiệp ước với nhà họ Hồ rồi, ẩn nấp đâu đó cũng đều có những con rắn độc, và những cao thủ đặc biệt đang mai phục rồi. Vốn dĩ với thân thủ của Diệp Phàm mấy ngày nay không luyện cũng không sao nhưng để che giấu tai mắt nên không luyện tập không được. Giống như các quyền thủ khác ngày nào cũng phải đảo qua nơi này một vòng. Ra mấy chục quyền Diệp Phàm đã đổ mồ hôi, nhưng hắn ta vẫn là quy người lại, nhìn bốn xung quanh vẫn thấy có chút nghi hoặc. Đường Thành vừa thấy thế lập tức tới hỏi. Tháp gia phát hiện ra tình hình gì phải không? Quái, sao ta luôn có cảm giác có ai đó theo đằng sau, nhưng quay lại thì không thấy, anh để ý xem. Diệp Phàm dùng ngôn ngữ bản địa nói với Đường Thành vừa nghe lập tức lấy ra một thiết bị đặc biệt, quan sát xung quanh. Bộp, Đường Thành đột nhiên bị đá vào tường. Tôi biết là ông mà Không Trạch bản tú. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, con mắt ưng nhìn Đường Thành, anh ta vẫn còn. Thở. Chắc chắn là bị lão ta đánh đến hôn mê đi. Như kiểu cao thủ này, dùng nội công bấm huyệt chắc chắn ngay lập tức sẽ khiến cho con người ta hôn mê. Qua một lúc sau tự nhiên sẽ tỉnh lại. Rất đơn giản, mai anh đã đấu với Phiêu rồi, để tôi giúp anh. Không Trạch bản tú đứng trên dụng cụ rừng để luyện tập vùng eo cao chứng 2 mét nói xuống. Đương nhiên là nói ra những lời trái ý mình. Giúp, ha ha, ông muốn đánh lén tôi sao? Diệp Phàm điềm nhiên cười rồi nhìn bốn xung quanh. Không cần phải nhìn, phòng tập này ta đã cho người bao hết rồi. Mà camera này cũng đã bị hỏng rồi. Hơn nữa đây lại là phòng cách âm. Không Trạch bản tú dùng ánh mắt trêu chọc nói. Rất nhiều người đều biết rằng ta đã ở phòng tập số 6 này, nếu như ta mất tích thì ngươi sẽ là kẻ để ngàn người phải chi trích. Chuyện này không hề tốt với danh tiếng của ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh chút nào. Vậy thì sao, huống hồ chỉ cần không bắt tại hiện trường ngươi nghĩ ta lại ngốc đến mức lại thừa nhận sao? Hơn nữa, ta cũng không để cho ngươi mất tích, ít nhất là trước khi con tàu Mã Liệt Châu nạp này chưa rời đi. Từ giờ khắc mà ngươi đã phế cháu của ta, mạng của ngươi đã không còn là của chính ngươi nữa. Không Trạch bản tú này lúc nào muốn lấy thì sẽ lấy. Ngươi có thể đến tố cáo với người mặc đồ đen của quyền hội Tommy. Nhưng ta tin rằng lão ta cũng không thể trở thành vệ sĩ của ngươi được. Không Trạch bản tú nghiền ngẫm rồi cười nói, Diệp Phàm liền hiểu ngay. Lão già này căn bản cũng không muốn giết hắn tan gai lập tức. Mà trong thời gian này muốn giày vò hắn. Khiến cho tinh thần hắn đầy những áp lực, lão phải làm cho hắn không còn danh dự xong mới tính sổ.
Lần này quyền hội Tommy là người tổ chức, người cố tình làm loạn, phá hỏng quy tắc, một khi công bố những tội xấu xa của ngươi thì ngươi còn có thể ở nơi này được không? Diệp Phàm hừ nói. Đừng có lôi ta vào quyền hội này, họ chẳng là quái gì, chỉ cần ta đây muốn thì diệt cả bọn chúng có gì chứ? Không Trạch Bản Tú tức giận, âm thanh rất nặng nề. Tôi sẽ không để ngươi đạt được âm mưu này đâu. Diệp Phàm nắm tay nói. Đây không có chỗ cho ngươi nói, vả vào miệng ngươi 10 cái trước rồi nói. Cuối cùng lão ta cũng tươi cười một cách dữ tợn, từ trên cao hướng thẳng xuống hướng Diệp Phàm mà lao xuống. Đôi mắt ưng đã phát hiện ra một luồng khí vô hình đang hình thành trên không trung. Đám khí này như một bàn tay có thể duỗi ra thẳng về phía hắn. Diệp Phàm liền nhanh chóng co người lại, sang một bên. Không Trạch Bản Tú sửng sốt, có chút khó tin, tên này làm sao có thể tránh được. Đó là bởi vì đám khí này mắt thường không thể thấy được. Mà chỉ có cao thủ tầm lão ta mới có thể cảm nhận được. Ông ta có thể khẳng định được tháp bố tư này chưa đạt đến cảnh giới của lão. Nhưng, lão ta có cộng thêm vài tỷ tế bào nữa thì cũng không thể đoán được Diệp Phàm có đôi mắt ưng. Đôi mắt ưng này còn nhạy cảm hơn cả cảm giác của cao thủ. Những thứ mà mắt thường khó có thể thấy thì mắt ưng chi nhìn qua là có thể thấy rõ ràng. Đây cũng được coi là một trong những vũ khí bí mật của Diệp Phàm. Diệp Phàm lẻn đến chỗ đường thành định nhấc anh ta lên rồi chuồn qua cửa. Tối nay người thoát khỏi cửa này thì Không Trạch Bản Tú ta cùng họ với ngươi. Lão già gào một tiếng lạnh lùng, bàn tay đấm một chướng về phía Diệp Phàm. Luồng nội lực mạnh mẽ như dụng cụ luyện tập vài trăm cân làm rung động cả sàn, phát ra những tiếng vang dữ tợn. Diệp Phàm đột nhiên có cảm giác bước đi khó khăn, đằng sau như có một máy hút bụi khổng lồ hút hắn về đằng sau. Biết chạy không thoát, Diệp Phàm đành để Đường Thành nằm một chỗ. Hắn bắt đầu xoay tròn, muốn dùng lực xoáy để thoát khỏi lực hút từ phía sau. Đó là luồng lực bộ phận triệt tiêu, nhưng cả người vẫn bị kéo về phía sau. Bành! Cảm giác luồng khí hút đằng sau không còn nữa, Diệp Phàm như trượt đi. Nhưng lão già kia còn giảo hoạt hơn, lực hút đó dần trở thành lực va chạm cực kỳ lớn. Diệp Phàm nghiêng sang một bên, cộng thêm đằng sau bị va chạm lực, không khống chế được tay nên bị đập mặt về đằng trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm khẩn trương xoay người, khiến cho bả vai tiếp nhận lực quán tính đập trên vách tường sắt. Bộp một tiếng, Diệp Phàm lại bị đập xuống đất, lập tức khí huyết bốc lên, xương cốt dường như mệt rã rời, đau đớn như không bò dậy nổi. Nhưng, hắn ta không dám ở dưới đất, cố chịu đau nhảy dựng lên, hai mắt sáng quắc nhìn Không Trạch Bản Tú, chuyển sang thế phòng bị. Chương 2720, con ngựa hoang tháp bố tư. Việc này rõ ràng là biết không thể tranh đấu được bao nhiêu. Diệp Phàm nhưng không thể để Không Trạch Bản Tú dễ dàng mà hạ được hắn. Như một con rắn, ngay lập tức muốn lao vào cắn vào miệng lão. Ông thế mà lại dám ám hại hậu bối như vậy thì còn ra sao? Lẽ nào đây là cách hành đạo của các ông sao? Tôi thấy ông đúng là làm mất mặt các đạo sĩ rồi. Có gì thì để 5 năm sau chúng ta quang minh chính đại mà đấu lại. Đến lúc đó tháp bố tư này có bị ông đánh chết cũng sẽ không nói thêm lời nào. Bằng không, ông sẽ thắng mà không anh hùng. Diệp Phàm mắng chửi. Tiểu tử, ta không thể để một con khi trở về rừng rồi lại biến thành một con. Hổ, 5 năm sau ư, không có cơ hội đấy đâu. Bởi vì chắc chắn không xuống khỏi con tàu này, huống chi là nói đến 5 năm. Còn cái mà ngươi nói là tinh thần võ sĩ, không khiến ngươi phải phiên bình chúng ta và cả tinh thần đạo sĩ của dân tộc ta. Đó chi là cách thể hiện trên cơ sở lực lượng, nếu không có thực lực thì không được phát ngôn. Trên đời này vốn là luật rừng mạnh thắng yếu, đó là quy luật của nhân gian. Vì thế kế kích động này của ngươi lỗi thời rồi, chẳng có tác dụng gì. Không Trạch Bản Tú cười man dợ, căn bản là không rơi vào bẫy, hừ nói. Tối nay ngươi biến thành con lợn đi, ngày mai con lợn đấu với phiêu thì cũng rất oai phải không? Nói xong, Không Trạch Bản Tú ra một trường. Mà lần này lại là một vòng xoáy ra ngoài. Đột nhiên một vòng khí như một thùng nước thô bạo cuốn không khí bốn xung quanh lại hình thành lên một bức tường khí đầu tiên tấn công vào bên trái, phải và đằng sau của Diệp Phàm, nhốt Diệp Phàm trong bức tường không có đường thoát. Còn chính diện là cái tát của lão ta, đương nhiên là lão cố ý để lộ ra một cửa chổng, đó là muốn đợi Diệp Phàm chui vào đó. Bành Diệp Phàm cố gắng hết sức để nghĩ ra cách thoát thân, nhưng công lực hai bên chênh nhau quá nhiều. Nên vẫn không có cách và bị ăn một cái bạt tai. Quyền của Không Trạch Bản Tú đúng là thâm hậu, khiến cho quai hàm của Diệp Phàm phải sưng lên. Mũi cũng đã ròng ròng máu chảy ra,
không dùng một chướng mà mặt Diệp Phàm đã tan nát hết cả. Không Trạch Bản Tú hoàn toàn có thể làm được như vậy. Mẹ kiếp! Diệp Phàm tức tốc, bạch hổ huyết trích tử thoát ra từ tay vung mạnh về phía Không Trạch Bản Tú. Bởi vì không dám dùng tiểu lý phi đao, vì ngày trước đã dùng trong trận Sahara rồi, chỉ sợ những đội đặc nhiệm các nước chú ý đến. Lúc này miệng Diệp Phàm cũng đã kêu két két. Thấy cái gì đó như chiếc chuông bay tới, Không Trạch Bản Tú sau khi ngây người ra đã nghĩ giơ tay ra để vớt nó vào, hình như là muốn lấy để xem. Tư, đột nhiên huyết trích tử mở to ra, đột ngột lao về phía đầu của lão Không Trạch Bản Tú mà nắm. Con người lão ta đột nhiên thu lại, cảm nhận được sát khí hung ác của huyết trích tử này. Lão ta lùi lại một bước rồi tránh sang bên, nhưng rất kỳ lạ, huyết trích tử lại như hình với bóng theo sau. Phá! Không Trạch Bản Tú lại ra một chưởng, huyết trích tử không chịu nổi lực ép này liền bay qua một bên. Nổ! Diệp Phàm trong lòng thầm kêu to, bởi vì tiểu bà la chuyên gia ấn nấp của tập đoàn Trang Chu vốn đã ấn trên can sắt trên dụng cụ luyện tập trên cao cách Không Trạch Bản Tú một mét. Vì những con thằn lằn này cực kỳ nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay, mà lại còn rất phẳng, cộng thêm nhiều mắt sắc nhìn y hệt như những dụng cụ luyện tập. Chỉ là Không Trạch Bản Tú đã không để ý, vẫn là nghĩ chi là một bộ phận của công cụ luyện tập mà thôi. Đó là vì lão ta đã bị thu hút bởi Diệp Phàm và huyết trích tử trên người đó, mà đó chính là âm mưu của Diệp Phàm. Nhà họ Hồ cũng đã dạy cho Diệp Phàm sơ qua về phương pháp điều khiển những tiểu bà la kia, trên da của những con thằn lằn này có chứa chất nổ tổng hợp nồng độ cao. Thực ra những tiểu bà la này cứ như chiến tranh lần thứ hai vậy. Có thể diễn vai không sợ chết, được chuyên dùng trong những cuộc tấn công mang tính tử vong, không cần phải nói đến uy lực rồi. Tiểu bà la nhận được mệnh lệnh của Diệp Phàm xong, ra như chiếc trống, chúng đương nhiên là không biết như vậy tức là đang khiến cho thuốc nổ hoạt động. Một ánh sáng phát ra rồi một âm thanh chói tai vang lên. Tiểu tử, ngươi! Không Trạch Bản Tú nhanh chóng bay tránh ra, nhưng vẫn bị chất nổ làm chi áo phải. Sách toang ra. Ngay cả bộ ngực như rắn biển cũng đã lộ cả ra, cộng thêm cả một đám lông ngực nữa, trông bộ dạng đúng là rất khó tả. Da thịt không bị tổn thương gì, dù gì thì linh cảm của lão ta cũng nhanh mà tránh được. Sau một làn khói đen, Không Trạch Bản Tú tức tốc. Nhưng Diệp Phàm còn hận hơn, ngay trong lúc màn khói đen bốc ra, một hơi độc đàm cũng bay ra cùng. Không Trạch Bản Tú ngửi thấy mùi gì, liền nhanh chóng lóe ra. Lóe ra lại quên cả mông. Lại bị bạch hổ huyết trích tử bắt được, đáng tiếc rằng nhập ra còn lóe lên nhanh. Mông không bị sao, nhưng chiếc quần thì đã bị huyết trích tử khiến cho rách tan một mảng lớn, mà mông của lão ta cũng đã lộ hết ra. Đương nhiên, phần bên trên cũng có mấy chỗ lộ hết ra rồi. Tao giết chết mày. Không Trạch Bản Tú tức thật rồi, đứng ở cửa mà nhảy bổ lên. Nhưng, nhập ra Diệp. Phàm sớm đã kéo Đường Thành ra khỏi mà không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Không lâu sau. Khi nghe thấy tiếng nổ, những bước chân nhanh chóng chạy đến nơi này. Không Trạch Bản Tú nhanh chóng đứng dậy chạy không còn tung tích. Lão ta càng nghĩ lại càng tức, đánh ngất người bảo vệ, lấy quần áo của hắn ta thay vào và theo Diệp Phàm ra ngoài. Vừa mới đến chỗ đó Không Trạch Bản Tú đã tối đen mặt mũi. Bởi vì nhập gia đắc báo cáo sự việc cho quyền hội Tommy biết rồi. Mà quyền hội đã cử 5 vệ sĩ trong một khoảng thời gian ngắn đã đứng canh gác ở trước cửa phòng Diệp Phàm. Bởi vì khi phát sinh ra vụ việc gì thì quyền hội Tommy phải có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho các quyền vương. Bằng không, làm gì còn quyền vương nào dám tham gia vào cuộc thi này. Không Trạch Bản Tú đành buồn bực ra về. Em thấy từ nay về sau anh không nên ra ngoài một mình, nếu muốn ra thì phải đi cùng vài người mới được. Bằng không, lão già kia cứ lừ lừ, không hình không bóng mà tấn công thì anh không chống lại được. Phải giữ gìn an toàn cho mình chứ. Kiều Nhuế vô khinh xót thương cho Diệp Phàm. Không đi nữa, mẹ nó. Suýt thì toi mạng. Diệp Phàm hừ một tiếng. Thực ra ta hoàn toàn có thể dùng 2 giờ đồng hồ sau Đường Thành tiến vào. Xong rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Vâng, tất cả đã làm xong hết rồi. Ngày mai chắc chắn có trò hay để xem rồi. Đường Thành cười rồi đưa cho Diệp Phàm một chiếc đĩa. Diệp Phàm xem xong cười nói. Được lắm, chụp rất thật. Đương nhiên rồi. Đây là những bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau mà. Hơn nữa, lại dùng kỹ thuật mới nhất. Đường Thành lại cười, giơ ngón tay cái ra, ý là đây là một trò chơi của đội. 9 giờ sáng ngày hôm sau. Trên lôi đài thứ nhất đã không còn một chỗ trống, mà ở hàng trên cùng còn bày thêm một hàng ghế chen vào nữa.
khiến cho lối đi ngày càng hẹp lại. Thứ tự lần này ra trận vẫn là Thái Điểu Diệp Phàm trước, vốn hắn ta sẽ đấu cùng Phi Ị. Đại diện cho bên tổ Tây đấu với tổ Đông, hai người chắc chắn đã quyết định xem ai trước ai sau. Nhưng, bởi vì hạng mục quyền thủ của Phiêu cao hơn của Diệp Phàm, nên cho dù Diệp Phàm có làm kinh động bằng cách hạ được Không Trạch Nhất Lang nhưng hắn ta vẫn chỉ là một Thái Điểu. Thực ra đây chính là một loại thể hiện tư chất, thực lực. Nhưng, hiện danh tiếng của Diệp Phàm còn nóng sốt, bên ngoài còn gọi Diệp Phàm là dã mã. Vốn nên được gọi là hắc mã, nhưng bởi vì Diệp Phàm thân thế là tiểu tù trưởng của bộ lạc Không Thành ở Châu Phi. Những người của bộ lạc này đều mang tính dã thú nên mới được gọi là dã mã. Biệt danh này so với biểu hiện điên cuồng của Diệp Phàm có vẻ đúng. Không dã thì sao mà điên được. Lần này Diệp Phàm bước ra sàn đấu đã nhận được sự vỗ tay cổ vũ của mọi người, toàn thể khách đã phải đứng lên, ai nấy đều hô to, hòa quyện thành một âm thanh vang động cả phòng, cứ như kiểu máy bay A380 đang cất cánh. Những cô nàng xinh đẹp nghe như bị dọa đến chói tai, bèn nhanh chóng lấy ngón tay mà bịt tai lại, bởi vì âm thanh đó quá là lớn. Đương nhiên cũng có một số cô nàng, muốn thể hiện hâm mộ dã mã cũng lớn tiếng hét lên dã mã, đột nhiên Diệp Phàm như gà tình mênh mông trào ra, tự nhiên muốn phun hết ra. Hơn nữa, nhân vật chính Diệp Phàm hôm nay của chúng ta lại rất đẹp trai. Một chiếc quần dài màu đỏ, kết hợp với chiếc mũ nhung trên đầu, lại cộng thêm cơ bắp cuồn cuộn. Nguyên thủy kết hợp với dã tính, chiếc khăn nhung trên đầu là do Kiều Nhuế Vô Khinh tự tay dùng phương pháp của bộ lạc làm cho Diệp Phàm. Càng khiến cho Diệp Phàm giống vai tiểu tù trướng. Thưa các quý ông, quý bà, ai muốn một đêm trở thành tỷ phú, ai muốn ghi tên mình vào giới thượng lưu, mau chóng đặt cược đi. Tháp bố tư tôi đây hôm nay sẽ dùng đôi tay này để biến ước mơ của các vị thành hiện thực. Đặt đi, đặt cho tôi đi. Tháp bố tư chính là thượng thần giúp các vị đạt được ước mơ. Diệp Phàm giơ cả hai tay tạo ưu thế cho mình. Đột nhiên lượng đặt cho tháp bố tư tăng lên đến 80 triệu đô. Đương nhiên trong đó có 70 triệu là do Diệp Phàm tự đặt. Mà thực tế những người đặt cho Diệp Phàm không nhiều, chỉ là chục triệu thôi. Xem ra tuy có nhiệt liệt kêu gọi hưởng ứng thì mọi người vẫn không hướng về Diệp Phàm mà. Chí Chăm Chăm Phiêu sẽ thắng. Bởi vì họ đã biết tiếng tăm Phiêu bao lâu này, còn Diệp Phàm mới chi xuất đạo có hơn tháng nay. Tuy nói đã đánh bại được cả cao thủ Không Trạch Nhất Lang nhưng các vị khách vẫn rất thận trọng. Thực ra Diệp Phàm cũng rất vui vẻ, nếu như đều đặt cho hắn, không đặt cho Phiêu thì đến cuối cùng vẫn chi là số 0. Để kiếm được tiền nên Diệp Phàm và đồng bọn đã cùng nhau đặt trước. Biểu hiện của Phiêu khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên, toàn thân mặc một bộ đồ Tây từ môn đạo ra. Đương nhiên cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì có những quyền vương ban đầu đã như vậy. Lên trên sàn đấu bỏ áo ra, dưới khán đài liền ổ lên không ngớt. Đó là cách thể hiện bản thân tuyệt mỹ, một thân hình cơ bắp. Tin chắc rằng Phiêu đã dùng cách này thường xuyên, Diệp Phàm trong lòng thầm khinh thường hành động này của anh ta. Nhưng đột nhiên lại là tiếng vỗ tay như sấm, đặc biệt là những cô gái, những quý bà đã đứng hết dậy, còn mở miệng hô thiểm điện hiệp gì đó. Diệp Phàm không khỏi buồn bực, xem ra danh tiếng phải tích lũy lâu dài mới có được. Đây chính là những tích lũy vào cả trong mạch. Hai bên đã lên trên sàn đấu. Bên Phiêu đã đặt cược kinh hoàng, chỉ một lúc đã tới 90 triệu đô rồi. Chương 2721, hôn mê rồi. Không thể tin nổi Phiêu lại có những hành động khác người, rất lịch sự, mà lại tỏ ra vẻ xin lỗi, khiêm nhường. Thưa ban tổ chức quyền hội Tommy, thưa các quý ông quý bà. Phiêu nói đến đây khẽ khom người lại, liếc mắt xuống toàn thể phòng đấu nhìn một lượt nói. Lần thi đấu này tôi đấu cùng tiên sinh tháp bố tư của bộ lạc Không Thành Châu Phi, tôi phải nói rõ. Nói đến đây Phiêu lại dừng lại một chút, phát hiện ra toàn phòng đều yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn ta. Sau đó anh ta lại nói tiếp. Rất xin lỗi các quý ông quý bà đã tin tưởng Phiêu, lần thi này tôi tự động xin thua. Lập tức toàn phòng ngạc nhiên không hiểu gì cả. Ngay lập tức có người hét lớn. Vì sao? Phiêu, có bị điên không thế? Phiêu, anh đã làm ô nhục cái danh hiệu thiểm điện tia chớp này. Lên cho chúng tôi, đánh chết tên dã nhận bộ lạc kia. Đánh chết hắn đi. Mặc kệ mọi người la hét, gào thét như sấm sét nhưng Phiêu vẫn cương quyết bỏ cuộc. Anh ta không đấu với anh thì tôi sẽ khiêu chiến với anh. Đúng lúc đó, một người tức tốc, một âm thanh hung tợn truyền từ ngoài cửa vào. 90% con người trong đó đều hướng mắt ra ngoài cửa. Wow, là Không Trạch đại sư.
Có người không nhịn được ngạc nhiên kêu lên. Không Trạch Bản Tú hùng hồn tiến lên dưới hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn, bước đi thể hiện lực rõ rệt, những người đi cùng Không Trạch Bản Tú đến ai ai cũng căm phẫn chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nhất Lang, hôm nay ta sẽ khiến tên tháp bố tư kia phải quỳ xuống xin lỗi con. Bởi vì từ nay về sau, Hiệp hội Người Tàn Tật Quốc tế lại có thêm một quái nhân không đủ tay chân. Không Trạch Bản Tú nói đến đây đột nhiên giơ tay chỉ vào Diệp Phàm, hét lớn. Quái nhân không tay không chân chính là hắn ta, Tử Mã Tháp Bố Tư. Xem ra, Không Trạch Bản Tú đã quá tức giận rồi. Đã đổi danh hiệu Dã Mã thành Tử Mã rồi. Xoay người lại, Không Trạch Bản Tú lại chỉ ra đằng sau, mọi người phát hiện. Không Trạch Nhất Lang nằm trên chiếc cáng cứu thương. Tôi kháng nghị. Hồ Tuấn Thuyên đột nhiên đứng lên nói với người chủ trì Ngô Đại Thuận. Xin các quý ông, quý bà yên lặng, nhưng mắt thần, ông muốn kháng nghị cái gì, xin hãy nói ra lý do. Bằng không, tôi có thể nói ông coi rẻ quyền hội Tommy mà có quyền yêu cầu ông ra ngoài. Ngô Đại Thuận sững sờ xong quay lại, hỏi. Ngô Đại Thuận, đây là cuộc thi đấu của những quyền vương. Hôm nay là cuộc thi quyết đấu của tiểu tù trưởng bộ lạc không thành tháp bố tư tiên sinh và tia chấp phiêu. Cuộc quyết đấu này để quyết định ai sẽ là người được xếp vào danh sách 16 quyền vương giỏi nhất. Khi nãy phiêu tiên sinh đã tự động bỏ cuộc, như vậy đương nhiên trận đấu này tiên sinh tháp bố tư đã chiến thắng. Mà nếu đã chiến thắng thì tuyên bố cuộc thi đấu chấm dứt. Các vị ngồi đây nên dựa theo quy tắc mà thực hiện. Hồ Tuấn Thuyên vừa nói đến đây thì có người đã đứng lên nói. Không thể được, chúng tôi đều đặt cho phiêu, hai người này phải quyết đấu với nhau, có kết quả thực sự thì chúng tôi mới làm. Phiêu tự động bỏ cuộc tức là chứng tỏ trận đấu chưa diễn ra, ý của anh Hồ Tuấn Thuyên là bắt chúng tôi phải đền không đúng không? Người này vừa đứng lên nói xong lập tức những người đặt cho Phiêu ở dưới đều kháng nghị. Phiêu nói bỏ cuộc không phải là trước khi mọi người đặt tiền, mà là đặt cược rồi mới bỏ cuộc, tức là trận đấu coi như đã được bắt đầu. Mà Phiêu mới đứng lên trên sàn đấu nói bỏ cuộc, như vậy chứng tỏ anh ta đã thua, bên thua chắc chắn phải bồi thường tiền rồi. Nếu như Phiêu nói bỏ cuộc trước khi các anh đặt thì mới không phải bồi thường. Cũng có người lên tiếng. Đúng vậy, đã lên trên sàn đấu tức là bắt đầu rồi. Đám người Đường Thành cũng lớn tiếng. Khốn nạn, trận đấu bao giờ có tiếng chuông mới được gọi là bắt đầu. Việc này nói chính xác là hai người đó còn chưa bắt đầu. Chúng tôi tuyệt đối không bồi thường. Đối phương phản bác lại. Đúng, đúng, đúng. Không có giao đấu thì dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bồi thường. Một người giàu có nói, âm thanh kia nghe rất chói tai. Đã lên sàn đấu rồi sao còn chưa đấu, Phiêu đứng trước sàn đấu nhận thua. Chỉ là không động chân động tay mà thôi, như thế hoàn toàn theo quy tắc của trận đấu. Kiều Nhuế vô khinh nói. Nếu như các người cùng hợp lại với nhau để mà ép chúng tôi, câu tiền của chúng tôi, không được đâu, đúng là quá ác rồi. Chúng tôi có lý do hoài nghi Phiêu như vậy chắc chắn có liên quan đến các ngươi. Mà lần này Phiêu cũng không hề đặt tiền cho chính anh ta. Chúng tôi yêu cầu quyền hội Tommy lập tức trừng phạt loại hoạt động này, yêu cầu cả tháp bố tư và Phiêu cùng phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Một lão già mồm mép thật lưu loát lên tiếng. Tôi tin đây chỉ là một loại sách lược của Phiêu mà thôi. Đường Thành lên tiếng. Sách lược cái con khỉ, phải điều tra hoạt động điển hình kia. Điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn mà cả phòng đã hỗn loạn lên. Ngô Đại Thuận cũng có cảm giác như đau đầu, hôn mê rồi. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này, sao mà xử lý được, Ngô Đại Thuận cũng chưa tìm ra cách. Ông ta nhanh chóng lên tiếng át lại. Đề nghị mọi người trật tự, tôi sẽ báo cáo tình hình lên quyền hội rồi sẽ quyết định. Xin mọi người yên tâm, quyền hội Tommy là đơn vị tổ chức trận đấu lần này, chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo sự công khai và công bằng cho các vị. Tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào tham gia vào quyền hội này phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Việc này... Quyền hội chúng tôi sẽ cho các vị một câu trả lời xứng đáng. Giải quyết cái khỉ gì, đền tiền. Có người không kiên nhẫn hô hào. Mọi người yên lặng. Lúc này Khổng Trạch Bản Tú nhảy lên trên sàn đấu nói. Bởi vì có lẽ lão ta dùng âm thanh nội công, nên đã làm chấn động cả phòng. Đúng là cả phòng đột nhiên im lặng ngay lại, tất cả đều chằm chằm nhìn ông ta nói. Dù gì thì những người đặt cho Phiêu cũng đối lý. Mà lý do thì đương nhiên nằm trong tay những người đã đặt cho Diệp Phàm. Quả thật là cuộc thi đấu của Phiêu và Tháp Bố Tư còn chưa bắt đầu, cuộc thi đấu phải dựa vào tiếng chuông mới được công nhận. Tiếng chuông còn chưa vang lên thì sao có thể nói trận đấu đã bắt đầu được. Nhưng,
Ông ta nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút. Tuy nhiên, những lời của lão ta đương nhiên là bị Diệp Phàm nhập hư thanh vào. Diệp Phàm, ông ta lại liếc nhìn xuống mọi người rồi nói. Im lặng đã, tôi có một ý kiến. Khi nãy tôi đã thách đấu với tháp bố tư, tôi nhận thấy tháp bố tư này cũng không hèn hạ. Nếu như không dám ứng chiến thì nhân cơ hội này mau chóng cút về bộ lạc không thành kia đi. Cho nên, khi nãy các vị đặt cho phiêu, thì giờ coi như chuyển sang không trạch bản tú tôi đây. Thế nào, các vị có đồng ý không? Lời nói của lão còn có sức hấp dẫn hơn nữa, những người đuối lý này cũng nhân được cơ hội rồi. Huống chi bọn họ cũng đã tin tưởng 100%, tháp bố tư căn bản không phải là đối thủ của đại sư không trạch bản tú của Nhật Bản kia. Cho nên, những người này đều hô to. Chúng tôi đồng ý dầm đặt cho đại sư không trạch bản tú. Nếu như tháp bố tư dám nhận thách đấu tôi sẽ đặt cho đại sư 100 triệu đô. Một đại gia thấy thế bèn hét lên. Không trạch bản tú, đây là cuộc tranh quyền vương do quyền hội Tommy tổ chức. Ông đúng là không biết xấu hổ. Ông có thân phận gì, chẳng có đủ tư cách mà thách đấu với tôi ở đây. Đây không phải là nơi để trả ân oán. Mặc dù tôi là người khiến cho cháu của ông phế nhưng đó là thi đấu, quang minh chính đại trên sàn đấu. Việc này đã được quyền hội công nhận, hai bên đồng ý, lại có cả hiệu lực pháp lý nữa. Mà hiện trường còn có cả hàng trăm con mắt đang dõi theo. Người đương nhiên coi rẻ quy tắc của quyền hội, vì vậy tôi yêu cầu quyền hội yêu cầu người này rời khỏi sàn đấu. Diệp Phàm không chịu được nữa cũng đã tức giận nói. Ha ha, tháp bố tư, ngươi sai rồi. Không ngờ không trạch bản tú lại đột nhiên cười một cách kỳ lại còn lắc đầu. Sai, tôi đã làm gì sai? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ngươi hỏi ý kiến vị chủ trì Ngô Đại Thuận xem. Không trạch bản tú cười đều. Là sao, chủ trì Ngô Đại Thuận? Diệp Phàm hỏi. Rất xin lỗi tháp tiên sinh, vị không trạch bản tú đúng là có tư cách để thách đấu với tiên sinh. Ngô Đại Thuận trịnh trọng nói, nét mặt không giống như nói đùa. Huống chi trong tình hình này có ai mà dám đùa được chứ? Tôi không hiểu ý của chủ trì là thế nào. Chẳng nhẽ ông cũng bao che cho loại đại sư có tiếng mà không có miếng này sao? Lẽ nào chủ trì lại chống lại quy tắc của quyền hội sao? Diệp Phàm dùng ngôn từ sắc bén mà hỏi. Tháp tiên sinh, tôi không hề vì tình riêng mà làm chuyện đó. Trước giờ tôi là người công bằng, đó là bởi vì tối hôm qua đại sư bản tú đây đã đăng ký là quyền sư rồi. Trải qua nhiều suy xét, bởi vì năng lực của đại sư đúng là phi phàm nên quyền hội đã trao tặng ông ấy danh hiệu quyền vương 7 sao. Bây giờ tháp tiên sinh là quyền vương 8 sao, là một quyền vương 7 sao cũng có tư cách để thách đấu với tiên sinh. Đương nhiên, có chấp nhận đấu hay không đó là quyền của tháp tiên sinh, huống chi hôm nay còn có sắp xếp là tiên sinh cùng đấu với phiêu. Người có thế hoàn toàn cự tuyệt khiêu chiến của đại sư không trạch bản tú phải không? Ngô Đại Thuận đưa ra thiên hướng cho Diệp Phàm. Cháu của ông ta là không trạch nhất lang đã là quyền vương 8 sao, mà ông ấy còn có công lực cao hơn cả cháu trai. Tôi thực sự không hiểu, với năng lực của ông ấy hoàn toàn có thể nhận được chức vị quyền vương 11 sao, vậy sao quyền hội lại cho danh hiệu là quyền vương 7 sao? Tôi rất hoài nghi có phải quyền hội đã bí mật liên kết với ông ta để làm chuyện này. Nhưng rõ ràng ở đây chứng tỏ ông ta muốn hướng về chính tôi. Xem thực lực của ông ta, ông ấy không nên thách thức tôi. Trừ phi gặp nhau trong trận quyết đấu cẩu 16 cường quyền thủ. Diệp Phàm hừ nói, đương nhiên không ngốc mà giao tranh với không trạch bản tú. Như vậy có khác nào tìm đến chỗ chết? Ha ha, ý của ngươi là không ứng chiến phải không? Nhưng, nếu như ngươi lập tức trở về bộ lạc không thành của ngươi thì được. Không trạch bản tú khinh miệt nói. Muốn kích ta sao, quên đi. Diệp Phàm thầm nói trong lòng, chỉnh đốn lại nói. Tôi có chứng cứ chứng minh không trạch bản tú có âm mưu. Chứng cứ, lấy ra xem. Không trạch bản tú không hề bị kích động, đúng phong cách đại sư. Chương 2722, đặt toàn bộ gia sản. Diệp Phàm ra hiệu cho Đường Thành mang chiếc đĩa cho Ngô Đại Thuận. Không lâu sau, trên màn hình lớn hiện ra cảnh tượng tối hôm qua không trạch bản tú ám sát Diệp Phàm trong phòng tập. Đặc biệt sau khi bị Diệp Phàm phản công, mông của không trạch bản tú còn lộ ra những vết máu, camera ghi hình rất rõ nét, lại còn quay từ nhiều góc độ. Thậm chí phần đằng trước của lão ta có bao vài sợi lông cũng nhìn thấy rõ. Bởi vì hôm qua khi Diệp Phàm và Đường Thành đến phòng tập cũng có theo cả những cao thủ đặc biệt, trên những thiết bị luyện tập đều có camera công nghệ cao. Những chiếc camera này căn bản không giống như bình thường,
đó là bí mật của tổ đặc nhiệm A. Ngay cả tình báo hay đội hải lang cũng không biết những thiết bị này. Bởi vì căn bản là nó thoát khỏi phạm trù của camera. Mọi người đừng tin, đấy là tháp bố tư đã ghép hình trên máy tính lại, là giả. Không Trạch Bản Tú tôi là người thế nào, tôi có thể làm chuyện đấy sao? Không Trạch Bản Tú vốn điềm tĩnh, giờ đột nhiên lại tỏ ra dữ tợn, đứng trên sàn đấu mà hét lớn. Nhưng nét mặt lão ta không thể nào không đỏ lên, môi cũng run run như trâu đực đang giận. Ai, đây đúng là mông của Không Trạch Bản Tú mà, quay đúng là rất thực. Có người trên sàn đấu cười nói lớn tiếng. Đó không thể là chỉnh sửa mà làm được, nếu là giả mạo chúng ta nhìn vào là biết liền. Mọi người xem, hình như còn có cả máy sợi lông nữa này. Có người nói, nếu có là tự tạo thì trong đó chắc chắn là sự thật, xem ra, Không Trạch Bản Tú đúng là đồ vô liêm sỉ. Đại sư cái chó gì, tao nhổ vào. Mông của Không Trạch đại sư đúng là phong cách à, chắc chắn các chị em rất thích đây. Có người nói châm chọc. Thực ra, những người này đều là do Hồ Tuấn Thuyên và Kiều Nhuế Vô Khinh sắp đặt hết rồi. Tháp bố tư tôi lấy danh nghĩa của cha tôi ra mà thề, nếu những hình này mà có nửa phần giả thì cả nhà tôi sẽ bị sét đánh chết. Ngay cả tổ tông nhà tôi nằm dưới mộ cũng bị sét đánh. Diệp Phàm Trang nghiêm thề. Hắn nhìn Không Trạch Bản Tú rồi nói. Không Trạch Bản Tú, ông nói video này là giả, ông có dám thề như tôi không? Tôi khinh thường những trò của đám trẻ con. Không Trạch Bản Tú nhanh chóng trả lời như muốn che đậy. Chủ trì Ngô, tôi yêu cầu mời ngay cao thủ về máy tính đến kiểm tra. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Hừ, tiểu tử, là giả, không thể nào là thật được. Không ngờ được Không Trạch Bản Tú trên sàn đấu lập tức lại xuất kích, tát một cái. Diệp Phàm cũng trả lại, quăng xuống sàn đấu, mà còn khiến cho mười mấy người xem cũng ngã chồng đống lên nhau. Và đứng lên bộc một tiếng, máu tươi phun cả ra. Diệp Phàm giãy giụa đứng lên dùng ngón tay chỉ vào Không Trạch Bản Tú, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, đến nói cũng không rõ. Không Trạch Bản Tú sửng sốt, mặt tí nữa thì thành cả tím. Lão ta nói, hôm nay tuy ngươi không nhận thách đấu, mà lại còn lấy những chứng cứ giả ra để mê hoặc mọi người. Lão Phu là người thế nào chứ, sao phải chấp nhặt với ngươi, hiện ta sẽ tha cho ngươi, đợi đến cuộc thi 16 cường thủ gặp mặt. Nói xong ông ta liền xuống khỏi sàn đấu, vội vàng đi. Không Trạch Bản Tú, ngươi đúng là một lão già vô liêm sỉ, tháp gia này không để yên cho ngươi đâu. Diệp Phàm ra vẻ hổn hển nói, để lại cho người xem cảm giác hắn không phải là đối thủ của Không Đại Sư Trạch, đơn giản chỉ là to mồm, muốn ra oai chút. Cha, tại sao khi nãy không ra tay luôn cho thằng ngông cuồng kia phế luôn đi, có phải bớt gánh nặng đi không? Ra đến bên ngoài Không Trạch Điền Đo có chút tiếc nuối nói. Tên này rất gian trá, ta đã bị nó chơi đều. Không Trạch Bản Tú hừ nói, âm thanh đó có thể nhói đến cả tận xương. Chơi đều. Không Trạch Điền Do không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi. Điền Do, tên này không đơn giản, quá gian trá. Từ việc hắn ta thiết kế để quay lại video hôm qua cho thấy tâm địa của nó rất thâm. Vừa rồi vốn ta đã có thể bị nó làm cho thối mặt. Cứ coi như là dạy bảo nó lần đầu, lực này là ta đã khống chế rất chính xác. Không ngờ tên tiểu tử này lại gian trá diễn trò cho mọi người xem. Không Trạch Bản Tú tức điên tiết lên nói. Lẽ nào khi nãy hắn ta bay ra đã va phải ai, sau đó phun máu ra, và cả những lời nói không thành văn cũng là giả sao? Nhưng với thân thủ của cha thì hoàn toàn có thể khiến hắn ta thành một kẻ tàn phế. Không Trạch Điền Do vẫn có chút nghi hoặc. Cho một trưởng giết chết hắn ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Điền Do, con nghĩ xem. Trong trường hợp đó ta có thể giết chết hắn sao? Không Trạch Bản Tú này còn mặt mũi đâu nữa, cho hắn ta một bài học, như vậy thì còn thể diện với bốn từ Không Trạch Bản Tú. Con xem, ngay cả chủ trì của quyền hội Tommy cũng không can thiệp vào. Nhưng tên này đã có chuẩn bị trước rồi. Trường của ta, không ngờ hắn lại có thể mượn lực ngoài mà lui lại. Chắc chắn là bị thương nhẹ, chứ không quá nghiêm trọng. Còn miệng hắn phun ra máu, chân run không đứng được. Và cả nói không thành tiếng hoàn toàn là đóng giả. Con thấy không, hắn ta đã phun cả máu tươi ra nhưng sao bên mà lại không hề bầm tím gì. Không Trạch Bản Tú nói. Nếu như vậy, vừa rồi cha cũng ra hai phần lực. Nhưng mà hắn cũng không một vết bầm. Vậy chắc chắn thực lực của hắn ta lợi hại hơn nhiều, không biết rốt cuộc thì hắn ta ở trình độ nào. Cha có cảm nhận được không? Không Trạch Điền Do vẫn không hiểu.
ít nhất cũng là thập đẳng, có lẽ đã đột phá đến thập nhị đẳng. Nhưng theo độ tuổi của hắn thì không thể nào như vậy được. Hắn ta không đến 30 tuổi, sao có thể đột phá lên thập nhị đẳng được? Theo như quan sát của người Nhật Bản chúng ta, ngay cả trong võ lâm nổi tiếng của TQ cũng chưa thấy nghe nói đến thiên tài nào chưa đến 30 tuổi mà đã đột phá đến thập nhị đẳng. Nhưng, bất kể là thế nào, lần này hắn không thể xuống khỏi Mã Lệ Châu nạp được. Không Trạch Bản Tú nói đến đây liền cắn răng. Lão già này đúng là bị chọc tức điên rồi. Ồ, chưa đến 30 tuổi mà đột phá được thập nhị đẳng. Nó chỉ có thể là trong truyền thuyết thôi. Không Trạch Điền Do cũng gật đầu. Thế nào, vết thương của anh có chút vấn đề rồi. Tôi đến phải tiến hành rút thăm cho trận quyết đấu 16 cường thủ. Có thể tiến vào cuộc chiến này đều là những người có bản lĩnh, võ nghệ cao. Hiện thêm cả lão Không Trạch Bản Tú vô liêm sỉ, có thể những người khác chẳng có gì để mà tranh đấu. Đường Thành thân mật nói. Không, anh nghĩ sai rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Thành cười nói. Ông ta tham gia vào lần này không chỉ muốn quang minh chính đại phế tôi mà thậm chí còn muốn lấy mạng tôi ngay trên sàn đấu. Còn nói về quán quân trận quyết đấu, chắc chắn là ông ta không thể có được. Cũng không hẳn vậy. Đường Thành có cách nghĩ riêng. Anh cứ xem đi, đối với cao thủ như ông ta, cho dù là quán quân thì cũng làm bẩn danh tiếng của lão. Có nghĩa là không được phần thưởng 10 triệu đô thì sao có thể vừa mắt lão được. Không Trạch gia không phải thiếu tiền. Diệp Phàm lắc đầu nói. Nhưng, lão ta cầm được thì cũng buông được, vì báo thù cho cháu mà đã lấp liếm tham gia trận đấu. Bình thường với thân phận của lão thì chẳng thèm thi. Nếu nói như thế thì tháp sẽ phiền phức rồi. Không Trạch Bản Tú cứ nhằm vào anh. Tôi đang nghĩ, giả dụ như anh có thể thành công trong trận quyết đấu 4 cường thủ, lão ta lại không muốn nắm vị trí nhất. Nhưng để anh đánh bại được lão ta thì cũng không thể giành quán quân về anh được. Cho nên, trận đấu này, tháp gia không có cơ hội để thăng tiến đến cấp phổ thông thậm chí là đứng đầu top 3 cũng khó có khả năng. Nếu như không tiến vào được thì chuyện của chúng ta không hy vọng gì rồi. Đường Thành nghĩ đến nhiệm vụ, chau mày lại. Việc này không phải do chúng ta, Không Trạch Bản Tú không vào thì chúng ta vẫn còn có thể khống chế. Hiện lão già này vừa tiến vào, đã tồn tại nhiều biến số. Trừ phi trong 16 người này có một người có thể chống lại ông ta. Có người khống chế được ông ta thì ta còn có cơ hội mà tiến vào top 3. Chỉ cần bảo vệ được vị trí thứ 3 là có thể nhận được ưu đãi của Brand. Nếu không lọt vào top 3 thì coi như chúng ta đã đi không được gì. Diệp Phàm cũng chau mày nói. Không thể khống chế được thì cứ tính từng bước một. Đường Thành cũng than phiền. Không lâu sau Kiều Nhuế Vô Khinh vội vàng đến. Chuyện đặt của tôi và Phiêu Quyền Hội giải quyết sao? Diệp Phàm hỏi. Những người đặt cho Phiêu trước đó đã liên kết lại với nhau không đồng ý, cứ nói rằng phải xem anh và Phiêu chính thức thi đấu với nhau. Hơn nữa, còn trong phòng họp công kích anh và Phiêu, nói rằng hai người cấu kết với nhau, thậm chí nó người nói quyền hội đang làm hoạt động xã hội đen. Khiến cho Ngô Đại Thuận đều không biết xử lý sao, cuối cùng phó hộ trưởng quyền hội Thiết Tâm cũng phải ra mặt. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Thiết Tâm, cái tên sao kỳ lạ vậy, hình như không giống là người Hoa Kỳ. Diệp Phàm ngạc nhiên, nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh hỏi. Lẽ nào là người nước ngoài? Đúng, người này không phải là người Hoa Kỳ chính tông. Có thể nói là đời sau của Hoa Kiều, gần giống như thân phận Hồ Tuấn Thuyên. Đương nhiên, đời cha mẹ của người này cũng có thẻ xanh rồi, vì thế là được tính là người Hoa Kỳ. Ông ta là người cũng có bề thế trong quyền hội Tommy, thường khi xảy ra chuyện lớn hội trưởng Brand không tiện ra mặt thì toàn do ông ta giải quyết. Chuyện lần này Ngô Đại Thuận không giải quyết được, đành phải báo lên trên. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Đến giờ sao vẫn chưa giải quyết, chúng ta cũng không phải đặt không đúng không? Tôi đã mang cả gia tài ra mà đặt rồi. Chỉ trông mong có thể vét một mẻ nhưng nói thực, tháp gia tiến vào trong vòng 16 quyền vương lại cộng thêm cả Không Trạch Bản Tú nữa, như vậy sẽ có nhiều biến số. Tôi còn muốn mang cả gia tài ra mà đặt hết đây. Đường Thành nói. Chương 2723, bí mật du thuyền Mã Lệ Châu nạp. Cuối cùng Thiết Tâm ra tay, dùng hết lời lẽ, hiện giờ đã giải quyết xong. Thì ra lúc trước đám người đặt cược mới trả một nửa tiền cược. Mà Tommy vì sự đãi ngộ đặc biệt nên không trả tiền. Những người đặt cược này vẫn gây sức ép nhưng miệng lưỡi Thiết Tâm rất lợi hại. Nói là việc này nếu đưa ra tòa án thì không chừng còn phải bồi thường toàn bộ. Những người đặt cược này đều là những người lợi hại, đều có luật sư.
Nghĩ lại nếu đáp ứng yêu cầu này, tuy rằng chúng ta thua thiệt lớn nhưng nếu tiếp tục làm ầm ĩ chỉ sợ đến lúc đó không lấy được tiền bồi thường, còn loạn hết lên. Cho nên, tôi đã gọi điện thoại bàn bạc với Hồ Tuấn Thuyên. Cậu ta cũng đồng ý với phương án này. Mà Tháp thiếu gia lúc trước nói việc này ủy thác cho tôi cho nên tôi quyết định như vậy. Kiếm được một nửa, cũng không xê xích gì nhiêu. Diệp Phàm gật gật đầu. Tin tức tốt. Hồ Tuấn Thuyên vừa bước vào cửa đã nói. Có phải có tin của cao thủ thần bí kia không? Diệp Phàm vừa nghe lập tức ngồi thẳng người dậy hỏi. Ừ. Hồ Tuấn Thuyên cẩn thận đóng cửa lại, nhìn ba người một cái nói. Vẫn là tiểu bà la của chúng ta lợi hại, bởi vì chúng rất mẫn cảm với mùi vị. Lần này có sáo trúc của Tháp thiếu gia giúp đỡ chúng đã linh hoạt hơn rồi. Sáo trúc này thật sự là đồ tốt. Dưới sự khống chế của cao thủ dường như có thể cảm giác được suy nghĩ của cao thủ mà chúng tôi bồi dưỡng. Đương nhiên, cảm giác này cũng vô cùng mơ hồ, chỉ có cao thủ như xà trùng mà trước kia chúng tôi bồi dưỡng mới có thể cảm nhận được sáo trúc. Dưới sự khống chế của hồn địch vương, sáo trúc chúng tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Nói đến đây Hồ Tuấn Thuyên nhấp một ngụm trà. Kỳ lạ thế nào? Diệp Phàm cũng hứng thú. Tommy tuy nói là bí mật nhưng tiểu bà la của chúng ta cũng không phải để trưng cho đẹp. Khi nó núp trong bóng tối theo dõi Brand trong phòng khách sạn xa hoa. Tuy nói Brand không ở đó, nhưng chắc chắn có một bóng đen từ trong phòng đi ra. Tuy nhiên người này đi ra rất thần bí, ngoài tiểu bà la của chúng tôi thì chúng ta không thể nào phát hiện người này. Bởi vì người này căn bản không phải đi ra từ trong cửa mà là từ cách cửa bí mật trong phòng của Brand đi ra. Mỗi lần người này đi vào đi ra cũng không phải cùng một lối. Người này là cao thủ, trong việc loại bỏ dấu vết là siêu cao thủ. Có năng lực trinh sát siêu phàm, may mắn tiểu bà la của chúng tôi cảm nhận đặc biệt rõ ràng, qua nhiều lần cuối cùng có một lần phát hiện người này có một mùi vị giống nhau. Trải qua hai lần theo dõi, phát hiện người này cách ngày đến quán rượu trên thuyền. Thứ nhất là uống chút rượu. Sau đó sẽ nhân lúc mọi người không chú ý là lúc đưa ra yêu cầu về rượu để bước vào phòng cho khách VIP. Phòng cho khách VIP thực ra chính là một phòng chuyên chiêu đãi khách quý. Ví dụ như anh không thích loại rượu này có thể vào phòng VIP. Ở đó sẽ có các chuyên gia pha rượu phục vụ anh. Anh có thể căn cứ sở thích của mình để các chuyên gia pha chế rượu. Đương nhiên, người bình thường sẽ đề xuất yêu cầu đơn giản là được. Trừ phi người sành rượu mới bước vào phòng khách VIP. Bởi vì những người này thường đều là người hiểu biết về rượu, hơn nữa đương nhiên có tiền. Phòng VIP phục vụ một lần thu phí cũng không thấp, ít nhất phải 1.000 đô la Mỹ. Mà người này hai ngày lại đến đó một lần. Tiểu bà la của chúng tôi phát hiện, thời gian người này ra ngoài dạo chơi tương đối dài. Hồ Tuấn Thuyên nói. Thời gian bao lâu? Diệp Phàm hỏi. Chừng một giờ, theo lý mà nói không cần đi lâu như vậy, hơn nữa người này rất thần bí. Nhìn bên ngoài thì bình thường ăn mặc cũng giống những người giàu có. Người như vậy không có đặc điểm gì đặc biệt. Trên thuyền có quá nhiều người như vậy, đến đây đều là những người giàu có không có gì là đặc biệt. Hồ Tuấn Thuyên nói, càng không có gì đặc biệt càng là người đứng đầu. Diệp Phàm gật đầu nói. Hơn nữa, nếu tiểu bà la phát hiện người này đi ra từ phòng của Brand, thì thân phận của người này có vẻ thần bí. Hơn nữa, nếu có thể nhiều lần vào phòng của hội trưởng, thì quyền lực của người này trong hội cũng phải là người có tiếng nói. Tuy nhiên, cậu đã điều tra chưa, nhân vật nào có quyền lực quan trọng trong hội? Người như Thiết Tâm phải là một trong những nhân vật quan trọng. Thiết Tâm thì thế nào, tuy nhiên, tôi có cảm giác Thiết Tâm chỉ là người giúp việc cho Tommy. Gã có phải là nhân vật trung tâm hay không cũng khó nói. Tuy nhiên, khá nhiều người coi Thiết Tâm là nhân vật số 2 sau Tommy. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ như vậy. Tôi thấy Thiết Tâm vào phòng hội trưởng không nhiều bằng người này. Hơn nữa, cũng không tìm thấy bản ghi chép gì về người này trong hội. Hồ Tuấn Thuyên nói, chẳng lẽ gã chính là Dạ Đương trong truyền thuyết, chính là người đấu với Không Trạch Bản Tú. Diệp Phàm thuận miệng hỏi, tôi cũng nghi ngờ chính là Dạ Đương, nếu thật sự như chúng ta dự đoán thì sao gã phải làm cho thần bí thế? Tôi nghĩ, có phải là quán rượu này có bí mật lớn không? Ngoài ra, cao thủ kia có phải là chính bị Dạ Đương bắt nhốt ở quán rượu không? Cho nên, tổng hợp lại có thể đoán được một phần. Quán rượu này thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, thuyền này quá lớn, kết cấu rất phức tạp. Nhưng chúng tôi có sơ đồ của quán rượu. Phát hiện quán rượu này trước kia thiết kế không phải để làm quán rượu.
mà thiết kế để giấu một số tài liệu bí mật. Sơ đồ này rất khó để lấy được, tuy nhiên, chúng tôi phải trả giá cao mới có được. Dù sao đây là bí mật của ông chủ Mã Lệ Châu Nạp. Hồ Tuấn Thuyên nói, nếu là nơi cất giấu tài liệu bí mật thì cấu tạo chắc chắn phải rất phức tạp. Hơn nữa, căn phòng này chắc chắn được trang bị thiết bị nhận dạng công nghệ cao và thiết bị chống trộm. Thậm chí còn có một số ám khí giống thời cổ đại để phòng trộm. Tuy nhiên, nếu là chỗ bí mật sao lại cho thuê làm quán rượu? Chẳng lẽ Mã Lệ Châu Nạp là người dưới quyền của Tommy sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng này, tuy nhiên, để không rút dây động rừng, cho dù là những cao thủ bí mật của công ty chúng tôi cũng không dám để chúng xuất động đi thăm dò quán rượu kia. Bởi vì thân thủ của Dạ Đương quá cao, một khi để lại dấu vết có lẽ sẽ bị gã phát hiện. Đến lúc đó cao thủ kia bị gã lấy đi chúng tôi muốn tìm lại cũng khó như lên trời. Hồ Tuấn Thuyên nói. Mary có quan hệ với Tommy sao? Diệp Phàm hỏi. Không có quan hệ, chúng tôi đã điều tra cẩn thận thật sự không có vấn đề gì. Con thuyền này là của một người Ả Rập tên là Kamen. Công ty của y tên là Thousand Wellplate. Thật ra công ty này chính là một công ty vận chuyển hàng hải của Ả Rập, công ty có rất nhiều tàu chở dầu. Con tàu Mã Lệ Châu Nạp chính là du thuyền sang trọng đầu tiên mà công ty này chế tạo ra. Công ty này đã có 20 năm lịch sử, trong lĩnh vực vận chuyển tuy nói không phải rất hùng mạnh nhưng có thể xếp vào những công ty bậc trung. Chúng tôi điều tra qua, bọn họ không hợp tác làm ăn với Tommy. Lần này Tommy đã thuê toàn bộ chiếc thuyền này. Nghe nói một ngày tiền thuê lên đến $1,500,000. Đó cũng là khoản tiền lớn, phải biết rằng, lần này Tommy dự định tổ chức cùng với cả thời gian đi trên biển dài gần 2 tháng. Chỉ riêng tiền thuê đã lên đến hơn 1 tỷ rồi. Đương nhiên, Tommy là người khéo léo, nhất định có thể kiếm về. Xem số tiền mà họ đặt cược, 1 tỷ kia thì chưa đến 20 ngày có thể kiếm về. Với họ vẫn có lãi. Huống chi, bọn họ còn có rất nhiều khoản thu nhập khác. Ví dụ như, bản thân họ cũng đặt cược. Bởi vì bọn họ rõ ràng về các quyền thủ hơn chúng ta. Khi họ biết bản lĩnh của người này cao hơn đối phương họ sẽ đặt cược nhiều. Cho nên, việc này cũng đơn giản. Trừ hết các chi phí ra, Tommy tuyệt đối có doanh thu hơn 1 tỷ, thậm chí 2 tỷ. Hồ Tuấn Thuyên vô cùng chắc chắn nói. Tôi nghi ngờ không biết có phải quán rượu này là do Tommy thuê không. Hơn nữa, có lẽ trước khi thuyền này đóng xong người ra đã ra tay. Nếu không... Vì sao bọn họ chọn chiếc thuyền này mà không phải là du thuyền khác? Tuy nói du thuyền Mary rất sang trọng, nhưng những du thuyền có cùng cấp bậc cũng không ít, ví dụ như du thuyền Hoàng gia, có lẽ còn sang trọng hơn nhiều. Chúng ta điều tra chắc sẽ rõ, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua người thứ ba thuê lại quán rượu này. Hơn nữa, tôi còn có một lo lắng, họ thuê chỗ để tài liệu bí mật rồi sửa thành quán rượu chỉ là để cải trang che mắt người khác thôi. Thật ra, Tommy sẽ không cho ai biết bí mật nơi cất giấu. Tôi lo là sau khi họ cải trang đã kết cấu với người trong đó để thay đổi thiết kế. Nếu dự theo thiết kế mà các cậu có được sẽ rơi vào bẫy của họ. Hơn nữa, so sánh với trước đây độ nguy hiểm không biết đã gia tăng đến bao nhiêu rồi. Diệp Phàm nói, nếu là nơi giấy cao thủ bí mật vậy chắc chắn phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Hiện tại ứng dụng công nghệ cao, chỉ sợ họ dùng công nghệ mình không biết. Ví dụ như tia hồng ngoại là loại thông thường, chúng ta đều có thể phòng được điểm này. Hồ Tuấn Thuyên nói. Chương 2724, địa điểm quan trọng. Ừ, nếu người ta dùng tia tử ngoại thì chúng ta không có cách nào biết được. Khoa học kỹ thuật đang phát triển, những thiết bị thần kỳ nhiều lắm. Chỉ cần bọn họ giữ kín không nói ra, có lẽ ngay cả CIA của Hoa Kỳ cũng không chắc biết rõ thiết bị này. Ví dụ như... Gần đây tôi nghe nói đến một thiết bị phát chùm laser chống trộm. Thiết bị này chúng ta không thể dò ra được. Đến lúc đó chỉ cần cậu bước vào tầm ngắm của người ta, thì không phải viên đạn mà là một chùm sáng giống đèn pin bắn ra. Hơn nữa ánh sáng còn ít hơn đèn pin, cũng bí mật hơn. Chỉ sợ ánh sáng này căn bản mắt thường không thể nhìn thấy được hoặc phải dùng thiết bị đặc thù mới nhìn thấy. Trừ phi họ tự trang bị thiết bị này mới nhìn thấy. Nếu đi dò đường như vậy thì quá nguy hiểm. Ánh sáng này có thể đốt tan sắt thép, những cao thủ khó thoát khỏi bị đánh cho bị thương thậm chí là chết. Kiều Nhuế Vô Khinh vẻ mặt lo lắng nói, đôi mắt màu xanh xinh đẹp vẫn nhìn Diệp Phàm. Ôi, người phụ nữ này hình như bị đại ca Diệp mê hoặc rồi. Đường Thành thở dài. Trong lòng tự nhủ người này gặp phải nhiều nợ tình,
chỉ sợ sau này phát tác rất khó giải quyết. Việc này có lẽ là chuyện phiền toái của người nổi tiếng. Việc này tính nguy hiểm chắc chắn rất cao, hơn nữa, trong đó có rất nhiều biến số, tuy nhiên cao thủ lại hiếm thấy. Tuy nói tính nguy hiểm rất cao nhưng nếu một khi có thể thành công có được một vị cao thủ siêu cấp thì giá trị tuyệt đối đáng mạo hiểm. Làm chuyện gì không có mạo hiểm, ngay cả trên đường đi không chừng một viên gạch đập vào đầu cũng gây tổn thương có phải không? Huống chi, tin rằng có cao thủ do chúng tôi bồi dưỡng hỗ trợ thì độ nguy hiểm có thể giảm xuống không ít. Và lại dù sao đây cũng là công khai hội quyền, cả thế giới có bao nhiêu ánh mắt theo dõi. Tommy sẽ không thể làm quá giới hạn có phải không? Hồ Tuấn Thuyên nói. Cậu dĩ nhiên muốn Tháp Thiếu Gia đi rồi, còn không phải là vì hồn địch vương sao? Nếu Tháp Thiếu Gia không ra được, không phải là cậu rất tốt sao? Cậu căn bản không phải trả bất kỳ giá nào có thể chiếm được cây sáo này. Đừng nghĩ chúng tôi không hiểu được suy nghĩ của cậu. Tôi nghĩ, không chừng đây là âm mưu của tập đoàn Trang Chu các cậu. Kiều Nhuế Vô Khinh nói thẳng ra thiếu chút nữa làm cho Hồ Tuấn Thuyên tức điên, gã tức giận chỉ tay. Cô nói như vậy là thế nào? Tập đoàn Trang Chu chúng tôi nổi tiếng trên thị trường, nếu chúng tôi dám làm như thế thì Tháp Thiếu Gia có đồng ý không? Đến lúc đó cao thủ của bộ lạc tìm đến tận cửa không phải chúng tôi dẫn lửa tự thiêu sao? Tháp Thiếu Gia anh cũng phải tin vào thành ý của chúng tôi. Làm như vậy chúng tôi cũng không được lợi gì. Người sắp mất mạng còn nói lợi ích gì? Kiều Nhuế Vô Khinh hừ một tiếng lại cọ vào ngừa Diệp Phàm nói. Không cần đi Tháp Thiếu Gia, quá nguy hiểm, chúng ta ngay cả một ít cao thủ cũng không có có phải không? Rõ ràng là ném mạng đi. Cô là gì của hắn mà dùng chúng ta? Đừng tưởng Tháp Thiếu Gia coi cô là cái gì đó, cô không phải chỉ là một bình hoa sao? Thật đúng là giống bà xã của Tháp Thiếu Gia. Ba chúng ta hợp tác nhưng hình như cô loại bỏ chúng tôi ra ngoài rồi. Việc này ảnh hưởng đến đoàn kết đấy, rất bất lợi cho việc chúng ta hợp tác kiếm tiền. Hồ Tuấn Thuyên vội vàng nhắc nhở Kiều Nhuế Vô Khinh phải chú ý thân phận của mình. Tôi không phải Tháp Thiếu Gia bà xã, tuy nhiên, tôi là tình nhân trung thành nhất của hắn. Anh không được nói những lời chia rẽ này. Tôi một lòng vì Tháp Thiếu Gia, không giống anh, thay đổi từng ngày. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Tình nhân, chó má không phải. Hồ Tuấn Thuyên tức giận nói. Tháp Thiếu Gia, nói cho anh một câu, tôi đâu phải tình nhân của anh. Kiều Nhuế Vô Khinh tức giận nói sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm nghiễm nhiên giống đến tư thế của sư tử Hà Đông. Tạm thời chúng tôi coi như tình nhân, sau này còn phải xem biểu hiện của cô. Vẻ mặt Diệp Phàm không chút thay đổi hừ nói tất nhiên là muốn nhắc nhở Kiều Nhuế Vô Khinh. Tạm thời thì tạm thời, cuối cùng tôi cũng là tình nhân của anh. Sau này anh sẽ thấy Kiều Nhuế Vô Khinh tôi là người thế nào. Đến lúc đó, đảm bảo làm cho anh kinh ngạc. Kiều Nhuế Vô Khinh lạnh lùng hừ nói. Đợi khi vào top 8 chúng ta đến quán rượu tìm một chút. Mấy ngày nay cậu thử khống chế xà trùng một chút, tuy nhiên phải chú ý đừng gây sự chú ý. Diệp Phàm quyết định. Không thành vấn đề. Hồ Tuấn Thuyên thiếu chút nữa vỗ ngực, Kiều Nhuế Vô Khinh tất nhiên vẻ mặt khó coi hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái. Vòng 16 Diệp Phàm thuận lợi đánh thắng mấy đối thủ, hơn nữa cũng không gặp Không Trạch Nhất Lang mà đã bước vào vòng 18. Tuy nhiên, trong vòng này cao thủ nhiều hơn, đặc biệt lão già Không Trạch Bản Tú không biết liêm sỉ đã bố trí người khắp nơi. 3 ngày sau, Hồ Tuấn Thuyên đi vào phòng của Diệp Phàm. Nhìn vẻ mặt cậu vui mừng, có phải có tin tức mới không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, chúng tôi thử một chút, phát hiện trong phòng của quán rượu có một cửa ngầm. Có lẽ Dạ Đường đi vào từ đây, tuy nhiên, chúng tôi không dám thử sợ bị phát hiện. Hồ Tuấn Thuyên, cửa ngầm thiết kế rất tinh xảo đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, tuy nhiên, chỉ cần theo phương pháp của chúng ta mới có thể vào. Tôi nghĩ khó khăn nhất chính là chỗ cửa ngầm này, một khi đi vào thì có không gian. Hồ Tuấn Thuyên nói. Tình hình thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cửa ngầm không ngờ giấu sau một vỏ chai rất lớn. Đương nhiên đây cũng không phải chai thật sự mà là vỏ chai đặc biệt. Bình này cao khoảng 2,5 mét, đường kính khoảng 1,2 mét. Người không hiểu sẽ cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật, hoặc là trang bị cho phòng pha chế. Hồ Tuấn Thuyên nói. Dạ Đường đi vào như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không phải từ miệng bình, không ngờ là ở dưới bụng bình là cửa ngầm. Dạ Đường lấy tay sờ vào thùng rác bên cạnh thì cửa mở ra. Sau đó gã khẽ khom người đi vào. Cửa ngầm lại trở lại như ban đầu không chút khe hở, có lẽ dùng kính lúp cũng không thấy được cửa này.
bởi vì chỗ cửa ngầm lại là hoa văn tranh vẽ, một người con gái đang bay bên cạnh rất nhiều hoa. Mà cửa ngầm nhìn qua giống như một đóa hoa, không là cao thủ của chúng tôi quan sát thì không thể phát hiện. Chúng tôi phát hiện chốt mở nút ngay chỗ thùng rác trên vách tường. Dùng tay nhấn một cái có thể mở ra. Mà cửa ngầm có lẽ cũng có bộ phận tự đóng. Hồ Tuấn Thuyên nói. Nghe cậu nói rất dễ dàng. Kiều Nhuế vô khinh châm chọc. Đó là đương nhiên, chúng tôi quan sát vài ngày rồi, phát hiện Dạ Đương đi vào lần thứ hai, mỗi lần đi vào không nhiều ít một tiếng là đi ra. Hồ Tuấn Thuyên nói. Chỉ đơn giản vậy sao? Diệp Phàm ra vẻ tùy ý nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái, tuy nhiên, hai mắt cũng nhìn chằm chằm y. Hồ Tuấn Thuyên bị nhìn chăm chú không khỏi có chút sợ hãi kiên trì nói. Đúng vậy, cao thủ đặc thù của chúng tôi phát hiện, chúng tôi cũng đã phân tích qua, tuyệt không nói bậy. Đây chính là đồ chơi có thể lấy mạng người, Tháp Thiếu Gia là người mà chúng tôi có thể kiếm tiền, chúng tôi tuyệt đối không muốn để Tháp Thiếu Gia xảy ra chuyện có phải không? Kinh doanh mục tiêu mãi mãi của chúng tôi là lợi nhuận. Thật sao? Không thể tưởng được. Ý cô là sao? Hình như có chuyện gì? Hồ Tuấn Thuyên có chút căm tức nhìn cô gái. Ý gì, lòng anh biết rõ. Nói thì dễ nghe, cái gì là an toàn của Tháp Thiếu Gia là nhất, cái gì để kiếm tiền, tất cả đều là nói nhảm. Điều này chúng ta đều hiểu được, Dạ Đương đi vào có một thứ quan trọng. Đỗ Thiên Thảo lạnh lùng trừng mắt nhìn Hồ Tuấn Thuyên nói. Gì đố, cô nói xem. Hồ Tuấn Thuyên mặt cứng lại. Anh dám nói là Dạ Đương có đặt ở đóa mẫu đơn sao? Đóa mẫu đơn kia đặc biệt lớn, bằng cỡ bàn tay. Dạ Đương có lẽ dùng vân tay để mở cửa. Thứ quan trọng này nếu Tháp Thiếu Gia không biết đến lúc đó nhấn cái nút một cái sẽ không vào được. Hơn nữa phòng pha chế rượu có thiết kế đặc biệt, vách tường là tấm thép dày 5 cm. Không cần nói xảy ra việc khác, mà Tháp Thiếu Gia muốn trốn, chính là dùng bom cũng không thể nổ tung tấm thép này. Hồ Tuấn Thuyên, rốt cuộc anh nghĩ gì, đây không phải là muốn Tháp Thiếu Gia đi chịu chết sao? Đến lúc đó thực Tháp Thiếu Gia không ra được, anh sẽ lấy hết mọi thứ của Tháp Thiếu Gia. Đến lúc đó hồn địch vương sẽ là của anh. Hồ Tuấn Thuyên, không thể tưởng tượng được lòng dạ của anh lại độc ác như thế, còn đối tác hợp tác, tôi nhổ vào. Đỗ Thiên Thảo nói đến đây tức giận không nể nang gì phì lên mặt Hồ Tuấn Thuyên. Gã tức giận đến mức nhảy dựng lên, vừa lau mặt vừa quát. Đồ đàn bà, cô muốn làm gì, tôi nghi ngờ những lời cô nói. Mặc dù là sự thật nhưng chỉ có thể nói là xà trùng của chúng tôi không phát hiện thôi. Chúng dù sao cũng chỉ là xà trùng không phải người. Chúng nó không phải là động vật máu lạnh. Ha ha, Hồ Tuấn Thuyên, hiện giờ nói dối bị vạch trần lại đổ trách nhiệm lên những con vật vô tội này đúng không? Kiều Nhuế vô khinh mỉm cười, nàng nhìn Diệp Phàm một cái. Tôi đã nói từ trước rồi, người này căn bản không đáng tin. Hiện tại anh đã thấy chưa? Tổng giám đốc Hồ, Tiểu Thảo nói là sự thật, tôi tin nàng hơn so với cậu, Tiểu Thảo là người chăm sóc tôi từ lâu. Tổng giám đốc Hồ, nếu cậu không đưa ra lời giải thích hợp lý cho chuyện này tôi sẽ thu hồi hồn địch vương. Hơn nữa, từ nay về sau chúng ta cũng không hợp tác nữa. Sau này xảy ra chuyện gì chỉ có thể đi từng bước xem thôi. Bởi vì tôi phát hiện cậu không chân thật, tiền kiếm được lại muốn qua cầu rút ván. Diệp Phàm hừ nói. Chương 2725, tử thần là ai? Tháp Thiếu Gia, anh đừng tin lời của cô. Tuy cô hầu hạ anh từ nhỏ nhưng chính vì là người hầu của anh phải vất vả nên giờ cũng muốn đổi việc khác. Anh có biết không, người châu Á có câu tục ngữ lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Anh phải chú ý. Đừng để cô vừa có giường bên ngoài vừa kiếm được tiền. Hồ Tuấn Thuyên trả đũa rất điêu luyện. Tôi nhắc lại một chút, tôi tin tưởng Tiểu Thảo hơn anh. Tổng giám đốc Hồ, cậu càng nói tôi càng tức giận. Tuy nhiên, nếu như cậu muốn chứng cứ tôi cũng lấy ra cho cậu xem. Tổng giám đốc Hồ, đừng nghĩ bộ lạc của chúng tôi đều là người ngốc. Diệp Phàm nói một cách chắc chắn. Không lâu, một đoạn video được lấy ra, chỉ thấy Dạ Đương ấn một cái vào vách tường, sau đó bàn tay đúng là đặt ở đóa hoa mẫu đơn đang nở trên bình rượu. Không lâu cửa ngầm chỗ bụng bình rượu mở ra không tiếng động. Hồ Tuấn Thuyên vừa thấy lập tức đỏ mặt ấp úng. Việc này chắc chắn là xà trùng của chúng tôi sơ sót. Lạ thật, điểm quan trọng như vậy cũng sơ sót, khi về nhất định tôi sẽ nói chuyện với chú tôi, phải trừng phạt nhóm xà trùng này, bỏ đói chúng 3 ngày. Giờ mà cậu vẫn không thừa nhận, Tổng Giám đốc Hồ, nể chúng ta đang hợp tác tôi hạn cho cậu trong 10 đêm đem cây sáo trở về. Nếu không,
tin rằng tôi sẽ cho nhóm xà trùng mà cậu nuôi dưỡng này bị người khác phát hiện và bị người giết chết từng con một giống con gián. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, chú, cháu hại chết chú rồi. Hồ Tuấn Thuyên thở dài, ngẫm nghĩ một chút mới nói. Thật ra, đó cũng không phải ý của tôi. Nói về tình cảm riêng tư tôi vẫn muốn kết bạn với Tháp Thiếu Gia, chẳng qua cây sáo kia đối với tập đoàn Trang Chu của chúng tôi quá quan trọng. Nói quả thật chính là cách duy nhất để khống chế những cao thủ đặc biệt này của chúng tôi sợ mất đi cây sáo này. Cũng mong Tháp Thiếu Gia hiểu được tâm tư này của chúng tôi. Tôi nghĩ, sự tin tưởng cũng được xây dựng từng bước được. Đến hiện giờ, Hồ Tuấn Thuyên thề có mẹ tôi, tuyệt sẽ không làm chuyện gì có hại đến Tháp Thiếu Gia. Tháp Thiếu Gia, tôi hy vọng anh có thể tin tưởng tôi, cho Hồ Tuấn Thuyên tôi một lần cơ hội. Anh sẽ thấy Hồ Tuấn Thuyên tôi cũng là người đáng kết bạn đấy. Hơn nữa, tôi sẽ bàn bạc với chú tôi, nếu Tháp Thiếu Gia thực sự muốn tìm vị cao thủ kia chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi không muốn tiếp tục một lần nữa, không thể kham nổi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Diệp Phàm lạnh mặt do ràng không nể mặt Hồ Tuấn Thuyên. Như vậy chúng tôi trả hồn địch vương cho anh, trước tiên dạy cho anh phương pháp đơn giản để khống chế xà trùng. Do anh chỉ huy chúng hỗ trợ anh hành động, được không? Nếu nói tôi còn chưa đủ thành ý tôi không nói hai lời lập tức biến ngay. Hồ Tuấn Thuyên hạ quyết tâm nói. Đồng ý. Diệp Phàm gật đầu, Hồ Tuấn Thuyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, Diệp Phàm thật sự cũng cần có xà trùng hỗ trợ. Bởi vì cao thủ bí mật này có năng lực tấn công cũng không tệ. Đến lúc đó thật sự vào cửa ngầm thì có thể hy sinh một xà trùng. Hơn nữa, mang mấy tiểu bà la đi so với mang người đi vào an toàn hơn. Bởi vì so với người thì mục tiêu của bọn chúng không lớn lắm. Và lại Diệp Phàm cũng không tìm được cao thủ tin tưởng nào. Trận đấu bán kết, Diệp Phàm không ngờ rút chúng phiêu. Diệp Phàm thầm cảm thấy may mắn, nếu trước tiên gặp phải Không Trạch Bản Tú thì xong đời. Không Trạch Bản Tú cũng vào được vòng bán kết. Lão già này xem ra đang theo dõi Diệp Phàm, có lẽ muốn đánh đến cùng để chạm mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm quyết định ngày mai kiếm một số tiền từ trận đấu với phiêu. Buổi tối quyết định đến quán rượu thử một lần. Nhiệm vụ chủ yếu của lần này là cứu Xa Nhất Đao. Nhất định phải hành động trước khi gặp Không Trạch Bản Tú. Nói cách khác nếu phải bỏ cuộc không gặp lão già này thì mất đi cơ hội gặp Bren. Cho nên, ra tay trước tuyệt hơn. Phiêu, lần này anh nhất định phải thắng. 7 giờ tối trước ngày diễn ra trận đấu cục trưởng nhìn Phiêu nói. Yên tâm, cục trưởng, Tháp Bố Tư tuy là con ngựa hoang, nhưng tôi là người giết ngựa đấy. Phiêu, anh phải hiểu được mục đích thật sự của cuộc so tài lần này. Cục trưởng nghiêm mặt nói. Tôi hiểu, bắt thần chết. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta hình như cũng không có chút manh mối nào. Đã vào vòng 18 rồi, tôi không thấy ai giống thần chết cả. Phiêu có chút nghi ngờ. Không nhất định, 8 người này ngoài anh và Không Trạch Bản Tú thì 6 người còn lại đều có thể là thần chết đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mấy năm trước trong trận chiến Saha thần chết đã giết hải lang, sói biển được bồi dưỡng có thân thủ thập đẳng. Tôi lo rằng đã mấy năm qua, công lực của thần chết chắc chắn đã tiến bộ. Hiện tại anh mới 11 đẳng thôi. Khi hai người đấu ai thắng cũng khó nói. Cục trưởng vẻ mặt có chút khó coi. Nghe nói năm đó hải lang, sói biển kia chỉ là cao thủ thập đẳng, thật ra còn chưa đạt đến thập đẳng chính tông. Hơn nữa Sahara môi trường khắc nghiệt. Nghe nói thần chết cũng chỉ may mắn mới thành công. Tôi nghĩ, nếu muốn đánh lén, thì người này có lẽ còn chưa đạt đến thập đẳng, có lẽ là cửu đẳng đỉnh giai. Cho nên trận chiến trên sa mạc Sahara đã hơn 2 năm, hắn có thể từ cửu đẳng đỉnh giai đột phá đến đẳng cấp 11 là không thể. Phiêu kiêu ngạo nói, chỉ cần hội có thể cung cấp thông tin chính xác về hắn ta, tôi chắc chắn khiến hắn không đi được. Vẫn phải cẩn thận một chút. Tuy nói sói biển là như vậy nhưng tôi lo lúng đấy đội trưởng Brown không phải là thả đạn. Những việc như thế này Brown không thể nào nói hết ra. Đây cũng không phải chuyện gì vinh quang, đối với hải lang, sói biển mà nói thì là nỗi nhục không thể rửa sạch được. Hiện giờ hải lang, sói biển đã được cử ra từ đêm rồi, tất nhiên là muốn rửa sạch nỗi nhục ở Sahara. Đức Lâm tiếp nhận chức của Brown cũng không có đất dụng. Cục trưởng nói đến đây không ngờ mỉm cười tất nhiên là vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Chắc có lẽ không, nếu như bắn đạn thì thần chết lại càng lợi hại rồi. Như vậy thì dù hải lang, sói biển tiêu diệt cao thờ ru cũng không trở ngại đúng không? Phiêu lắc đầu hiển nhiên không ủng hộ. Ừ, cũng có lý. Tuy nhiên, ôi,
tuy nói CIA và sói biển đều là bí mật của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không hề biết, vẫn bảo chúng ta phải đoàn kết, có bí mật phải dùng chung. Tôi thật thấy điểm này không thể nào xảy ra, đặc biệt hiện giờ, sói biển không thiết thực cho ngành tình báo đã sáp nhập đến CIA chúng tôi. Trong lòng bọn họ chắc chắn bất mãn, thật ra, phiêu tôi muốn nói với anh là nhìn ngoài thì cục tình báo rút lui. Trên thực tế cũng không rút lui, chỉ thay đổi phương pháp, phân thành những tổ trinh sát. Hoàn toàn đổi thang mà không đổi thuốc, tôi biết, Đức Lâm không phục chúng ta, hơn nữa cũng lo lắng chúng ta. Chỉ có hiểu được thông tin tình báo mới có thể đưa ra yêu cầu với chúng ta. Còn bí mật thì không có chút chung nào với chúng ta. Đầu óc của bọn chúng quả thật là hồ đồ rồi, những thứ này giấu làm gì? Hội phó nói đến đây có chút phẫn nộ. Phiêu nghe xong quả muốn cười, trong lòng tự nhủ CIA không phải cũng như vậy sao, chẳng lẽ tình báo hải lang, sói biển cung cấp là quan trọng nhất sao? Những lời này nói với người khác thì dễ dàng, đặt vào gã thì không chịu được. 2 giờ buổi chiều ngày hôm, khán đài số 2 chật ních người. Cơ bản đều là đến để theo dõi mấy trận bán kết. Hơn nữa mức đặt cược cũng làm người ta líu lưỡi. Tất cả những phú ông ra tay hết, vừa ra tay giã là 10 triệu đô la Mỹ. Tiền này đơn giản chỉ là một con số thôi. Phiêu, chúng ta lại gặp mặt. Trên sân đấu Diệp Phàm mỉm cười nhìn Phiêu. Ha ha, chúng ta có duyên. Phiêu cũng cười. Tháp bố tư, lần trước tôi tặng cho anh một hồi, sau vài ngày thiếu chút nữa không dám ra cửa. Hôm nay tôi muốn cho anh biết thế nào gọi là thiểm điện tia chớp. Anh chỉ có thể dừng ở bán kết thôi. Phiêu vừa nói xong lập tức nhìn bốn phía hét lớn. Các vị, muốn đặt cược thì đặt cược đi, chúng ta cùng nhau đem tiền chúng ta thua lần trước lấy về. Tôi dùng bàn tay tia chớp rửa sạch nỗi nhục lần trước. Để cho người đàn ông đến từ bộ lạc này về bộ lạc của hắn ôm đàn bà đi. Ôm đứa nhỏ, ôm đứa nhỏ. Cút về bộ lạc tháp bố tư man dợ của mày đi. Tôi đặt cược Phiêu thắng 10 triệu. Sân đấu lại nóng lên thật sự. Trong 5 phút ngắn ngủi dưới sự cổ động của Phiêu đặt cược đã vượt qua 300 triệu. Diệp Phàm cũng theo hết, tuy Hồ Tuấn Thuyên và Kiều Nhuế Vô Khinh đều có chút lo lắng nhưng mọi người đã cũng lên một con thuyền cũng không có cách nào. Hồ gia vì cây sáo trong tay Diệp Phàm cũng không tiếc giá nào. Kiều Nhuế Vô Khinh là người đầu gối tay ấp với Diệp Phàm cũng đâm lao phải theo lao rồi. Đêm qua thì thầm bên gối muốn thám thích xem Diệp Phàm rốt cuộc có tin thắng Phiêu không. Tuy nhiên, Diệp Phàm luôn thần bí, chỉ cười khiến Kiều Nhuế Vô Khinh buồn bực. Đêm qua Diệp Phàm muốn lên giường, muốn động tay chân không ngờ bị Kiều Nhuế Vô Khinh từ chối. Bảo muốn để Diệp Phàm giữ sức khỏe cho ngày mai kiếm tiền, Diệp Phàm cũng buồn bực từ bỏ. Bắt đầu. Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, lúc này đặt cược cho hai bên đã đạt đến 800 triệu, thức làm cho người ta líu lưỡi. Ở đây thật đúng là thiên đường của người giàu có, người nghèo sao có thể tưởng tượng đến sự rầm rộ này. Phiêu không hổ là tia chớp, Diệp Phàm cuối cùng biết đến sự nhanh nhẹn của y. Dùng tia chớp để hình dung cũng không đủ. Chương 2726, thực lực người này không giả. Quyền thứ nhất, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt Phiêu đã đến trước, đám một đấm thiếu chút nữa liền đúng cằm Diệp Phàm. Tuy nhiên, may mắn Diệp Phàm có đôi mắt ưng. Động tác của Phiêu mặc dù nhanh nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm phản ứng nhanh, cảm giác được, lách người một cái cú đấm vào cằm Diệp Phàm của Phiêu rơi vào khoảng không. Phiêu rõ ràng lặng đi nửa giây hừ nói. Còn có chút thực lực. Thật ra, Diệp Phàm vẫn trúng đạn rồi, tuy nói là tránh được nhưng vẫn cảm giác cằm có chút nóng bỏng. Có lẽ là quyền phong của Phiêu quét qua gây nên. Anh cũng không kém, cũng vậy thôi. Diệp Phàm cũng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một nổ lên. Khai bi của nhà họ Lô ở Thủy Châu một trường đánh về phía Phiêu từ xa. Bởi vì khai bi của nhà họ Lô rất kỳ lạ, xuất trường không ngờ vô thanh vô thức. Một trường này dường như chỉ là làm cảnh. Nhưng một khi đến gần anh khoảng nửa mét là lúc trong nháy mắt trường lực kia liền mạnh lên không chỉ gấp 3 lần. Tuy nhiên, lúc đối thủ phát hiện cũng là quá muộn. Thường thường chỉ có thể thừa nhận. Quả nhiên, trong mắt Phiêu hiện lên một tia khinh miệt. Gã vừa nghiêng người kỳ là không ngờ đến phía sau Diệp Phàm, vung lên một quyền đánh về phía ót Diệp Phàm. Tất cả những việc này đều không qua được đôi mắt ưng của Diệp Phàm. Tuy nhiên, đối với sự nhanh nhạy của Phiêu Diệp Phàm vẫn líu lưỡi. Tự nhận là nếu không có đôi mắt ưng thì có lẽ đã nhận một quyền này rồi. Diệp Phàm giả vờ không phát hiện vẫn tiếp tục trưởng khai bi hướng về phía trước.
Tuy nhiên, đợi cho nắm tay Phiêu cách mình chỉ vẻn vẹn một thước là lúc cái bẫy của Diệp Phàm thoáng hiện ra. Hắn dùng thủy công của sư phụ vô tình thi triển ra, gần như ngay trong chớp mắt hoàn thành một động tác thủy công phòng ngự. Trong nháy mắt sau ót Diệp Phàm hình thành một bức tường nước mà mắt thường không nhìn thấy. Đối với những người ở đây đa số đều không nhìn thấy tường nước này. Tuy nhiên, vẫn có người có thể cảm giác được. Một góc hẻo lánh trên khán đài một người mặc đồ đen đột nhiên trợn lớn mắt miệng ấp úng. Người này không đơn giản. Anh phát hiện cái gì? Một người khác vẻ hơi ngạc nhiên hỏi. Nói anh cũng không nhìn thấy được. Người áo đen hừ nói. Nhìn không thấy cũng không sao, đối với võ công thì tôi là người ngoại đạo. Nhưng nói về phương pháo thì anh có thể không bằng tôi. Người đàn ông này nói. Việc này không rõ ràng lắm, tôi cảm giác sau ót tháp bố tư có gì đó giống như bức tường. Người mặc áo đen nói. Giống bức tường, đó là cái gì? Người đàn ông còn lại kinh ngạc hỏi một tiếng. Đây là một cảm giác, có thể là nội khí linh hoạt sắc bén hình thành một bức tường. Đừng nghĩ đây là bức tường vô hình, có lẽ Phiêu sẽ xui xẻo, hãy chờ xem. Người áo đen vừa dứt lời. Cả người Phiêu chấn động, bàn tay của tháp bố tư không ngờ đột nhiên quỷ dị đưa ra sau, hắn cũng không quay người lại mà đưa tay vỗ ra sau. Bụp một tiếng vang lên. Mọi người thấy mặt Phiêu đỏ bừng, tuy nói chỉ hơi lảo đảo nhưng hình như rất mất tự nhiên. Phiêu bị thương, gã ngốc này. Gượng chống làm gì, lúc này phải nhanh chóng lui về sau mấy bước để tiêu trừ lực đạo đến nhỏ nhất. Tư thế tuy nói khó coi nhưng đối sẽ tổn hại ít nhất đến cơ thể. Nếu gượng chống như vậy thì nuốt hết trường kình của tháp bố tư. Người này có lẽ mốt ngụm máu cũng giấu đi. Người áo đen khinh bỉ nói. Phiêu là một người khá thông minh, sao có thể phạm một sai lầm cấp thấp này? Người đàn ông còn lại có chút không hiểu. Người thông minh bởi vì quá thông minh thường thường đặt thể diện quan trọng hơn cả mạng sống. Trong trận đấu ác liệt là tối kỵ đấy. Tới giờ tôi không cậu nệ tiểu tiết, chỉ cần có lợi cho chiến thắng đều phải dùng. Đấu không tính đến thể diện mà nhất định phải thắng. Người áo đen nói. Thằng nhóc này rõ ràng còn có năng lực này. Không Trạch Bản Tú ngồi trong rạp ấp úng một câu. Cha thấy gì sao? Không Trạch Điền do hỏi. Bức tường vô hình. Người này so với tôi trước kia có lẽ cao hơn một chút. Xem ra Nhất Lang thua bởi hắn không oan. Tuy nhiên, người này cũng quá độc ác với Nhất Lang, hơn nữa hôm đó Nhất Lang để hắn đùa bỡn. Người này căn bản cũng không tốn nhiều khí lực để thắng Nhất Lang, rõ ràng vẫn nặng tay đánh tàn Nhất Lang. Tôi không rõ vì sao hắn hận Nhất Lang như vậy, theo lý thì hắn có lẽ đã nghe qua về tiếng tăm của cha, tự dưng đánh mạnh đối thủ là không sáng suốt. Hơn nữa, nhìn mấy cuộc tranh tài của người này hình như người này cũng không phải là người như thế. Vì sao chỉ đối với Nhất Lang như thế? Điền Do, con nói một chút xem đó là vì sao? Không Trạch Bản Tú khó hiểu. Người này đến từ bộ lạc tháp bố, chúng con cũng lần đầu nhìn thấy hắn. Gia tộc chúng ta cũng không có liên quan gì đến bộ lạc tháp bố ở châu Phi kia. Cách nhau hàng ngàn dặm, hơn nữa, ngày xưa cũng không oán không thù, chẳng lẽ vì người này đấu kỵ thanh danh của Nhất Lang mà nặng tay? Không Trạch Điền Do nói. Có lẽ là vậy, Nhất Lang nhà chúng ta rất nổi tiếng, có lẽ người này muốn dùng cái này để lập uy. Lập uy thì có thể, nhưng thằng nhóc khốn khiếp, mày tìm lầm đối tượng rồi. Không Trạch Bản Tú nói đến đây nhìn Không Trạch Nhất Lang đang nằm trên ghế sofa, lập tức mặt lão tái đi hừ nói. Nhất Lang, nhanh, vòng 18 không gặp thì vào bán kết nhất định có thể gặp, lúc này cháu xem ông nội đòi lại công bằng cho cháu thế nào. Y-a-a-a-a. Phiêu cảm thấy quá mất mặt rồi, cả người đột nhiên lộn ngược ra sau rồi lập tức vọt đến trước mặt Diệp Phàm. Cặp chân không lưu tình đá về phía mặt Diệp Phàm. Một sóng khí đập tới, Diệp Phàm dùng hai tay giống như hùng ưng bay lượn không ngờ mãnh liệt lui ra sau. Phiêu chưa từ bỏ ý định, dùng lực không buông tha mãnh liệt vồ mà đá. Anh thật sự cho mình là một nhân vật có phải không? Diệp Phàm tức giận, đột nhiên xoay người một cách kỳ lạ, tốc độ cũng không chậm hơn Phiêu nhiều. Không ngờ vọt đến phía sau Phiêu. Hắn bay lên một cước đá về phía Phiêu. Ở giữa mông. Bụp một tiếng vang lên, Phiêu vì gắng sức đa vồ về phía trước hơn nữa Diệp Phàm chơi liều. Hai cổ mạnh mẽ chung vào một chỗ, Phiêu liều mình muốn xoay người tuy nhiên, lực đạo của Diệp Phàm quá mạnh. Cả người Phiêu lao thẳng ra khỏi sàn đấu. A! À, cả khán đài lập tức ồ lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngay lúc Diệp Phàm đứng trên sân đấu chuẩn bị nhìn Phiêu nện vào đám người phía dưới,
Phiêu không ngờ hai châm dẫm vào ghế tựa một chút. Cả người không rơi xuống đất mà xoay người giống con chim lớn quay trở lại sàn đấu. Tia chớp uy vũ. Có người vỗ tay hét lớn, lập tức mọi người đặt cược cho Phiêu đều đứng lên. Uy vũ cái con khỉ, Diệp Phàm thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, đột nhiên bay lên cao, thi triển hổ ưng chi công đến cực trí cả người nhân lúc Phiêu còn chưa đứng vững đã đến trên đầu gã. Hai chân hung hăng dẫm, mắt thấy đến sống mũi của Phiêu rồi. Phiêu không hổ là Phiêu, không hổ được gọi là tia chớp. Trong lúc ngàn cây treo sợi tóc rất nhanh quét ngang cả người cứ ngang như vậy trong không trung. Một cái cứng rắn ngang trời theo bàn chân Diệp Phàm qua đến bên kia sân đấu. Cảnh tượng làm người ta nín thở, khán đài không ngờ im lặng thật sự, chỉ nghe hơi thở dồn dập của mọi người. Hai người tiếp tục giằng co. Cả khán đài không ngờ cũng không có tiếng trầm trồ khen ngợi, Diệp Phàm và Phiêu bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có động tác gì. Ước chừng 10 phút sau, không ngờ yên tĩnh 2 phút. Đây là việc có 1 không 2. Đột nhiên, hai bên đều có động tác. Hai tay Phiêu cuồng loạn co duỗi phía trước, tạo nên vòng tròn hỗn độn. Động tác của Tháp Thiếu Gia làm cho người ta cảm giác đang xem một thước phim quay chậm. Dường như đang chơi đùa một quả bóng trong tay vậy. Quái, sao có thể giống âm dương thái cực của võ đang Trung Quốc? Không Trạch Bản Tú sửng sốt không khỏi ấp úng. Không thể nào, người này rõ ràng là tới từ châu Phi, đánh mấy xào cũng không đến Trung Quốc. Không Trạch Điền do vẻ mặt không tin. Chẳng lẽ người này đã đến Trung Quốc và đến học thái cực môn của Trung Quốc sao? Không Trạch Bản Tú thầm nói. Việc này cũng có thể, hiện tại chỉ cần có tiền muốn học cái gì không học được. Không phải nghe nói Trần Vô Ba còn mở võ quán ở Bắc Kinh xoa. Không Trạch Bản Tú nói. Con nói là người đấu với Akiyama Lifu sao? Không Trạch Bản Tú nhìn con trai hỏi. Có thể, Trung Quốc người dùng thái cực cũng không ít, hơn nữa nghe nói có nhiều thái cực thần bí được nhiều người cất giấu, ví dụ như thái cực Trần vang dội hàng đầu. Nếu như Tháp Bố Từ muốn moi ra tinh hoa của thái cực từ võ đang là không thể. Ngay cả Trần Vô Ba mở võ quán dạy cho học viên cũng chỉ là kỹ năng sơ lược. Thái cực thật sự chắc chắn không để Tháp Bố Từ lấy đi. Không Trạch Điền do phân tích. Con đoán Tháp Bố Từ chỉ học được chút bề ngoài thôi. Có lẽ là vậy, xem kết quả xem. Trạch Bản Tú hừ nói. Xung quanh khán đàn giống như có gió cuốn, mọi người đều cảm thấy lạnh run. Mọi người ngồi trên khán đài gần như đều có cảm giác muốn đứng lên nhanh chóng chạy trối chết. Hai bên giống như đã xong động tác, tia chớp hướng Diệp Phàm đột nhiên đánh ra 10 quyền, tốc độ thật sự là nhanh như điện. Tuy nhiên, có chút kỳ lạ quyền khí mãnh liệt của tia chớp như vậy hình như không đánh đến người Tháp Bố Tư. Khi quyền của tia chớp đến thì trong không gian phát ra tiếng nổ bùm bùm dọa người. Giống như tiếng sấm trên trời. Chương 2727, tia chớp choáng. Tiếng sấm tương đối lớn, mấy cô gái sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, không ngừng bịt chặt lỗ tai. Tháp Bố Tư này thật đúng là kỳ lạ, lại có thể biết võ công Trung Quốc. Tuy nhiên nhìn qua không giống chẳng lẽ là võ công của bộ lạc họ sao? Người áo đen lại lên tiếng. Võ công Trung Quốc, vậy người này chẳng lẽ là... Người đàn ông giọng khàn đột nhiên cả kinh, hai mắt bình tĩnh nhìn Diệp Phàm trên sàn đấu sau đó lắc lắc đầu nói. Hẳn là không thể nào. Mấy ngày nay những quyền vương lên sân đấu chúng ta đều kiểm tra đối chiếc, Tháp Bố Tư không thể nào là thần chết của Trung Quốc kia. Ừ, nhìn qua có điểm giống lại có chút không giống. Tuy nhiên, cũng không thể chắc chắn, tổ chức an ninh của nước châu Á này khá lợi hại đấy. Chúng ta có thể nghĩ đến có lẽ người ta đã sắp xếp xong từ trước rồi. Người đàn ông áo đen nói, tình báo cũng là chiến trường vô hình, thường thường đôi khi tình báo có thể quyết định thắng bại trong một trận chiến. Người đàn ông giọng khàn nói. Tuy nhiên, anh thấy hai người họ ai mạnh hơn một chút. Bây giờ còn khó nhìn ra, hình như là 55. Tuy nhiên tôi tin tưởng ông chủ hy vọng Tháp Bố Tư thắng có phải không? Người đàn ông áo đen không ngờ thản nhiên cười cười. Ha ha, Tháp Bố Tư thắng đương nhiên được, nói cách khác cục trưởng lại có cơ hội đắc chí. Nếu bọn họ đến cuối cùng còn không thể vào được ông ta làm sao có thể khoe khoang với tôi là bắt được thần chết. Phiêu là cao thủ lợi hại nhất của CIA, nếu như ngay cả bán kết còn không thể vào được có lẽ cũng không làm gì được thần chết rồi. Người này rốt cuộc ở đâu, chẳng lẽ tình báo của chúng ta có sai sót, hắn căn bản không đến. Người đàn ông giọng khàn khàn nói. Ông chủ, ông nói xem, chúng ta như vậy lần này quyền sẽ hấp dẫn ở đâu? Người áo đen hỏi.
một cái chìa khóa. Người đàn ông giọng khàn nói. Chúng ta đưa ra tin đồn đi, vì cái chìa khóa này tổ đặc nhiệm A tất sẽ cử cao thủ đến đây. Bởi vì bọn họ không có chìa khóa này căn bản không biết được bí mật của núi xương bối. Thứ trong tay bọn họ đã là phế phẩm. Hơn nữa, bí mật núi xương bối một ngày không được giải, tổ đặc nhiệm A không được bình an. Khi quân Nhật rút lui có lẽ bí mật để lại ngay tại núi xương bối. Mặc dù bên trong chỉ là một đống rác rưởi bọn họ cũng muốn mở ra để rửa sạch. Nếu không phải ở đây thì ở đâu? Cho nên, bọn họ nhất định phải mở ra bí mật của núi xương bối. Ông chủ, không bằng chúng ta tung ra cái chìa khóa này. Người áo đen nói. Ha ha. Người đàn ông giọng khàn, chỉ cười thần bí làm người áo đen có chút buồn bực, bất mãn chừng mắt nhìn người đàn ông giọng khàn một cái hử nói. Ông chủ, cái chìa khóa chia rốt cuộc như thế nào, cho tôi xem một chút được không? Đây là kỷ luật. Người đàn ông giọng khàn nói. Nhìn đủ loại dấu hiệu thì tổ đặc nhiệm A chắc chắn có cao thủ trà trộn trên thuyền rồi. Tuy nhiên, có phải thần chết đến đây không thì không có thông tin chính xác rồi. Tuy nhiên, theo phỏng đoán khả năng hắn đến có 8 phần. Dấu hiệu, cái dấu hiệu gì? Người áo đen cũng hứng thú hỏi. Việc này thì có thể nói cho anh biết, theo tin tức mới nhất tàu ngầm thần bí của châu Á đã tiến đến hải vực quốc tế Thái Bình Dương. Tôi nghĩ, có phải đến bảo vệ thần chết không? Đến lúc đó chỉ sợ ở đây có một trận chiến dưới biển sâu thôi. Người đàn ông giọng khàn nói. Trước tiên chặn bọn họ bên ngoài là được. Nói cách khác, hải quân chúng ta có thể ngang hàng với họ có phải không? Người áo đen hừ nói. Không giống với, lần này tàu ngầm đi vào Thái Bình Dương có chút kỳ lạ. Chúng ta hoàn toàn không có tư liệu gì về nó cả. Ngay cả lầu năm góc, cũng không có tư liệu về việc này. Tàu ngầm theo dõi trước kia bây giờ vẫn ở căn cứ. Cũng không có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến lần này. Lầu năm góc cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn họ đoán tàu ngầm tiến vào Thái Bình Dương lần này có thể là thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của châu Á. Có lẽ có liên quan đến tổ đặc nhiệm A, hẳn cũng là bí mật cao nhất rồi. Có lẽ ngay cả ở Trung Quốc cũng không mấy người biết về tàu ngầm này. Hơn nữa, nó thật sự hiện đại, ngay cả thiết bị do thám tiên tiến nhất của chúng ta không ngờ cũng chỉ cảm nhận rất mơ hồ có một vật như vậy tiến vào Thái Bình Dương. Mà nó rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Cụ thể là vị trí nào? Thứ này có bao nhiêu, hình dạng như thế nào, chúng ta đều không có thông tin. Chúng tôi đã hỏi CIA, bọn họ cũng nói đang cố gắng điều tra, tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ là bọn họ nói thế thôi. Sói biển chúng ta cũng chưa hiểu rõ, bọn họ sao rõ được, nói khoác thôi. Thực sự coi mình là anh cả trong ngành tình báo có phải không? Nếu nói về nhân lực thì bọn họ chắc chắn hơn chúng ta nhiều, nhưng nếu bàn về năng lực tình báo chúng ta mạnh hơn họ. Bọn họ chỉ là sạp lớn, hoạt động tình báo nhiều. Còn chúng ta chú tâm vào vấn đề tình báo. Bởi vì chúng ta có nhân viên tình báo cao thủ, so với bọn họ chuyên nghiệp hơn một chút. Tuy nhiên, tàu ngầm này thật sự là kỳ lạ. Theo tin tức từ quân đội rất có thể chỉ dùng kỹ thuật tiên tiến mà chúng ta không phát hiện. Tuy nhiên, cứ như vậy đối với hải quân chúng ta cũng là một cảnh cáo. Người đàn ông giọng khàn nói. Việc này cũng là lý do cục trưởng vẫn giữ phiêu ở CIA. Bởi vì nhân viên thân thủ càng cao thì càng thuận lợi trong việc thu thập tin tức tình báo. Hơn nữa khả năng xâm nhập vào những chỗ người bình thường không tới được. Bọn họ ghen ghét với nhân viên tình báo của chúng ta. Trước kia một mực đòi xác nhập, yêu cầu nhân viên tình báo chúng ta nhập vào CIA. Tuy nhiên, may mắn tổ trưởng chúng ta đứng vững trước áp lực ở lầu năm góc. Người áo đen nói, cao thủ tự chúng ta bồi dưỡng làm sao có thể để cho bọn hắn. Phải biết rằng vì bồi dưỡng những điệp viên này chúng ta đã đầu tư cả 3 năm kinh phí lên người họ. Muốn không làm lại có thu hoạch thì cục trưởng đã nằm mơ rồi. Người đàn ông giọng khàn hừ lạnh một tiếng. Bùm một tiếng, mọi người phát hiện bàn tay của Tháp Bố Tư và Phiêu không ngờ gắn lại với nhau. Dường như có nhựa dán lại với nhau hai người chưa kéo ra. Thật ra, chỉ có cao thủ mới biết được đây là hai người đang so bì nội khí. Lúc này bất kỳ chiêu thức nào đều không dùng được rồi. So xem nội khí hùng hậu và số lượng bao nhiêu, đương nhiên còn có cả chất lượng nội khí cũng quan trọng. Ước chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, trán hai người đều toát mồ hôi. Đối với Phiêu, gã hiểu Diệp Phàm thêm một phần. Người này, ít nhất đã vào cảnh giới 11, không còn coi thường Diệp Phàm nữa. Đánh một trận kịch liệt với Phiêu rất vất vả, Diệp Phàm cũng đã dùng hết sức.
Cuối cùng Diệp Phàm tự nhiên phóng khoáng mãnh liệt đánh một chưởng làm Phiêu ngã quăng xuống sân đấu nện vào khán đài. Lần này kỳ tích không xuất hiện, tia chớp Phiêu không có thể trở lại sân đấu như lần trước. Phiêu, đi lên, con mẹ nó. Tia chớp thành lợn chết sao? Đi lên. Những người đặt cược cho Phiêu không nhìn được nữa như ong vỡ tổ xông đến chỗ Phiêu. Người kéo người đẩy có người còn độc ác đá một cái muốn đá Phiêu lên sân đấu để đấu tiếp của tháp bố tư. Đang tiếc là Phiêu chỉ có miệng tràn máu tươi, cả người như lợn chết đứng lên không nổi nữa rồi. Thấy người càng ngày càng nhiều càng điên cuồng, người chủ trì Ngô Đại Thuận vội vàng dẫn bảo vệ đến dẹp khách hàng để khiêng Phiêu đi. Trận đấu ác liệt này mấy người Diệp Phàm thu vào hơn 600 triệu đô la Mỹ. Coi như là thắng lớn. Thật ra làm cho gai gâu như vậy cũng là Diệp Phàm cố ý giả vờ. Bởi vì nếu so về nội tức thì đương nhiên Phiêu không thể qua được Diệp Phàm rồi. Bởi vì Diệp Phàm ngoài đan điền bình thường có còn độc đan điền. Bên trong da cũng có thể chữ nội khí. Diệp Phàm đã thử đem sói khí cùng nội khí dung hợp lại với nhau. Còn chuyện chiến đấu vất vả như vậy là đương nhiên là biểu diễn cho người khác xem. Thậm chí không thể hiện sự quá chênh lệch của hai người. Ôi, Phiêu, cậu vẫn chưa được. Người áo đen thở dài. Ha ha, tôi có thể hiểu, lần này cục trưởng tím mặt rồi. Người đàn ông giọng khàn giọng vui khi người khác gặp họa. Diệp Phàm vừa mới xuống khỏi sân đấu, Hồ Tuấn Thuyên đã chen đến gần nói nhỏ vào tai Diệp Phàm. Vừa rồi tiểu bà la của chúng ta truyền đến tin tức, người đi ra từ phòng của Brand bây giờ đang ngồi một góc khuất trên khán đài bên trái. Hả? Diệp Phàm lập tức cố gắng mở đôi mắt ưng nhìn lên khán đài bên trái. Không lâu sóng radar trong mắt đã hiện lên một chấm màu đỏ, trong lòng Diệp Phàm cả kinh lập tức hiểu ra. Có thể thừa nhận, người này chính là cao thủ bí mật của Tommy Dạ Đương. Bởi vì lần trước Diệp Phàm bị Trạch Bản Tú đánh một chưởng xuống khán đài người áo đen này liền xuất hiện. Diệp Phàm phát hiện không ngờ người này có thể ngang tay với không Trạch Bản Tú lập tức liền dùng đôi mắt ưng ghi chép đặc điểm của người này. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm bây giờ trình độ càng cao rồi, thì triển ra có thể ghi chép đặc điểm của người nào đó. Ví dụ như người áo đen trong đôi mắt ưng chính là một hình tam giác màu đỏ, lần này là hình tam giác vậy cũng khẳng định hai người này là một. Hơn nữa Diệp Phàm phát hiện mỗi người trong sóng radar của đôi mắt ưng đều khác nhau. So với vân tay còn đặc biệt hơn, biến thành đặc điểm duy nhất của mỗi người, cho nên không thể nhầm người. Đương nhiên, đối với một người bán tiên thiên như Phiêu Diệp Phàm cũng không dám dùng đôi mắt ưng quan sát người này. Dù sao người ta là cao thủ bán tiên thiên, nói không có đôi mắt ưng nhưng độ nhạy cảm của người ta cũng mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện Dạ Đương xong Diệp Phàm có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là hóa trang, có lẽ đã chỉnh hình hoặc đeo mặt nạ ra người. Hiện giờ công nghệ phát triển, mà tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A đã nghiên cứu ra thứ gần giống thật. Chương 2728, một cánh tay thật. Bởi vì nguyên liệu họ dùng cũng là da thật, đương nhiên không phải da người, mà dùng da của động vật giống da người nhất trải qua một quá trình phức tạp để tạo ra da giả khó phân biệt. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ kỹ đặc điểm của người này coi như là Diệp Phàm đã thu hoạch khá lớn. Diệp Phàm vào bán kết thành công, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt bước vào trận đấu bán kết tranh top 3. Tỷ lệ gặp không Trạch Bản Tú rất lớn, cho nên Diệp Phàm quyết định đến quán rượu. Vừa về đến phòng Diệp Phàm liền nhìn Hồ Tuấn Thuyên nói. Cậu nói với tiểu bà La là người đó có thể là Dạ Đương. Một khi có thể xác định anh ta ở đó thì tôi phải đến đó một chút. Đáng tiếc là Dạ Đương không dự thi, nếu không thì dễ rồi. Hồ Tuấn Thuyên thở dài. Ừ, thật lạ, Dạ Đương là cao thủ nhất của Tommy sao không dự thi nhỉ? Một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy không ngờ bỏ qua. Trong chuyện này có vấn đề gì không? Đường Thành có chút nghi ngờ hỏi. Việc này cũng nên cân nhắc, không biết quán rượu có phải là một cái bẫy không? Tôi nghĩ, Tommy sẽ không cho Dạ Đương dự thi ngay cả khoản tiền lớn cũng không kiếm không phải có phải sau lưng còn có bí mật gì không thể cho ai biết không? Mà lần thi đấu này chỉ là một hình thức ngụy trang, mục đích của họ là chuyện khác. Kiều Nhuế Vô Khinh xen vào. Có cách gì, dù biết là bẫy thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Dù sao có được cao thủ không dễ, mà hai cấp dưới của tôi đều bị thương thậm chí là tàn phế, trước mắt thật sự là khan hiếm nhân tài. Diệp Phàm thở dài. Hồ Tuấn Thuyên đều đi ra ngoài làm việc về, Đỗ Thiên Thảo nói. Quán rượu này thật sự làm cho người ta nghi ngờ. Tôi nghĩ, Dạ Đương không phải cố ý để dò dỉ thông tin để người ta biết được,
sau đó gậy ông đập lưng ông. Tôi biết có thể như vậy, Dạ Dương nếu đã bước vào cảnh giới bán tiên thiên thì cảm giác của y rất linh mẫn. Những cao thủ đặc biệt của Tổng Giám Đốc Hồ chẳng lẽ y không phát hiện sao? Đường Thành nói, chúng ta đặt ra giả thiết, nếu Dạ Đường phát hiện Tiểu Bà La, thì Tommy tạo ra quán rượu là cái bẫy để làm gì? Tôi nghĩ bọn họ không phải giấu tiền bối ở đâu đó để tôi cắn câu. Diệp Phàm nói, nghe nói bọn họ rất hận anh, bởi vì anh phá hủy nhiều kế hoạch của bọn họ. Chẳng những là sói biển, có lẽ thần đạo tổ còn căm hận anh hơn sói biển. Trên thuyền này vàng thau lẫn lộn, không riêng chỉ sói biển. Nhiệm vụ cần hoàn thành lần này thật đúng là nguy hiểm. Nếu không đi thì không có manh mối khác, đi thì sợ đây là một cái bẫy. Đường Thành cũng vẻ mặt khó coi. Bất kể như thế nào, tôi nhất định phải đi, dù biết đó là một cái bẫy cũng phải đi một chuyến. Tuy nhiên, các anh chú ý đến Hồ Tuấn Thuyên cho tôi. Tuy họ cho tôi mượn Tiểu Bà La sử dụng nhưng cũng không thể không đề phòng. Diệp Phàm nói. Thiên Thảo theo dõi Hồ Tuấn Thuyên và Dạ Đương, tôi với anh đi, có người chăm sóc cũng tốt hơn nhiều. Đường Thành nói. Cũng tốt, cậu đi theo tôi là được, quá nhiều người ngược lại là mục tiêu quá lớn. Diệp Phàm gật gật đầu. Đúng lúc này Hồ Tuấn Thuyên gọi điện thoại đến, nói là Tiểu Bà La phát hiện Dạ Đương đang xem thi đấu ở sân đấu số 2. Diệp Phàm lúc này đang chuẩn bị cùng Đường Thành đến quán rượu. Lúc này Tổng Bộ báo đến một tin tức, nói là Vương Nhân Bàng đến rồi, tên trong bộ lạc của gã là Mã Kỳ. Không lâu Đỗ Thiên Thảo đưa Vương Nhân Bàng bước vào. Tôi nói người anh em, lần này anh đến không đúng lúc. Diệp Phàm nói, nghe Thiên Thảo nói các anh đang chuẩn bị hành động, xem ra tôi tới đúng lúc rồi. Vương Nhân Bàng cười cười không ngại ngùng gì ngồi trên ghế sofa. Ôi! Người anh em, anh thật là... Diệp Phàm thở dài. Nói những lời này để làm gì, muốn chết cùng chết. Tôi ngay cả hậu sự cũng chuẩn bị xong rồi, cũng đã dặn dò Thập Tam rõ ràng rồi. Đời này có thể giúp đỡ anh Diệp thì cũng là vinh dự rồi. Vương Nhân Bàng cười nói. Diệp Phàm còn có lời nào để nói, ngay cả Đỗ Thiên Thảo hai mắt cũng đã rơm rớm nước, xúc động vì tình anh em của bọn họ. Sau đó, mấy người lại bàn bạc chi tiết. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ, mà sàn đấu số 2 chuẩn bị bắt đầu, nghe nói Dạ Đương vẫn đang ngồi ở góc không có động tác gì. Bởi vì là sau buổi cơm tối rồi, cho nên, lúc này người đến quán rượu uống rượu tương đối nhiều. Diệp Phàm đi và phát hiện người đã ngồi đầy rồi cũng liền tùy tiện chọn một chỗ ngồi cùng Đường Thành ngồi uống. Mà Vương Nhân Bàng ngồi bên kia. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng cẩn thận nhìn, phát hiện lối vào phòng pha chế mục tiêu rất rõ ràng. Bởi vì muốn vào phòng pha chế chỉ cần xin chủ quầy ba, sau đó y sai một cô gái xinh đẹp dẫn đến cửa. Như vậy là mục tiêu quá lớn, cứ quang minh chính đại đi vào chắc chắn không được, còn nếu như muốn đi vào bí mật cũng không thể nào. Bởi vì lối đi nhỏ vào phòng pha chế ở phía bên phải của quầy ba, ở lối đi nhỏ có một nhân viên phục vụ xinh đẹp đang đứng ở đó. Người ta cũng không phải mù, một người lù lù đi vào còn không phát hiện sao. Mà Dạ Đương mỗi lần đi vào đều là quang minh chính đại đi vào, y có thể nhưng Diệp Phàm chắc chắn là không được. Trừ phi bây giờ lập tức đổi khuôn mặt khác đi vào. Tuy nhiên, nếu có người đi vào phòng pha chế rượu có lẽ đối phương nhất định sẽ chú ý đến anh. Diệp Phàm tính toán một chút, sau đó giơ ngón tay ra hiệu cho Đường Thành, Vương Nhân Bàng và Đỗ Thiên Thảo tiến hành phương án thứ hai. Đó chính là đục nước béo cò. Hồ Tuấn Thuyên cho người ra tay, không lâu quán rượu vỡ òa dùm beng. Mấy người có lẽ là say rượu điên cuồng ầm ĩ bắt đầu dùng ghế nhựa đánh nhau. Rượu vương vãi khắp nơi, mấy cái chai bay đi, sợ đến mức mấy nhân viên ở quầy ba đều chạy vào một góc. Mà Hồ Tuấn Thuyên sắp xếp người chen chúc vào đó làm phân tán những nhân viên này, Hồ Tuấn Thuyên thật đúng là có thủ đoạn. Hơn nữa, người của công ty cũng nhiều, hai người lôi một nhân viên phục vụ. Ba người Diệp Phàm thuận lợi tiến vào trong phòng pha chế. Tuy nhiên, khiếm khuyết lớn nhất của đục nước béo cò chính là gây ra náo động lớn có thể đánh động đến Dạ Đương. May mắn đến hiện giờ Dạ Đương có lẽ còn không nghi ngờ ở đây có người có âm mưu. Cho nên, vẫn còn đang ngồi yên lặng trên một góc khán đài xem cuộc chiến. Chuyên gia trong phòng pha chế cung dùng chai rượu đập tới, thấy đánh nhau sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra cửa đã bị Diệp Phàm làm cho ngất xỉu từ xa ngã ngay xuống lối đi nhỏ. Dưới sự chung sức của ba người, toàn bộ camera của phòng pha chế đều bị mấy người Diệp Phàm đập vỡ. Diệp Phàm phát hiện, phòng pha chế rượu thật ra bố trí giống phòng nghỉ,
bên trong có sofa, quầy bar còn có cả tivi nữa. Chai rượu lớn đặt trong phòng cũng rất hợp với phong cách của căn phòng. Tuy nhiên, bước tiếp theo chính là giải mã tương đối khó khăn. Bởi vì muốn dùng đến bình rượu lớn thì phải dùng vân tay mới có thể mở ra. Muốn có vân tay giống Dạ Đường thì không thể nào. Tuy nhiên, Đường Thành là chuyên gia về vấn đề này. Gã mở khóa đặc biệt lành nghề, dùng một trang giấy có thể mở bất kỳ khóa nào. Mở cửa xe thì không nói rồi, người này, trời sinh ra đã có khiếu ăn trộm. Gã lấy ra vài thứ đồ chơi dán lên đóa hoa mẫu đơn trên bình rượu kia tìm kiếm, không lâu một hình bàn tay cỡ lớn không ngờ xuất hiện với đầy đủ hoa văn. Người đi để dấu, chim đi để vết, đây chính là vân tay của Dạ Đường. Đường Thành nói, dấu vân tay rất rõ, quan trọng là chúng ta có tìm được vân tay của Dạ Đường không? Phát hiện của cậu thì có ích gì? Vương Nhân Bàng nói, sau khi quét lên phải làm ra vân tay giống mới được, đương nhiên, giống toàn bộ là không thể nào. Chỉ cần đại khái giống nhau có lẽ có thể lừa thiết bị giám định vân tay mở cửa ngầm. Đường Thành vừa quan sát vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một thiết bị khác. Chuyện này của cậu đúng là, con mẹ nó không hiểu, tài liệu gì đấy. Vương Nhân Bàng nói, anh xem đi, có thể phát hiện đây là tài liệu gì không? Đường Thành tiện tay đưa cho Vương Nhân Bàng, y cũng tò mò cầm lên xem. Diệp Phàm đứng bên cạnh cười một cách quỷ dị. Mẹ ơi, thật sự giống như bàn tay thật, những trưởng lão của bộ lạc tổ khoa học năng lượng thật đúng là lợi hại, còn có thể làm ra cái này. Vương Nhân Bàng vuốt vuốt bàn tay kia còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Đương nhiên y đưa bàn tay giả lên môi thơm nói một cách thán phục. Ha ha, vốn là thật, đương nhiên có thể đánh cháo rồi. Diệp Phàm đột nhiên cười nhỏ giọng nói. Thật sự. Vương Nhân Bàng giật mình vẻ mặt không tin nhìn Đường Thành. Đường mê á, đây thật sự là tay thật sao? Anh nghĩ sao? Giọng Đường Thành là lạ cười. Thật sự, nhất định là thật. Vương Nhân Bàng sợ tới mức buông tay cho bàn tay rơi xuống đất. Tuy nhiên, bị Diệp Phàm đỡ được nói. Đừng làm hỏng, cái này bảo tồn tươi sống không thể nào dễ. Đừng nghĩ đây chỉ là một bàn tay, phí bảo tồn một năm không có 10 triệu là không thể được. Biến thái. Mang theo một cách tay bị chắt đứt làm gì? Vừa rồi bố còn hôn nó, tức quá. Vương Nhân Bàng nhún vài cảm giác khá ghê tởm, biết bị hai người này trêu đùa, hận tới mức ngứa cả răng. Để làm chi, chúng ta muốn đi vào toàn bộ nhờ nó. Đường Thanh nói, đem bàn tay đứt đặt lên máy. Không lâu vân tay của bàn tay đứt đang thay đổi trên màn hình, là thay đổi theo vân tay mà Đường Thành đã quét kia. Đừng nghĩ đây là một cánh tay người chết. Nó là kết quả của công nghệ cao. Cậu muốn làm cho tay người chết giống tay của người sống là hơi khó đấy. Ví dụ như ngón tay người sống ấm và biết cảm nhận nhưng người chết thì không thể. Phải duy trì như vậy khó khăn tương đối cao. Tuy nhiên, nhiệt độ của Dạ Đường là bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống theo nhiệt độ bàn tay chúng ta thôi. Hơn nữa, ngay cả mồ hôi trên bàn tay cũng phải tính toán vào đó mới được. Nếu không thì cửa ngầm không mở được lại làm cho địch cảnh giác. Đường Thành vừa làm việc vừa nói. Chương 2729, khoảng trời riêng. 3 phút, hoa tay đã được hoàn thành. Đường Thành nhìn Diệp Phàm gật đầu Đường Thành bắt tay in mẫu vân tay. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng đều đã chuẩn bị xong để bất cứ lúc nào tấn công. Bởi vì vân tay nếu không phù hợp thì ai biết cửa ngầm này liệu có một mũi tên đột nhiên bắn ra không? Nếu như là cái bẫy rất có thể sẽ có việc này. Nếu không phải là bẫy thì càng có khả năng có thiết kế như vậy. Bởi vì Dạ Đường phải để phòng khi y không ở đây có người đột nhập vào. Hiện giờ công nghệ cao phát triển rất mạnh, việc bố trí ám khí so với người xưa cũng hiện đại hơn. Ám khí của người cổ đại có thể dùng nước hoặc thủy ngân và một số vũ khí khác, còn người hiện đại dùng những thiết bị cơ giới hiện đại. So với các thiết bị ngày xưa thì dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ chạm vào một tia hồng ngoại đã có thể bắn đạn được rồi. Sao lại không có động tĩnh gì vậy? Đường Thành bận đổ mồ hôi trán bên kia không ngờ không có chút động tĩnh. Nhất định là vân tay không phù hợp với yêu cầu, hoặc là còn có bố trí nào khác. Dù sao thiết bị công nghệ cao này cũng không thể làm cho vân tay hoàn toàn giống nhau. Chỉ tương tự mà thôi, hơn nữa, tôi nghĩ Dạ Đường là cao thủ, khi dùng vân tay mở cửa không biết có phải dùng cả nội khí không. Vương Nhân Bàng tìm ra lý do để châm chọc Đường Thành. Nếu phải suy xét đến nội tức thì khó khăn hơn nhiều. Đường Thành vẻ mặt có chút khó coi.
phải nhanh lên một chút, làm lâu người ta sẽ phát hiện. Diệp Phàm nhíu mày. Bàn tay này phục chết xác suất thành công cũng chỉ vẻn vẹn có 2 phần, mở không ra cũng là bình thường. Đường Thành giơ tay xoa xoa trên bình hoa muốn tìm chỗ mở cửa. Để tôi xem, cậu quét lại vân tay của Dạ Đương lên màn hình đi. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nghĩ đến thủy công thần bí của con rơi Vương Nam Lăng. Sao không dùng thủy công để bắt trước bàn tay của Dạ Đương? Tin rằng ý thức của mình có thể phục chế bàn tay tốt hơn thiết bị của Đường Thành. Bởi vì ý thức là một loại suy nghĩ, hành động cụ thể đương nhiên có thể thay đổi nhưng suy nghĩ không thể thay đổi. Đường Thành cũng không hiểu ra sao, tuy nhiên, Diệp Phàm là lãnh đạo, anh ta không hỏi mà chỉ làm theo. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm dấu vân tay được biểu hiện trên màn hình, đôi mắt ưng không lâu đã ghi chép xong. Dưới tác dụng của sóng radar trong suy nghĩ của Diệp Phàm không lâu hiện ra một bàn tay bằng nước. Kết hợp với bàn tay của Dạ Đương nhìn thấy lần trước, kết hợp với dấu vân tay của y trên cái chai, kết hợp với thói quen gia quyền của Dạ Đương không lâu, bàn tay của Diệp Phàm vừa động, tung lên trời. Nửa phút đồng hồ trôi qua, trên không trung xuất hiện một bàn tay vô hình. Đương nhiên là do Diệp Phàm ngưng tụ nước tạo thành. Cậu tránh ra tôi thử xem. Diệp Phàm nói đem bàn tay mà mắt thường không nhìn thấy ấn vào cánh hoa mẫu đơn. Vương Nhân Bàng đến chỗ cái chai để mở nút ra. Cũng ngay lúc đó két một tiếng vang lên, cửa ngầm cuối cùng mở ra. Sao có thể thế được? Đường Thành vẻ mặt khiếp sợ ngơ ngác nhìn Diệp Phàm nói không ra lời. Đứng ngẩn ở đó làm gì, không vào thì phiền toái đấy. Vương Nhân Bàng hừ nói, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn qua cửa, hình như không có nguy hiểm gì liền cúi người đi vào. Ba người vừa tiến vào cửa ngầm đã đóng lại không một tiếng động. Đến lúc đi ra không biết mở bằng cách nào rồi. Vương Nhân Bàng dùng tiếng lóng nói. Để sau hãy nói, trước tiên hãy thăm dò trong này đã. Diệp Phàm nói. Ba người bước từ từ, Đường Thành dùng thiết bị đặc biệt để mở đường. Tia hồng ngoại bảo vệ hình như đã gặp 2 lần nhưng đối với Đường Thành mà nói đây là đồ chơi con nít, ba người bước qua thuận lợi. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại có một phát hiện ngạc nhiên. Hắn thử dùng đôi mắt ưng quan sát phát hiện tia hồng ngoại không ngờ có thể hiện ra rõ ràng dưới đôi mắt ưng. Dường như đôi mắt ưng của hắn đối với thiết bị phát hiện tia hồng ngoại còn tốt hơn nhiều. Thậm chí khi gặp tia đầu tiên, Diệp Phàm căn bản không ngừng bước làm cho Đường Thành sợ tới mức vội vàng truyền âm gọi hắn dừng lại để anh ta xử lý một chút. Bởi vì mắt thấy Diệp Phàm sẽ đụng vào một tia hồng ngoại. Nhưng Diệp Phàm vẫn đi qua an toàn khiến cho Đường Thành chấn kinh rồi. Anh ta nhìn Diệp Phàm không dám tin. Nhìn gì, đây là năng lực cảm giác của cao thủ, chờ khi cậu biết được cảm giác này tất nhiên sẽ biết. Diệp Phàm nhún vai nói vài câu lừa Đường Thành, bí mật về đôi mắt ưng đương nhiên không thể tiết lộ. Thấy không, đây là phong thái của lão đại. Vương Nhân Bàng vẫn không quên trêu chọc Đường Thành một chút. Đi xuống rẽ vào lối rẽ phát hiện một cầu thang. Xem ra cao thủ kia thật đúng là bị nhốt dưới đó rồi. Quái tại sao không có người canh chừng? Hơn nữa, ngay cả camera vẫn không phát hiện. Đường Thành cảm thấy có chút lạ. Đúng là quá mức thuận lợi, chẳng lẽ thật sự có âm mưu? Vương Nhân Bàng cũng nghiêm chỉnh. Đừng nhúc nhích. Diệp Phàm đột nhiên nói, ba người lập tức đứng im tại chỗ nhìn lên chỗ tay Diệp Phàm chỉ. Sao thế, lại là một con chăn lớn, giải quyết nó. Vương Nhân Bàng không khỏi mắng một câu. Phát hiện cách chỗ cầu thang không xa có một con chăn lớn. Miệng to bằng miệng bát, dài chừng 56 mét mắt đang chừng chừng nhìn ba người Diệp Phàm vừa phun đầu lưỡi nhìn khá đáng sợ. Một mùi khai mà cách xa 5 mét cũng ngửi thấy được bốc lên. Đây hình như là chăn gà. Đường Thành vừa thấy lập tức nói. Chăn gà lợi hại như thế nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên lợi hại, tuy nhiên, hơi lại là nghe nói chăn này do rắn biến và gà biển giao phối tạo thành, rất độc, hơn nữa vô cùng hung hãn. Bình thường sinh sống trong nước, sao nó lại ở đây? Ở đây không có nước biển, sao nó có thể sống được? Đường Thành nói. Cách tấn công của nó là gì? Vương Nhân Bàng hỏi cũng cảnh giác nhìn con vật dọa người này. Phun khói độc, phạm vi phải đạt đến 20 mét. Một khi phun chúng lập tức sẽ hư thối. Nếu người bị phun chúng thì không có cách nào để hình dung rồi, phải mục nát đến chết mới thôi. Đường Thành có chút sợ hãi. 20 mét sao? Chúng ta lúc này đứng cách nó chỉ khoảng 5 mét, nếu phun chẳng phải là chết hết sao? Tuy nhiên, trang phục trên người chúng ta hình như là đặc chế, không hiểu có thể ngăn loại độc của chăn này không? Khóe miệng Vương Nhân Bàng có chút co giật rụt cổ hỏi.
Tạm thời thì có thể, tuy nhiên, độc tính của con chăn này có tính ăn mòn quá mạnh, nếu trong vòng một giờ chúng ta không thay đồ thì có lẽ quần áo cũng mục nát hết. Bởi vì độc dược của con chăn này đến cả thép cũng có thể ăn mòn. Trang phục của chúng ta tuy có thể phòng cả đạn súng lục nhưng đối với loại chất độc này thì không có tác dụng rồi. Đường Thành nói nhìn con chăn gà một cái nói tiếp. Phải nhanh, anh nhìn trên lưng nó bắt đầu bóng loáng. Giờ đã bắt đầu nổi da gà rồi, kia chứng tỏ nó đã bắt đầu kết nọc độc để công kích rồi. Đây là một dấu hiệu tấn công của nó. Một khi tấn công xong, chúng ta chỉ có thể chạy lui lại phía sau thôi. Tuy nhiên, một khi dịch độc này phun ra chỉ sợ chúng ta không có cách nào cả. Không cần, để lão đại đánh chết nó đi. Tuy nhiên, chỉ sợ nó phun độc quá nhanh, hơn nữa chúng ta lại không muốn Dạ Đường phát hiện, chỉ sợ con chăn này là Dạ Đường nuôi dưỡng. Nếu con chăn này chết Dạ Đường không biết sao. Vương Nhân Bàng nói ra lo lắng của mình. Có thể, Tổng Giám Đốc Hồ còn có thể tạo ra những cao thủ đặc biệt, thì cao thủ như Dạ Đường không biết còn làm ra những cái gì. Đường Thành cũng không có cách nào. Đừng nóng vội, tôi thử xem. Diệp Phàm hừ một tiếng, tay vừa động trong tay áo bắn ra một vật, vật này két một tiếng bay đến chỗ cầu thang ngửa đầu nhìn con chăn. Nhai nhai nhai. Con rắn nhỏ mà Diệp Phàm vừa tung ra không ngờ kêu lên mấy tiếng kỳ lạ khi nhìn thấy con chăn. Sau đó, nó nẩng đầu duỗi người rút một sợi len ở đầu lươi. Con chăn gà vừa thấy con rắn nhỏ này không ngờ có vẻ có chút sợ hãi. Đuôi giật giật, há miệng to, da gà nổi trên lưng đã phình to như quả trứng chim bồ câu rồi. Dường như muốn nuốt chửng con rắn đó. Chú ý có lẽ nó muốn phun độc rồi. Đường Thành vội vàng lấy ra từ trong ba lô một vật giống như một cái ô. Giỏi, tên này nhiều đồ chơi nhỉ. Vương Nhân Bàng vội vàng rúc vào sau cái ô cảm giác an toàn hơn một chút. Sau lưng tôi là chăm hòm, anh còn không biết đấy. Đường Thành hơi có vẻ đắc chí cười nói. Đừng nóng vội, chăn gà này có lẽ không qua được tiểu hồng của tôi, hai chúng nó có lẽ đang so khí thế. Diệp Phàm nói. So khí thế, con vật chỉ bằng đầu ngón tay út không bằng chiếc đũa cũng muốn thắng một con chăn lớn như vậy sao? Anh không hồ đồ chứ? Nó quấy đuôi có lẽ cũng giết chết tiểu hồng của anh rồi. Vương Nhân Bàng hiển nhiên không tin lời Diệp Phàm nói. Ha ha! Diệp Phàm giơ tay chỉ con chăn, tiểu hồng hình như không kiên nhẫn được nữa, vừa động đã giống như viên đạn bắn về phía con chăn. Lập tức đã đến trên đầu con chăn gà, tiểu hồng giống như một ông vua, con chăn bắt đầu chuyển động, lắc mình loạn lên. Đường Thành và Vương Nhân Bàng đều toát mồ hôi. Diệp Phàm tuy nói bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cũng thiếu tự tin. Không hiểu tiểu hồng có địch được con chăn này không? Tất nhiên cũng thầm muốn biết. Dầm, tiểu hồng giống như đại bàng bay đến trước mặt con chăn nhìn chằm chằm con chăn lớn này còn vươn dầu lươi vài cái. Hình như có hiệu quả, con chăn hình như lảng tránh. Đường Thành vẻ mặt kinh ngạc nói. Quả nhiên có hiệu quả. Con chăn cuối cùng cúi thấp đầu trượt sang phía bên kia hành lang. Dạo bố chết khiếp, lớn đầu như vậy ích gì? Vương Nhân Bàng mắng một câu Diệp Phàm đã bước nhanh xuống cầu thang, hai người cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu Hồng lại bay về trong tay áo Diệp Phàm rồi, con chăn trượt về phía bên kia cũng nằm im rồi. Xem ra người này còn có đạo đức nghề nghiệp. Chương 2730, quen biết đã lâu. Đại ca, con rắn nhỏ này có thể cho tôi một con không? Anh cũng biết, tôi rất thích những đồ chơi như thế, càng quái càng thích. Đường Thành thật sự động tâm rồi. Đôi mắt giống kẻ trộm nhìn vào trong tay áo Diệp Phàm. Để tôi hỏi Tông Vô Thu mới được. Diệp Phàm cười ha hả nói. Tông Vô Thu là ai? Đường Thành hỏi. Chính là lão Tông của Tam Độc Giáo. Tiểu hồng này của lão đại chính là lấy từ xà quật của ông ta đấy. Nghe nói là hàng đầu, hay là cậu đến đó một chuyến? Chắc chắn thích hơn dạo kỹ viện. Vương Nhân Bàng vẻ mặt cười cười nói. Tôi còn chưa muốn chết. Đường Thành trợn mắt hung hăng nhìn Vương Nhân Bàng một cái. Đúng lúc này Hồ Tuấn Thuyền truyền đến tin tức xấu, nói là người nghi là Dạ Đường kia đang vội vàng quay lại quán rượu. Đoán chừng là vừa rồi đã gây ra động tĩnh quá lớn, ông ta đã nghi ngờ. Làm sao bây giờ, nếu không nhanh chóng chạy ra ngoài hẳn còn kịp. Đường Thành đề nghị. Không còn kịp rồi, tốc độ của Dạ Đường quá nhanh, có lẽ đã đến cửa rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp đi, trên chỗ bậc thang lúc này con chăn nằm có lẽ lừa được Dạ Đường. Ba người nhanh chóng tìm chỗ trốn. Đại ca, chỉ có thể treo ngược lên đó thôi.
Vương Nhân Bàng giống như con thằn lằn ôm lấy một thanh sắt ghé vào vách tường lấy tay đập đập. Đường Thành, nhanh chóng thử phá đi một chút. Diệp Phàm nói, Đường Thành không biết lôi đâu ra một xây đính. Ba người nhanh chóng chui người nào. Vương Nhân Bàng to xác Diệp Phàm phải đá mông mới nhét vào được. Anh nhẹ chút không được sao? Mông tôi có lẽ cũng sưng lên rồi. Vương Nhân Bàng có chút bất mãn nói. Sưng lên so với mất mạng còn tốt hơn. Diệp Phàm hừ nói Đường Thành quay lại xử lý xong dấu chân và các dấu vết khác cũng chui người vào bộ đồ giả. Vào được mọi người nín thở. Diệp Phàm dặn dò. Dạ đương vào được, y liếc một vòng phát hiện con chăn vẫn còn đó không bị thương chút nào. Dạ đương kiểm tra một vòng sau đó vỗ vỗ đầu đi theo thang xuống dưới. Ước chừng một giờ mới ló đầu ra dầu dĩ đi rồi. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm quan sát hồi lâu ba người mới chui ra. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa chết nghẹn. Vương Nhân Bàng đưa ta ra tức giận nói. May mắn có con chăn kia giúp nếu lúc trước chúng ta giết nó thì dạ đương nhất định sẽ cảnh giác. Đến lúc đó mặc dù chúng ta ở trong ổ này có lẽ cảm giác linh mẫn của dạ đương cũng phát hiện. Lần này rất nguy hiểm, con chăn vẫn là đại ân. Diệp Phàm nói, ba người bước vào chỗ ngoặt, cảm giác đã xuống tầng 10. Khả năng là đến trong khoang thuyền rồi. Đường Thành tính toán một chút rồi nói. Thiết kế này chắc chắn rất tiên tiến, ban đầu công ty Thiên Nhạ muốn dùng đây để giấu đồ vật bí mật, cũng không thiết kế thông xuống khoang thuyền. Vương Nhân Bàng nói. Ừ, thay đổi rồi, xem ra Tommy có tay chân rộng khắp, công ty Thiên Nhạ không thể không biết việc này. Tôi nghĩ lúc đầu có lẽ họ có cấu kết với nhau. Có lẽ ông chủ giấu mặt của công ty Thiên Nhạ chính là Tommy. Hoặc là bọn họ là đồng bọn, chỉ là bí mật chúng ta không điều tra được. Diệp Phàm nói. Ba người bước xuống dưới. A! À, đột nhiên một tiếng thét điên cuồng truyền đến. Ba người đều hoảng sợ, vội vàng nằm sát xuống sàn nhà hai mắt chừng giống chuông đồng. Quái, hình như không giống trưởng lão Xa Nhất Đao. Đường Thành nói nhỏ. Không phải ông ấy. Diệp Phàm chắc chắn nói dùng đôi mắt ưng quan sát về phía tiếng thét phát ra, một lúc sau ba người đi tiếp. Phát hiện phía dưới có một ao nước lớn, trong ao có một lồng sắt treo trong nước, lồng sắt được làm bằng những thanh sắt to như tay trẻ con. Trong lồng sắt nhốt một người đầu tóc rối tung, người này dùng tay che nên căn bản không biết là ai. Tương đối độc, xích sắt này xuyên qua xương quai xanh của người này, lồng sắt lớn như vậy chẳng lẽ còn không giam được người này. Người này chắc chắn bản lĩnh cao đến kinh người, chúng ta phải cẩn thận mới được. Vương Nhân Bàng dùng thiết bị truyền âm nói. Cao thủ bị khóa xương quai xanh giống như rắn bị treo lên cao, công phu cao bao nhiêu đều không thể thi triển. Hơn nữa, người ta cũng rất cẩn thận, có thể nói là tầng tầng khóa. Tuy nhiên, chỉ là lồng sắt kia không khóa được người này. Bản lĩnh của người này ít nhất thập đẳng đỉnh giai, thậm chí cao hơn. Diệp Phàm nói, một lồng sắt lớn như vậy dùng nội khí có thể đánh gãy chính là cao thủ thập đẳng đỉnh vị cũng không làm được. Trừ phi có binh khí dùng nội lực mới có thể đánh gãy. Người này ít nhất là 11 đẳng trở lên. Vương Nhân Bàng có quan điểm riêng. Có thể. Diệp Phàm gật gật đầu lại dùng đến tiểu hồng, két một tiếng tiểu hồng đã bám ở lồng sắt. Nghe tiếng động người này ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp, rất thảm rồi. Đường Thành sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ra đất bởi vì mặt người này căn bản cũng không thể nói là mặt người. Trên mặt có mấy chục vết dao ngang dọc, ngay cả mũi cũng chỉ còn một nửa méo mó trông thật sự thảm hại. Ngay cả Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng cũng giật mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại cảm giác hơi quen. Ông ta rốt cuộc là ai? Diệp Phàm điểm lại trong đầu. Peter, không phải đóng kịch, nghĩ là mày đeo mặt nạ ra người đến để lừa tao sao? Tao đã nói rồi, mày không thể nào lấy được bí mật từ miệng tôi đâu. Người này nói tiếng Nhật. Nếu vậy thì mày phải chết. Diệp Phàm dùng tiếng Nhật lạnh lùng hừ nói. Hả, lần này giọng của mày cũng thay đổi. Vô dụng thôi Peter khốn khiếp, tao không phải dễ bị dọa, ít nhất vẫn chưa nói ra bí mật với mày thì mày không dám cho tao đi gặp thiên chiếu đại thần của chúng tôi đâu. Tên kia nói, người Nhật Bản luyện võ thờ thiên chiếu đại thần không khác gì người Trung Quốc thờ Quan Âm. Chịu khổ vì cái ao này đi. Diệp Phàm thản nhiên nói, có độc gì cứ đưa hết ra đây là được, tao vẫn có thể chịu đựng được loại ngứa độc này. Lão già này nói, ngứa độc, mẹ kiếp, dạ đương đúng là bựa. Không ngờ ngâm ngứa độc trong ao này. Ngứa độc này so với trực tiếp giết người còn đáng sợ hơn. Xem ra, lão già này đúng là người có ý chí cứng cỏi hạng nhất rồi. Ông nói Peter là ai?
Diệp Phàm đột nhiên hỏi, dùng hóa âm mê thuật. Dạ đương, mày không cần dùng loại mê hoặc này, dạ đương mày quên cả tên mình sao, muốn tao nhắc nhở à? Tao đã từng gặp những loại đê tiện vô sỉ cũng chưa từng gặp người đê tiện vô sỉ nhát gan. Tao đã như vậy mà mày còn không dám lộ diện mạo thật sao, mày quả thật làm mất mặt người luyện võ chúng tôi. Cao thủ cái rắm, đồ rác rưởi. Lão già này tức giận mắng. Ha ha, dạ đương hóa ra là Peter. Vương Nhân Bàng đột nhiên cười phá lên. Cười gì, dạ đương đến tên mình đã quên chúng mày có thể cười được rồi. Lão già này đột nhiên cười ha ha. Hừ, Diệp Phàm đột nhiên lại dùng hóa âm mê thuật hừ lạnh một tiếng. Dạ đương mày hừ gì, mày dùng mặt nạ, thay đổi giọng nói muốn tao không nhận ra sao. Nằm mơ đi, tuy nói bản lĩnh của tao không bằng mày nhưng tao nổi tiếng khi mày còn chưa sinh. Lão già này tương đối khí phách. Tôi không phải dạ đương. Diệp Phàm nói xong nhìn lão già này một cái nói. Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Giao dịch, ừ, nói nghe một chút giao dịch thế nào. Trong giọng nói của lão già này không tin tưởng chút nào. Tôi cứu ông ra ngoài, ông nói bí mật mà dạ đương muốn cho tôi biết. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Lão già này mở tay ra đập nước bùm bùm. Diệp Phàm đột nhiên không nói, ngồi xếp bằng cạnh ao lẳng lặng nhìn lão già này hai chân múc nước. Vương Nhân Bàng cùng Đường Thành nhìn thoáng qua, cảm thấy biểu hiện của người này có chút kỳ quái. Tuy nhiên, Diệp Phàm không nói gì hai người cũng không nói gì mà tách ra đề phòng. Ước chừng 5 phút sau, Diệp Phàm giống như bừng tỉnh từ trong mộng nói. Ông là Nhĩ Thị Hoành Mộc, tôi nói không sai chứ. Việc này mày đã biết rồi, lạ thật. Nhĩ Thị Hoành Mộc nói. Ông bị dạ đương lừa có phải không? Diệp Phàm hỏi. Việc này mày rõ ràng nhất. Nhĩ Thị Hoành Mộc hừ nói. Chúng ta quen biết đã lâu rồi. Diệp Phàm đột nhiên nói. Không đúng, chúng ta mới quen 1 năm. Đây là 1 năm xui xẻo nhất của tôi. Không ngờ bị mày gạt. Nhĩ Thị Hoành Mộc hừ nói. Không không không. Diệp Phàm lắc đầu. Chẳng lẽ đến giờ mày còn muốn che giấu sao? Dạ đương đừng nói xạo nữa, hiện giờ tao là tù nhân của mày, mày còn có gì không thể nói ra. Ngay cả chết mày cũng nên để tao chết rõ ràng. Nhĩ Thị Hoành Mộc nói. Nhĩ Thị Hoành Mộc, sư phụ ông là Ayamato, là đại trưởng lão của ma cục Nhật Bản, điều này có sai không? Diệp Phàm hừ nói. Không thể tưởng tượng được mặt Nhĩ Thị Hoành Mộc không ngờ lộ vẻ kinh ngạc hừ nói. Cũng không tệ lắm, tin tức của mày rất linh thông. Thậm chí ngay cả việc này mày cũng biết, tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, có lẽ mày đã biết thân phận của tao từ trước. Cho nên mới lập mưu lừa tao, tuy nhiên, mày muốn lấy được cái mày muốn thì chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Hơn nữa mày rất hèn hạ, nếu không phải tao bị Akiyama Lifu đánh lén bị thương mày không chắc có thể dễ dàng đạt được như thế. Ông cũng không khá hơn chút nào, sư phụ Ayamato của ông ám toán sư phụ của mình. Con trai người ta tìm đến tận cửa đòi lại công bằng cũng là bình thường. Nếu nói đê tiện sư phụ của ông càng có thể gọi là ông tổ. Thậm chí ngay cả sư phụ Akiyama Mita của mình cũng ra tay. Vì cái gì, không phải vì chiếc chìa khóa lúc trước Hồng Á Đao Lưu Hội để lại sao? May mắn Akiyama Mita không đem bí mật về Hồng Huyết Đao Pháp truyền cho các ông. Nếu không Akiyama Lifu không thể báo thù. Diệp Phàm nói. Chương 2731, chìa khóa là một người phụ nữ. Làm sao mày biết rõ ràng như vậy, nói đi, mày là ai? Hoành Mộ thiếu chút nữa tức giận lên, gã nghi ngờ người này không phải là dạ đương. Bởi vì dạ đương không thể biết được nhiều bí mật như vậy. Không có gì lạ, bởi vì lúc trước tôi đã đến ma cung của các ông. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đã đến ma cung, chẳng lẽ mày chính là người phá hủy ma cung của chúng tôi? Hoành Mộc mắng. Nghe nói là tổ đặc nhiệm A là người hủy ma cung của chúng tôi, mày là người của tổ đặc nhiệm A. Ông nghĩ thế nào thì liền như thế, tôi cũng không thừa nhận. Tuy nhiên, Akiyama Lifu trước kia không thể thắng ông sao giờ y lại có thể thắng ông? Ha ha, bí mật này chỉ có tôi là người rõ ràng nhất. Diệp Phàm cười nói. Vì sao? Hoành Mộc tức giận hỏi Diệp Phàm. Ha ha, nói cho tôi bí mật mà dạ đương muốn, tôi nói cho ông biết bí mật của Akiyama Lifu. Diệp Phàm cười nói, hiện giờ hắn không vội. Mơ tưởng. Hoành Mộc hừ nói. Bí mật này tôi sẽ mang theo, trên đời này chỉ có tôi biết bí mật này. Ngay cả bản thân Akiyama Lifu cũng không rõ ràng lắm. Diệp Phàm nói.
Muôn đặt bẫy lừa tao à? Dạ Đường, mày không cần đóng kịch nữa đâu. Dù là mày điều tra được một số bí mật của ma cung chúng tao thì thế nào? Hoành Mộc không ngờ lại không tin. Ha ha, tôi nói rồi, tôi không phải Dạ Đường. Diệp Phàm lắc đầu nhìn Hoành Mộc một cái hừ nói. Hơn nữa tôi nghĩ Dạ Đường ép ông có phải là muốn tìm cái chìa khóa kia không? Cũng chính là một người phụ nữ. Mày! Hoành Mộc không ngờ không nói nên lời, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ không dám tin. Ha ha, hai nửa chiếc chìa khóa này hợp lại với nhau có thể mở ra bí mật của quân quan đông tại núi Sương Bối Trung Quốc. Bí mật này có lẽ vẫn là do người sáng lập ma cung các ông Akiyama Mita, các ông muốn phá bí mật núi Sương Bối. Có lẽ cũng là muốn hồng huyết đao pháp đi, thậm chí còn có liên quan đến một số bí mật của ma cung. Tôi nói có đúng không? Tuy nhiên, hiện giờ đến mạng sống ông cũng không giữ được, ông giữ bí mật này làm gì? Không chừng lại chọc cho Dạ Đường tức giận đến ma cung đi, có lẽ ma cũng sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Diệp Phàm cười lạnh nói. Không lấy được bí mật Dạ Đường sẽ không để tôi chết. Còn chuyện ma cung, chỉ cần Dạ Đường dám đến đó, nhất định y không thể trở về được. Hành Mộc lại muốn đẩy sắt lên. Dạ Đường là cao thủ bán tiên thiên, nếu như Akiyama Mita của ma cung các anh còn ở thì Dạ Đường chắc chắn không dám đi. Tuy nhiên, trước khác nay khác rồi, hiện giờ ma cung không phải là ma cung trước kia. Có lẽ ngay cả cao thủ 12 đẳng còn không tìm được. Các ông dùng cái gì để chống lại một cao thủ bán tiên thiên như Dạ Đường? Huống chi, Dạ Đường là người sói biển, có bí mật gì người sói biển người ta không phá được. Cho nên, vụ giao dịch này ông nhất định phải tiến hành với tôi. Tôi cho các ông bí mật cho các ông có được hồng huyết đao pháp. Một khi đã có được hồng huyết đao pháp, các ông không những có thể chống lại Akiyama Lifu. Hơn nữa cũng có thể chống lại Dạ Đường. Các ông muốn lấy bí mật núi Sương Bối cũng đơn giản là muốn có hồng huyết đao pháp, có phải không? Và lại, mặc dù các ông lấy được chìa khóa cũng vô dụng, bởi vì núi Sương Bối hiện nay đang được tổ đặc nhiệm A theo dõi. Ông muốn chiếc chìa khóa của ông thành sắt vụn, người ta vây núi Sương Bối thành một đoàn, ông còn muốn đến đó sao? Cùng với việc giữ một chiếc chìa khóa vô dụng, còn không bằng dùng nó để đánh đổi lấy bí mật về hồng huyết đao pháp và Akiyama Mita. Huống chi, còn phải coi trọng mạng già của ông. Diệp Phàm nói. Quả nhiên Hoành Mộc có chút động tâm, lão già này nghĩ ngợi. Trong tay mày thật sự có hồng huyết đao pháp? Hoành Mộc ngẫm nghĩ một hồi hỏi. Nói thật, tôi không có tôi biết chỗ nào có. Có tin hay không tùy ông quyết định. Hơn nữa nếu tôi không rõ lắm về việc này vừa rồi cũng không nói ra nhiều bí mật như vậy. Có một số bí mật cũng là lần đầu ông nghe, có phải không? Diệp Phàm nói. Được. Hoành Mộc cắn răng một cái nói. Quyết định thế nhé. Diệp Phàm gật gật đầu nhìn chằm chằm Hoành Mộc. Mày cứ cứu tao ra trước đi, sau đó tao sẽ nói cho chúng mày biết bí mật. Hoành Mộc nói. Lão già này, ông khôn danh hơn bất kỳ người nào nhỉ. Thân thủ của ông không thấp, thả ông ra đến lúc đó ông trở mặt không nhận thì chúng tôi làm không công rồi. Vương Nhân Bàng hừ lạnh một cái. Tôi đã thành như thế này thì còn có thể thế nào? Nói thật, Dạ Đường đã tra tấn tôi hơn một tháng. Xương cốt cũng bị trọng thương, không có một năm là không thể khôi phục lại được. Chẳng lẽ các cậu còn sợ một người bị trọng thương như tôi sao? Nếu không tin tôi thì có thể dùng một số biện pháp, có phải không? Ví dụ như trói hoặc điểm huyệt. Tin rằng người Trung Quốc các anh có bí kíp này. Hoành Mộc hình như thái độ cũng không tồi. Thả ra đi. Diệp Phàm vung tay quyết định, cảm thấy người này hẳn chưa đến 12 đẳng. Không cần nói là bị trọng thương, khi thể lực mạnh mẽ Diệp Phàm cũng không sợ. Đương nhiên vì an toàn, Diệp Phàm cũng giơ ngón tay đẩy lên người Hoành Mộc một vài cái. Tất nhiên là dùng ngũ âm lôi cương chỉ. Với 11 đẳng đỉnh giai như Diệp Phàm dùng cách này thì không có 12 đẳng không thể gỡ được. Đường Thành đang muốn ra tay, Diệp Phàm vội vàng chặn lại nói. Trước tiên kiểm tra một chút, xem xung quanh có thiết bị gì không. Đường Thành vừa nghe nhanh chóng dùng một số thiết bị đặc thù. Diệp Phàm cũng dùng đôi mắt ưng quan sát cẩn thận xung quanh. Ổ khóa xích sắt này hình như được trang bị một thiết bị cảm biến. Sau khi kiểm tra, Đường Thành chỉ vào đường cong lạ trên màn hình nói. Ý của cậu là nếu cưa đoạn xích sắt này thì thiết bị cảm biến laser sẽ cảm giác được, do đó sẽ cảnh báo đúng không? Diệp Phàm hỏi. Cụ thể có hậu quả gì không tôi cũng không rõ, tuy nhiên, đã có loại trang bị này chúng ta cứ cưa nhất định sẽ có chút phiền toái.
Thường thường những trang bị như thế này đều có một thiết bị cảnh báo giống như trên người ông ta, anh tự ý di chuyển cũng được. Nói cách khác, ban nãy ông ấy giãy giụa như vậy cũng không sao, nhưng một khi xích sắt gãy thì thiết bị sẽ cảnh báo. Phiền toái sẽ tương đối nhiều rồi, ví dụ như phun khói độc, bắn tên, thậm chí là đạn cũng có thể. Còn có thể có thuốc nổ nữa, nhiều thủ đoạn lắm, hơn nữa mặc kệ là loại nào đối với chúng ta thì cũng là phiền. Nếu thiết bị này là một tấm lưới vây chúng ta ở trong thì chúng ta thành cá trong chậu rồi. Đường Thành vẻ mặt thận trọng nói. Không cưa xích sắt chắn chắn không có cách cứu ông ta ra ngoài. Mà đoạn xích này lại không thể động vào. Có cách nào vẫn cưa mà không gây ra phản ứng không? Diệp Phàm nói thầm một câu, ba người đều đang suy nghĩ. Trừ phi đập gãy xương quai xanh của ông ta sau đó ra tay mới có thể không cần cưa đoạn sắt. Vương Nhân Bàng đưa ra ý kiến. Hoàng Mộc vừa nghe lập tức kêu lên. Không nên, không nên, xương quai xanh đối với tôi rất quan trọng. Chỉ là gãy, cao thủ như ông sau mấy tháng là có thể khôi phục nguyên trạng. Đường Thành nói. Tuyệt đối không được, xương quai xanh là tối kỵ của người luyện công, chặt đứt tuy nói có thể khôi phục N chất lượng giảm đi nhiều. Hơn nữa có nối lại tốt không cũng khó nói. Nếu liền không tốt thì bản lĩnh như tôi cũng thành phế nhân, tôi phản đối cách này. Hoành Mộc kiên quyết phản đối. Vậy ông có cách gì? Diệp Phàm hừ nói. Đó là chuyện của các cậu, cứu tôi ra là điều kiện đầu tiên của các cậu. Nói cách khác tôi tình nguyện bị khóa ở đây. Hoành Mộc thể hiện tư thế không sợ chết. Xương quai xanh gãy có thể liền lại, đối với cao thủ mà nói thì đây không phải là tổn thương lớn. Cho dù có tổn thương N so với ở đây chịu sự tra tấn của Dạ Đương còn tốt hơn. Hơn nữa, bị thương so với chết còn giá trị hơn nhiều. Diệp Phàm khuyên. Không được, tuyệt đối không được, nếu các cậu làm như thế thì chúng ta không thể giao dịch rồi. Còn công năng của xương quai xanh chúng ta đều là người luyện võ ai cũng hiểu được tầm quan trọng của nó. Cậu chặt đứt nó có khác gì phế bỏ võ công của tôi? Hoành Mộc không mắc mưu. Việc này không phải do ông. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa một chưởng đến trước mặt Hoành Mộc, tay nắm chặt, răng rắc một vài tiếng, hai bên xương quai xanh đều đã bị chặt đứt. Mày là tên khốn khiếp. Hoành Mộc mắng, bốp bốp mấy cái Vương Nhân Bàng đã làm mấy trưởng. Lão già này, cứu ông còn dám mắng người ta, không muốn sống nữa có phải không? Diệp Phàm kiểm tra lại một chút phát hiện lão già này bị thương nặng. Diệp Phàm phun một ngục độc ra lòng bàn tay, đem một viên kinh cung hoàn vò nát rồi quay sang nhét vào miệng Hoành Mộc. Cậu câu cho tôi ăn cái gì? Hoành Mộc trợn tròn mắt có chút hoảng sợ. Không việc gì, một chút độc dược. Đến lúc đó ông nói cho chúng ta chuyện là có thể thoải mái rồi. Diệp Phàm cười tủm tỉm. Hoành Mộc vừa nghe sắc mặt đột nhiên thay đổi, N không thể tránh được, thở dài nói. Tôi là con cá trong lưới, các cậu cứ thoải mái đùa nghịch đi. Bên này Đường Thành cùng Kiều Nhuế nói chuyện biết được Dạ Đương đã quay về chỗ khuất trên khán đài vì thế lão già này đi ra thuận lợi. Đương nhiên, lúc đi ra là lúc sét đánh không kịp bưng tai chạy đến. Dạ Đương sau khi nghe tin lập tức dẫn người đến. Hơn nữa, tiến hành tìm kiếm trên toàn du thuyền. Tuy nhiên, có lẽ sợ gây phiền toái đến các khách quý Dạ Đương cũng không dám làm càn. Rằng có mấy giờ đành phải buồn bực trở về. Giờ ông có thể nói. Diệp Phàm lôi người này vào phòng ngủ. Cậu phải thề có mẹ, sau khi tôi nói ra cậu phải giải độc cho tôi. Hơn nữa, giải các huyệt điểm để tôi được tự do. Hoành Mộc nói. Được tôi thề có mẹ. Sau khi Hoành Mộc nói ra bí mật xong sẽ giải trừ huyệt điểm trên người ông ta, đồng thời giải độc cho ông ta được tự do. Diệp Phàm thề nói. Không được, còn phải thêm vào lập tức đưa tôi về nước. Hoành Mộc nói. Chương 2732, người phụ nữ bí mật. Ông đừng có được đằng chân lân đằng đầu, có tin tôi giết ông luôn không? Vương Nhân Bàng tức giận nói. Được, sau khi nói ra bí mật lập tức nghĩ cách đưa ông về nước. Tuy nhiên, ông phải cam đoan bí mật ông nói là sự thật. Chứng minh thế nào, cho nên nhất định phải đợi cho chúng tôi chứng thực mới có thể đưa ông về nước. Trước tiên có thể giấu ông ở một vị trí an toàn. Diệp Phàm cũng không phải đồ ngốc. Được, hai người bọn họ cũng phải thề. Vương Nhân Bàng và Đường Thành không muốn thề, tuy nhiên, dưới ánh mắt ép buộc của Diệp Phàm hai người không thể không thề. Các cậu muốn biết chắc chắn chính là chiếc chìa khóa. Đúng vậy, chiếc chìa khóa kia trước đây ở trong tay của tôi. Tuy nhiên, hiện giờ đã không còn ở trong tay tôi rồi. Hoành Mộc vừa nói Vương Nhân Bàng không nhịn được đá ông ta một cái.
Ông đùa chúng tôi có phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tôi đùa các cậu thì có gì tốt, các cậu bất cứ lúc nào cũng có thể giết tôi. Tôi nói là thật, nếu tôi lừa các cậu thì không có gì tốt. Hoành Mộc nói. Chiếc chìa khó đó nhìn hình dáng như thế nào, ông lấy được từ đâu? Diệp Phàm hừ nói. Là lấy được trong tay một đám người anh, vì chiếc chìa khóa này, mà cùng chúng tôi đã chết mười mấy đệ tử. Cuối cùng khi cướp được trên tay, tôi ngây cả người, bởi vì căn bản nó không phải giống một chiếc chìa khóa, mà là một người phụ nữ. Hoành Mộc nói. Hơn nữa là một phụ nữ mặc kimono Nhật Bản. Ông miêu tả tỉ mỉ lại chiếc chìa khóa xem. Diệp Phàm nói, Đường Thành cũng đã nhanh chóng lấy ra máy tính và thiết bị để chuẩn bị phác họa rồi. Thật sự là một người phụ nữ, được đúc bằng đồng, chạm trổ rất tinh tế, dường như o phải điêu khắc. Lúc đó tôi đã cẩn thận kiểm tra, sau đó chấn động. Mới phát hiện tượng đồng này do cao thủ dùng tay nặn ra một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này rất đẹp, nặn rất tinh tế. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng không nghĩ ra ở Nhật Bản chúng tôi có người phụ nữ nào giống với chiếc chìa khóa này. Tôi nghĩ, đây có thể là chiếc chìa khóa kỳ lạ nhất trên thế giới. Hoành Mộc nói. Với năng lực của Akiyama Mita thì có thể dùng tay nặn ra chiếc chìa khóa này. Diệp Phàm gật đầu, cảm thấy lời của Hoành Mộc có thể tin được. Bởi vì theo tin tức thu thập được, trong tay Brand cũng có một pho tượng phụ nữ như vậy. Trên người chiếc chìa khóa phụ nữ này không có gì đặc biệt sao? Đường Thành hỏi. Có. Hoành Mộc gật đầu ngẫm nghĩ một chút nói. Cũng có một chút kỳ lạ, chiếc chìa khóa phụ nữ này không có ngực. Nếu nặn một người phụ nữ xinh đẹp như vậy dù sao cũng phải có chút ngực, ngay cả ngực phẳng cũng có thể lộ ra một chút. Chỉ có như vậy mới có thể nhận ra là phụ nữ có phải không? Đối với việc này tôi nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải. Hoành Mộc nói, chiếc chìa khóa này hiện đang ở trong tay ai? Khi nào thì bị lấy đi? Diệp Phàm hỏi, dạ đương lấy đi, ước chừng khoảng 2 tháng trước. Hoành Mộc nói, Hoành Mộc, ông nói hình như không thật. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tuyệt đối là thật. Hoành Mộc tỏ thái độ kiên quyết, không giống như đang nói dối. Đằng các có tin tức cho rằng nửa năm trước chiếc chìa khóa này đã nằm trong tay Brand. Mà ông nói 2 tháng trước mới để Dạ Đương lấy mất. Đẩy Hoành Mộc vào nhà vệ sinh sau đó 3 người Diệp Phàm đi ra ngoài thương lượng. Đúng vậy, đằng các là người của chúng ta không thể nào nói dối. Đường Thành nói. Thật ra Hoành Mộc cũng không có lý do nói dối. Việc này rất phức tạp. Vương Nhân Bàng nói. 3 người lại lôi Hoành Mộc ra, Diệp Phàm hỏi. Có chuyện tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, nếu chìa khóa Dạ Đương đã lấy được, vì sao ông ta còn không tiêu diệt ông? Lúc trước ông cũng đã nói, Dạ Đương muốn lấy bí mật từ ông, điều này cho thấy Dạ Đương chưa lấy được chìa khóa mới không giết ông. Hơn nữa cách một ngày Dạ Đương lại đến thẩm vấn hoặc tra tấn ông. Nếu không thì cũng không thả độc ngứa trong ao để làm ông khổ sở. Việc này đơn giản là ép ông nói ra chiếc chìa khóa thôi. Cho nên, Hoành Mộc ông nói dối rất tồi rồi. Bí mật này không liên quan đến chiếc chìa khóa, Dạ Đương muốn ép tôi nói ra toàn bộ bí mật của Ma Cung. Tôi là đệ tử được đại trưởng lão Ma Cung tin tưởng nhất, tuyệt đối tôi không làm chuyện này, mặc dù chết tôi cũng không nói ra. Hoành Mộc vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão già này, ông không nói thật. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bởi vì... Vừa rồi dùng sóng khí để phán đoán gợn sóng không giống lúc nói về chiếc chìa khóa. Đây là tác dụng của đôi mắt ưng, có thể căn cứ vào khí tràn ra từ cơ thể của người nói chuyện để phán đoán tâm lý. Tôi nói tất cả đều là sự thật. Hoành Mộc nói. Ông không nói cũng được, chúng ta có thể không thực hiện giao hẹn. Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng. Đồ vô liêm sỉ, tôi đã nói ra tất cả bí mật, các cậu dựa vào cái gì không thực hiện giao hẹn. Các cậu đã thể có mẹ chẳng lẽ các cậu muốn làm nhục cả mẹ mình sao? Hoành Mộc quát lên. Bộp một tiếng, hình một bàn tay đã in trên má trái của Hoành Mộc. Lão già, tôi có thể cảm nhận được ông không nói thật. Nói mau, nhất định là bí mật này có liên quan đến chiếc chìa khóa. Nếu không, tôi sẽ cho ông nếm thử cái gì gọi là phân cân thác cốt thủ. Tin rằng ông hẳn đã nghe nói qua bí thuật vĩ đại này của người Trung Quốc chúng tôi. Diệp Phàm hừ nói. Ôi! Hoành Mộc thở dài nói. Hai bầu ngực, đồ chơi gì vậy? Vương Nhân Bàng vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt tròn xoe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Có phải là hai bầu ngực của chiếc chìa khóa phụ nữ kia? Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ hỏi.
Ừ, lúc đó cũng không hiểu tại sao lại thế. Tôi giành được chiếc chìa khóa này từ tay đám người anh sau đó phát hiện được chứa trong một hộp đá thô ráp. Hộp này có lẽ cũng giống như chiếc chìa khóa được cao thủ nặn ra. Trên bề mặt có một số ký tự cổ, tôi cũng không biết có nghĩa là gì. Tuy nhiên, có lẽ là trùng hợp, tôi hí hoách thì không ngờ hộp này mở ra. Bên trong chính là chiếc chìa khóa phụ nữ này. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là hai bầu ngực của người phụ nữ đặt bên cạnh, tôi đã thử liều mạng gắn lại nhưng vừa gắn xong đã rớt xuống. Hình như không ăn khớp, lúc đó tôi nghĩ hai bầu ngực này nhất định là rơi ra từ chiếc chìa khóa này. Tuy nhiên, vì sao lại không ở đó, nguyên nhân gì làm nó rơi xuống, cho dù là rơi xuống thì theo lý mà nói cũng có thể cài lại. Cho dù không dính lên được thì nhìn qua hẳn phải ăn khớp mới đúng. Tuy nhiên, tôi đã dùng dụng cụ để đo đạc rồi, cơ bản là không ăn khớp. Hoành Mộc vẻ mặt u ám nói. Lão già này, vừa rồi ông còn giữ bí mật không nói, không phải là bị bọn tôi ép ông nói bừa cho qua chứ. Còn có bí mật gì, nói ra hết đi. Vương Nhân Bàng mắng. Thật sự không có rồi, đây là bí mật cuối cùng. Đến giờ tôi cũng không hiểu, nếu các cậu có thể làm rõ có thể nói cho tôi biết một tiếng thì tốt rồi. Hoành Mộc lần này không giống như là nói dối. Diệp Phàm dùng khí sóng phán đoán một chút, phát hiện khí sóng đồ không khác gì lần trước nói về chiếc chìa khóa. Được, đến lúc đó ông để lại số điện thoại hoặc địa chỉ, chúng tôi sẽ nói cho ông biết. Vương Nhan Bàng vẻ mặt kỳ quái cười cười nói. Ôi, thôi vậy tôi cũng không muốn cầu xin cái gì. Hoành Mộc biết hắn đang nói đùa. Chẳng lẽ hai bầu ngực này là từ một pho tượng khác hay sao? Không đúng, sao lại ở trong hộp này? Diệp Phàm thầm hỏi. Cái hộp kia đâu? Chờ khi các cậu giấu tôi ở một địa điểm an toàn tôi sẽ nói cho các cậu biết, tốt nhất là đến Tam Giác Vàng. Hoành Mộc nói. Cái hộp đó giấu ở Tam Giác Vàng sao? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng tự nhủ người này còn giấu thật sự bí mật, muốn làm xa như vậy. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết. Hoành Mộc nói. Diệp Phàm lập tức sắp xếp người đem Hoành Mộc đi, việc này dễ dàng. Hắn tiêm vào người ông ta nước thuốc xong thì khuôn mặt của ông ta thay đổi hẳn, sau đó hóa trang một chút rồi đưa ra ngoài. Đương nhiên Dạ Đương không dám lộ liễu điều tra, cũng là một trong những lý do thuận lợi để dẫn Hoành Mộc đi. Cứ như vậy cũng quá tốt với ông ta rồi. Đường Thành có chút bất bình. Lão đại, anh sẽ tìm cách đưa y về nước sao? Vương Nhân Bàng có chút không tin hỏi. Anh cứ nói đi. Diệp Phàm cười thần bí không đáp báo hại Vương Nhan Bàng cùng Đường Thành vẻ mặt buồn bực. Hai bầu ngực rốt cuộc có bí mật gì? Vương Nhân Bàng hỏi. Tôi nghĩ không biết có phải liên quan đến chiếc chìa khóa mà chúng ta có không? Đến lúc đó lấy về so sánh có thể phát hiện ra bí mật của nó. Diệp Phàm cũng rất hứng thú rồi. Chỉ có thể như vậy, tuy nhiên, nếu chiếc chìa khóa phụ nữ trong tay Dạ Đương, Na Đằng nói là sự thật thì hẳn là Dạ Đương đưa cho Brand. Xem ra, anh chỉ có thể lọt vào top 3 thôi. Nếu không thì sẽ không có cơ hội nhìn thấy Brand. Đến lúc đó y mở tiệc chiêu đãi anh có thể nhân cơ hội ra tay khống chế ép y đưa ra chiếc chìa khóa. Vương Nhân Bàng nói. Không dễ dàng như vậy, tôi nghĩ Brand mời khách chỉ sợ Dạ Đương núp trong bóng tối hoặc cũng có mặt, chúng ta không thể chống lại Dạ Đương. Đến lúc đó không cần nói là tìm cơ hội khống chế Brand, chỉ sợ ngay cả mình cũng bị vùi lấp. Diệp Phàm nói, vẻ mặt buồn rầu. Ôi, có thực lực vẫn là vua, nếu thực lực của lão đại có thể vượt qua Dạ Đương thì cũng không vấn đề gì rồi. Vương Nhân Bàng thở dài, vẻ mặt cũng buồn bực. Bất kể như thế nào đều phải đi, chỉ có điều muốn vào top 3 còn phải qua cửa ải Trạch Bản Tú. Thật sự là chuyện phiền phức đến liên tiếp, đến lúc đó chỉ sợ thua lão già này thì không thể trông chờ vào top 3 rồi. Không gặp được Brand thì tất cả đều vô nghĩa, nhưng thấy gặp gã còn có trở ngại là Dạ Đương. Hơn nữa hiện giờ chúng ta không có tin tức gì của Sa Nhất Đao, ông ấy rốt cuộc ở đâu? Diệp Phàm buồn bực thở dài. Chương 2733, thực sự gặp phải không Trạch Bản Tú. Đi một bước tính một bước, tuy nhiên, lão đại, nhiệm vụ quan trọng, nhưng mệnh càng đáng giá hơn. Nhiệm vụ so sánh với sinh mạng thì hãy bảo vệ sinh mạng đi. Anh em ta không muốn sau này uống rượu là rót lên mộ. Vương Nhân Bàng vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm. Mệnh tôi là mệnh tiểu cường, không thể chết dễ dàng như vậy. Khi Diệp Phàm nói những lời này trong lòng mình đều không tin rằng đây là sự thật. Ba ngày sau bước vào bán kết. Diệp Phàm gặp không Trạch Bản Tú, Thôi Khả Điền và Thái Tây Hà.
Thôi Khả Điền là quyền vương 11 sao người Hàn Quốc, xuất thân từ nhà họ Thôi của Hàn Quốc. Thái Tây Hà là người Mỹ da đen, tuy nói trước mắt mới chỉ là quyền vương 10 sao, nhưng tất cả mọi người tin tưởng năng lực của người này không thua Thôi Khả Điền. Còn 10 sao là nói dối thôi. Hơn nữa, đối với Thôi Khả Điền cùng Thái Tây Hà vẫn có người che giấu thực lực thật sự. Còn Không Trạch Bản Tú thì càng không cần nói, căn bản chính là không thể dùng sao để tính toán. Trong 4 người, không tốt nhất là con ngựa hoang Diệp Phàm. Khi rút thăm, Diệp Phàm luôn cầu nguyện ngàn vạn lần đừng gặp Không Trạch Bản Tú. Tuy nhiên, Diệp Phàm cầu nguyện mất linh, mặc dù trong lòng hắn lẩm bẩm n lần Phật Như Lai bảo vệ cuối cùng vẫn may mắn gặp Không Trạch Bản Tú. Khi Ngô Đại Thuận tuyên bố hai trận đấu xong, Diệp Phàm tất nhiên vẻ mặt buồn bực. Còn Không Trạch Bản Tú lão già này vẻ mặt nghiền ngẫm, dường như vẻ mặt cầu xin tháp bố tư. Trận đấu diễn ra một ngày, ngày tiếp đi vào vòng đấu loại. Vừa về đến phòng, Diệp Phàm nằm dài ra sofa không muốn nói câu nào. Vương Nhân Bàng biết trong lòng hắn không thoải mái, cũng tình nguyện làm người pha trà phục vụ Diệp Phàm. Còn Đỗ Thiên Thảo lại dịu dàng nắn bóp bàn chân cho Diệp Phàm. Không lâu, Hồ Tuấn Thuyên cùng Kiều Nhuế Vô Khinh bước vào, vẻ mặt hai người cũng không tốt. Đây là cái gì đây, trời cũng chọc ghẹo người. Hồ Tuấn Thuyên cũng không nhịn được mắng một câu. Nói những lời này dùng làm gì, đối mặt với sự thật đi. Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Diệp Phàm xoa bóp lưng cho Diệp Phàm. Làm sao bây giờ Tháp thiếu gia? Vương Nhân Bàng hỏi. Cứ đấu. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Có một cách, nếu bán kết là thi đấu vòng tròn, thì đó là nói bốn người đều phải gặp nhau. Chỉ cần Tháp thiếu gia có thể thắng Thôi Khả Điền cùng với Thái Tây Hà thì có thể vào vòng ba rồi. Hồ Tuấn Thuyên đề nghị. Ý của cô là ngày đấu với Không Trạch Bản Tú tự động bỏ quyền, để dành sức đấu với Thôi Khả Điền và Thái Tây Hà. Diệp Phàm nói. Đúng vậy. Tuy nhiên, quan trọng là phải đảm bảo có thể chiến thắng hai người này mới được. Hồ Tuấn Thuyên nói, cũng có vẻ không tự tin. Khó khăn khá cao đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Ừ. Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ gật đầu nói. Thôi Khả Điền rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhà họ Thôi ở Hàn Quốc cũng là một gia tộc nổi tiếng. Nghe nói Thôi Khả Điền trước đây gặp một kỳ nhân, trước khi chết đã đem toàn bộ nội khí thông qua phương pháp đặc thù truyền cho Thôi Khả Điền. Kỳ nhân phải mất một năm mới hoàn thành việc này, từ đó về sau Thôi Khả Điền thuận buồm xuôi gió, không bị đánh bại. Anh ta chưa đến 35 tuổi không ngờ đã lấy được đai lưng quyền vương 11 sao, hiện giờ là một quyền đàn bất bại. Tuy nhiên, Thôi Khả Điền ít khi thi đấu, hình như là cố ý khống chế tiết tấu. Ngay cả trận chung kết năm đó anh ta cũng không tham gia. Mà lần này anh ta lại kiếm khối tiền, bất bại đến tận giờ rồi. Kiều Nhuế nói đến đây hơi nhìn Diệp Phàm một chút, nói. Còn có người nói Thôi Khả Điền căn bản cũng không dừng ở 11 sao, rất có thể đã đạt đến năng lực 12 sao. Lần này Thôi Khả Điền đến chính vì chức quán quân của trận chung kết. Đúng vậy, người này nghe nói có tam quyền là lợi hại nhất. Quyền thứ nhất là Tháp Địa Quyền, thứ hai là Trấn Hồn Quyền, ba là Diệt Thế Quyền. Tháp Địa Quyền là quyền thứ nhất, quyền này khi thi triển là lúc có thể chấn động sụp đổ một tảng đá lớn. Cho nên, lúc thi triển chỉ sợ là sân thi đấu không chịu nổi một quyền này, chính là vì phải gia cố lại sân đấu. Quyền thứ hai là chấn động hồn quyền, nghe nói thi triển ra có thể đánh cắp linh hồn của con người. Ngay cả linh hồn anh cũng không có thì tất nhiên cũng mất mạng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện cường điệu. Đại đa số cao thủ chạy không khỏi quyền thứ hai, Thôi Khả Điền nghe nói chỉ có 3 lần xuất hiện quyền thứ hai. Trước kia đều làm đối phương choáng ở quyền thứ nhất hoặc là bị thương. Quyền thứ ba gọi là Diệt Thế Quyền, quyền này thi triển ra rất có cảm giác hủy diệt thế giới. Đương nhiên, nghe nói quyền thứ ba là có người nghe nói từ cấp dưới của Thôi Khả Điền. Trên đời này còn chưa có ai thấy Thôi Khả Điền thi triển quyền thứ ba này. Hồ Tuấn Thuyên nói, nghe đúng thật mơ hồ. Vương Nhân Bàng thở ơ ừ một tiếng. Thái Tây Hà thì sao? Diệp Phàm hỏi, Thái Tây Hà đến từ Hoa Kỳ, là người da đen. Gia đình cũng không có bối cảnh gì. Nhưng thật ra dựa hoàn toàn vào năng lực của chính mình. Võ công của anh ta có xu hướng nhu tính, người ta nói nắm tay cứng rắn của Thái Tây Hà có thể đấu với sắt thép. Nhưng đa số khi tấn công nắm tay của người này mềm mại giống như không xương. Anh ta ra quyền cực kỳ xảo quyệt, thường thường là ra quyền vào lúc anh không thể tin nổi, hoặc vào chỗ mà anh không ngờ tới. Lúc này anh sẽ kinh ngạc vì không kịp đề phòng,
Thái Tây Hà đã bắt được điểm này của anh để ra tay. Anh ta cũng so tài không ít trận rồi, có rất nhiều quyền đàn cao thủ đều đang nghiên cứu phong cách ra quyền của anh ta. Luôn tìm kiếm cách phá giải đường quyền của người này. Tuy nhiên, người phong cách đường quyền của người này mọi người rất rõ nhưng thói quen ra quyền của người này người ta lại không nắm được. Căn bản là vô hình vô ảnh, nên chỉ có thi đấu với anh ta mới biết anh ta ra quyền như thế nào. Hồ Tuấn Thuyên nói, vậy thì phải so nhãn lực mạnh và phản ứng nhạy bén. Tuy nhiên, đây là cao thủ khó đấu nhất, bởi vì không có thói quen, không thể đề phòng tốt. Diệp Phàm gật đầu, nếu không Tháp thiếu gia, chúng tôi sắp xếp để giải quyết lão già không trạch bản thú này đi. Lúc này Vương Nhân Bàng bắt đầu đưa ra ý kiến cùi bắp của mình rồi. Sắp xếp như thế nào? Kiều Nhuế Vô Khinh thật sự quan tâm đến Diệp Phàm, hỏi nhanh. Sắp một ván cờ ví dụ như quy định không phái cấm lén lút dùng súng sao? Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng. Ý kiến của anh tốt, nhưng làm thế nào? Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ hỏi. Tôi nghĩ, việc này cứ giao cho ông chủ hồ. Đến lúc đó có người cầm súng đi tìm không trạch bản tú. Còn chúng ta chụp ảnh quay phim, đương nhiên là làm thành không trạch bản tú dùng súng. Tuy nhiên, có lẽ tên đi gây sự phải bỏ mạng, không trạch bản tú chắc chắn không tha cho người đến gây sự. Ông chủ hồ, anh nên tìm người tốt. Vương Nhân Bàng nói. Cái này dễ, chỉ cần có tiền người bán mạng có. Hồ Tuấn Thuyên nói. Chỉ sợ việc này người khác sẽ liên tưởng đến tôi sai người làm. Dù sao chỉ là dấu đầu lòi đuôi thôi. Diệp Phàm nói. Không cố được nhiều như vậy, mặc dù là mọi người nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cũng không bắt được anh. Chúng ta muốn để cho không trạch bản tú tức hộc máu khi nghe ban tổ chức tuyên bố hủy tư cách dự thi. Thật ra, trong mấy ngày thi đấu kịch liệt này, việc như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Phương pháp tự nhiên là trình tự bất tận, như tên Masa chính là người bị hại. Người này đường đường là quyền vương 8 sao, ngay cả hôn mê cũng không thể đi cưỡng ép một cô gái phục vụ có phải không? Chỉ cần kiếm được tiền thì cô gái xinh đẹp nào không tìm thấy làm gì phải gây ra chuyện này. Hồ Tuấn Thuyên nói, việc này mọi người đều biết là có âm mưu, tuy nhiên, người này xui xẻo. Cuối cùng bồi thường mấy chục vạn, đời cứ bị hủy như vậy. Ôi, hoạt động đen tối trong thi đấu không ít. Diệp Phàm thở dài. Buổi đêm Hồ Tuấn Thuyên liền cử người đi làm. Tuy nhiên, sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm bị Kiều Nhuế Vô Khinh đánh thức. Sao thế, sáng sớm tinh mơ có để cho người khác ngủ không? Diệp Phàm dụi dụi mắt, có chút bất mãn. Tổng giám đốc Hồ thất thủ. Kiều Nhuế Vô Khinh vẻ mặt có chút khó coi. Chuyện như thế nào? Diệp Phàm bật dậy. Anh ta mời cao thủ dùng súng, hơn nữa người của trạch gia cũng dùng súng. Tuy nhiên, tên kia xui xẻo, mà võ công của không trạch bản tú cũng quá cao. Người này nổ mấy phát bị thương mấy đệ tử của trạch gia xong muốn tự sát. Tuy nhiên, không trạch bản tú lợi hại nhiều lắm. Không ngờ khống chế không cho tên kia tự sát, cuối cùng ông ta tra tấn gã. Tên kia không chịu được một chiêu đã khai ra. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Tôi thấy Tổng Giám Đốc Hồ cũng thật là sao tìm một người rác rưởi như vậy, thậm chí ngay cả nổ súng tự sát cũng không nắm được cơ hội. Có lẽ không trạch bản tú đã đề xuất khiếu nại với ban tổ chức rồi. Đây chẳng phải sẽ liên lụy đến Hồ Tuấn Thuyên, nếu điều tra tiếp thì chúng ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Nếu thực sự xử lý thì không phải là mất quyền dự thi sao? Diệp Phàm có chút nóng nảy. Yên tâm, không trạch bản tú cũng không đề xuất gì với ban tổ chức. Anh Hồ ngoài việc không có mắt tìm người không tốt thì việc giấu giấu vết vẫn khá lợi hại. Anh ta vòng vo rồi tìm người khác thuê người ra tay. Có lẽ lúc này không thấy rồi, không trạch bản tú cũng không tìm ra được cái gì, hơn nữa cũng không có thời gian để thăm dò việc này. Tuy nhiên, vì sao không trạch bản tú không khiếu nại tôi cảm thấy có chú kỳ lạ. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Tuy chúng ta có quay chụp được một số hình ảnh, nhưng hiện giờ cũng không dám dùng rồi, một cơ hội đáng tiếc. Tôi nghĩ cũng không có gì lạ, trạch bản tú không ngu, có lẽ là nghĩ việc này là tôi cho người làm. Mà mục đích của không trạch bản tú cũng không phải muốn lấy mất tư cách dự thi của tôi, ông ta còn sợ tôi không dự thi. Bởi vì ông ta muốn quang minh chính đại đánh tàn tôi trên sân đấu, thậm chí muốn lấy mạng của tôi. Không trạch bản tú muốn lấy lại thể diện. Diệp Phàm phân tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.